nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, chẳng ai cảm thấy đáng thương, ngược lại còn thấy đáng đời. Vừa rồi đám Chu Minh Chí vênh váo hết mặt lên trời, mọi người đều nghĩ bao giờ bọn họ sẽ bị báo ứng, chỉ có điều không ai có thể ngờ rằng báo ứng lại tới nhanh như thế. Bác sĩ Trần, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ? Giang Sơn nhìn Trần Triệu Dương hỏi. Trần Triệu Dương vẫn lắc đầu nói, tôi đã nói rồi, tôi không quay lại đó đâu. Nhìn thấy Trần Triệu Dương như vậy, sắc mặt của Giang Sơn hơi trầm xuống, ông ta chưa cầu xin ai như thế bao giờ. Tử Phong. Giang Sơn quay sang cầu cứu Giang Tử Phong. Anh Dương, anh đừng giận nữa, nể mặt em đi mà. Em đi về với anh, đánh cho tên họ Chu đó một trận, đảm bảo anh sẽ hài lòng. Anh Dương, anh hãy cứu em họ của em đi. Giang Tử Phong cũng giúp Giang Sơn van nài. Sếp Giang, tôi bận thật mà, tôi còn phải đi làm nữa. Nói kiểu gì Trần Triệu Dương cũng không chịu đồng ý. Giang Sơn tiếp tục ra hiệu cho Giang Tử Phong. Giang Tử Phong biết không trông mong được gì ở Trần Triệu Dương, nhất định phải đi vòng mới được. Chị dâu, chị Nam Cung, em muốn mượn người của chị. Giang Tử Phong cười với Nam Cung Yến. Nghe thấy câu này của Giang Tử Phong, Giang Sơn như hiểu ra điều gì đó. Ông ta nói với Nam Cung Yến và Nam Cung Minh Đức, ông và cô này, tôi muốn mượn cậu Dương, ông và cô không để ý chứ. Chỉ cần hai người đồng ý, sau này coi như Giang Sơn tôi nợ hai người một ân tình. Ai Nam Cung Minh Đức và Nam Cung Yến sửng sốt. Bao nhiêu vật chất cũng không đổi được một mối ân tình của Giang Sơn, hơn nữa bọn họ cũng hơi ngạc nhiên khi ông A hỏi ý kiến mình. Chuyện này tôi không quyết định được, Nam Cung Minh Đức nói, con gái, con nói đi. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương, cô đi tới bên cạnh anh rồi nói, Trần Triệu Dương, sếp Giang muốn nhờ anh giúp, anh đi giúp người ta đi. Anh Dương, chị Nam Cung đã nói thế rồi, anh đồng ý đi mà, Giang Tử Phong đứng cạnh nói. Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến, vợ anh đã lên tiếng rồi thì nhất định phải nể mặt cô. Sếp Giang, tôi có thể về với ông, nhưng tôi không dám chắc là sẽ chữa khỏi, Trần Triệu Dương nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần bác sĩ Trần đồng ý về với tôi để khám bệnh là được. Giang Sơn vội vàng nói. Anh Dương, chúng ta đi thôi. Giang Tử Phong sợ Trần Triệu Dương đổi ý, cậu ấy túm lấy Trần Triệu Dương rồi nói. Chị Nam Cung, bọn em đi trước đây. Giang Tử Phong kéo Trần Triệu Dương ra ngoài. Cảm ơn. Giang Sơn nói với Nam Cung Yến và Nam Cung Minh Đức. Nói xong, ông ta mới xoay người rời khỏi đó. Giang Sơn đã đi rồi. Nhưng Nam Cung Yến và Nam Cung Minh Đức vẫn ngây ra tại chỗ. Nam Cung Minh Đức nhìn Nam Cung Yến bằng ánh mắt ò mò. Nam Cung Yến lắc đầu, ý bảo cô chẳng biết gì cả. Ông chủ Nam Cung, cậu bảo vệ vừa rồi là nhân viên của công ty các ông à, Tiền Trung Hoa hỏi. Ừ, Nam Cung Minh Đức nói với vẻ mặt đắc ý, đó là bảo vệ. Hàng đầu trong công ty chúng tôi, đồng thời cũng là trợ lý đặc biệt của con gái tôi. Tiền Trung Hoa giơ ngón tay cái lên nói, đỉnh, khi nào ông chủ Nam Cung rảnh thì chúng ta cùng ăn một bữa nhé. Không thành vấn đề. Nam Cung Minh Đức cười nói, thành lập mối quan hệ tốt với người như Tiền Trung Hoa chẳng có mặt hại gì cả. Phải rồi, nhớ dẫn theo cậu bảo vệ nhà các ông đấy, Tiền Trung Hoa không quên nói. Ha ha, thế thì phải hẹn trước, cậu biết đấy, bây giờ cậu ấy đang lo chuyện của sếp Giang, chưa chắc đã có thời gian rảnh. Không sao. Không sao, tôi hiểu mà. Tiền Trung Hoa cười nói các ông thuê được một nhân viên tốt thật. Ha ha, lúc này Nam Cung Minh Đức đắc ý bật cười. Bây giờ ông ta cũng biết là mình đã nhặt được một cậu con rể tốt. Chuyện ngày hôm nay đúng là làm ông ta nở mày nở mặt. Tiền Trung Hoa hàn huyên với Nam Cung Minh Đức vài câu rồi mới đi. Đợi đến khi Tiền Trung Hoa đi, Nam Cung Yến ra ngoài bảo nhân viên làm việc như bình thường, không có bất cứ ảnh hưởng nào cả. Đồng thời Nam Cung Yến còn dặn dò mọi người cố gắng đừng tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Sau khi dàn xếp xong xuôi, Nam Cung Yến về phòng làm việc rồi ngồi phịch xuống. Chuyện này hôm nay khiến cô sợ bóng sợ gió một hồi. Cô thật sự không ngờ rằng vì Trần Triệu Dương mà vụ việc lại xoay chuyển 180 độ như thế. Rốt cuộc anh ta là một người đàn ông như thế nào đây? Nam Cung Yến lẩm bẩm nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ một lúc sau Trần Triệu Dương đã cùng với đám người Giang Sơn về đến nhà họ Giang. Ngay khi xe vừa dừng lại, anh đã nhìn thấy quản gia Chu dẫn theo người đi đến đấy để tiếp đón. Bác sĩ Trần, mời. Giang Sơn xuống xe trước rồi quay sang nói với Trần.
Trần Triệu Dương cũng xuống xe theo ông ta. Bác sĩ Trần, cậu về rồi, thật là tốt quá đi. Quản gia Chu nhìn thấy Trần Triệu Dương thì cười một cách lấy lòng, bác sĩ Trần, chuyện trước đây đều là do tôi sai. Mong cậu đừng chấp kẻ hèn này mà tha thứ cho tôi nhé, ha ha. Quản gia Chu nịnh bợ một cách không biết xấu hổ. Quản gia Chu, tôi chỉ là một kẻ lừa đảo đến đây để lừa tiền thôi. Ông sẽ không đuổi tôi đi chứ? Trần Triệu Dương nhìn quản gia Chu cười nhạt. Ông ta lắc đầu lia lịa, không dám, không dám. Bác sĩ Trần, cậu đừng đùa nữa, cậu sao lại là kẻ lừa đảo được chứ? Trước đây là do tôi sai, tôi tự tát mình để nhận lỗi. Quản gia Chu lập tức tát vào miệng mình mấy phát. Trần Triệu Dương nhìn thấy vậy thì cũng lười so đo với ông ta. Bác sĩ Trần, thật là xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi. Ngay lúc này Hà Mai Anh đứng cạnh cũng quay sang nói với Trần Triệu Dương. Anh không nói nhiều nữa, mà chỉ bảo, đưa tôi đi xem người bệnh đi. Bác sĩ Trần, mời cậu theo tôi. Giang Sơn nói với Trần Triệu Dương một cách hấp tấp, nói xong liền tự mình đi trước dẫn đường. Trần Triệu Dương đi theo ông ta vào trong. Giang Tử Phong đi cuối cùng, cậu ấy nhìn sắc mặt của đám người quản gia thì cười trộm, đúng là đáng đời. Giang Tử Phong cảm thấy Trần Triệu Dương vẫn quay lại đây xem bệnh cũng đã là nể tình lắm rồi. Còn đám bác sĩ đứng đây đều thở dài trong im lặng, lần này thật sự bị một tên bảo vệ quèn làm mất hết cả mặt mũi rồi. Rất nhanh sau đó Trần Triệu Dương cùng Giang Sơn đã đi đến phòng của Giang Uyển Quân. Lúc này cô ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ. Trần Triệu Dương dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình nhìn qua một lượt, xung quanh người Uyển Quân vẫn còn khí đen tồn tại. Cũng may số khí đen trong căn phòng này cũng không nhập vào người cô nữa. Tìm thấy đồ chưa? Trần Triệu Dương hỏi Giang Sơn. Tìm thấy rồi, Giang Sơn từ bên cạnh lấy ra một bức tranh, đây là bức tranh tôi tặng cho Uyển Quân một tháng trước, không ngờ suýt chút nữa đã làm hại đến con bé rồi. Bác sĩ Trần, bây giờ chúng ta xử lý nó thế nào đây? Trần Triệu Dương nhìn vào bức tranh trên tay Giang Sơn thì chỉ thấy một màu đen âm u sâu thẳm, anh liền biết ngay đầu sỏ gây hại cho Giang Uyển Quân chắc chắn là nó. Đốt nó đi. Trần Triệu Dương nói với Giang Sơn. Lần đầu tiên anh gặp phải đồ vật như thế này nên không có tí kinh nghiệm nào. Anh chỉ thấy đám khí đen xung quanh Giang Uyển Quân chưa tan hết nên muốn đốt nó đi rồi tính sau. Được, Giang Sơn lập tức bảo người đi chuẩn bị chậu lửa. Không lâu sau chậu lửa đã được chuẩn bị xong, Giang Sơn lập tức ném bức tranh vào đó để đốt bỏ. Khi bức tranh đang cháy thì Trần Triệu Dương lập tức nhìn chằm chằm vào nó. Anh thấy ngay khi những chỗ màu đen bị đốt cháy thì phát tán rộng ra liền biết là có tác dụng. Đợi đến khi bức tranh bị đốt cháy hết, anh quay người lại nhìn Giang Uyển Quân. Đám khí đen trên người cô vẫn chưa tan, hóa ra không thể dùng lửa để đốt tan chúng nó được. Trần Triệu Dương cảm thấy hơi bối rối. Tranh đã đốt rồi tại sao Uyển Quân vẫn chưa tỉnh lại? Hà Mai Anh hỏi, không phải bảo là do bức tranh đó ảnh hưởng đến Uyển Quân sao? Đốt nó đi rồi tại sao vẫn không có tác dụng chứ? Hà Mai Anh hỏi vậy thì mọi người đều gật đầu. Trần Triệu Dương nhìn qua một cái rồi bước đến gần Giang Uyển Quân và cẩn thận quan sát cô. Ai đã dùng quỷ môn thập tam châm cho cô ấy? Trần Triệu Dương hỏi. Nghe anh hỏi như thế, đám bác sĩ đứng bên ngoài không nhịn được mà xôn xao cả lên. Trần Triệu Dương vừa nhìn đã biết là có người đã dùng quỷ môn thập tam châm. Thật sự là quá kỳ lạ rồi. Chỉ dùng có bốn châm, Trần Triệu Dương nói, sử dụng cửu môn thập tam châm nhưng lại không làm cho hết thì chính là hại người rồi còn đâu, tên lăng băm này. Trần Triệu Dương vừa nói đã vạch ra chuyện Tôn Vĩnh An dùng cửu môn thập tam châm nhưng lại chỉ dùng có bốn châm. Hà Mai Anh không thể không phục được. Tôn Vĩnh An đứng bên ngoài cũng bị mắng đến mức không còn chút mặt mũi nào nữa. Nói thật là, ông ta thực sự phục rồi. Người biết cửu môn thập tam châm không nhiều. Hơn nữa số người mà chỉ cần nhìn một phát mà biết được cách châm này cũng chỉ đếm trong lòng bàn tay. Bác sĩ Trần, có cách chữa trị không? Hà Mai Anh hỏi một cách cung kính. Giang Sơn cũng nói, bác sĩ Trần, chỉ cần cậu có thể cứu. Được con gái tôi, thì Giang Sơn đây đã nợ cậu một món nợ lớn, sau này cậu chính là ân nhân của nhà họ Giang chúng tôi. Anh Dương, anh cứu em họ em đi. Giang Tử Phong nói một cách chân thành. Đám người bên cạnh nói gì Trần Triệu Dương đều nghe cả vào tai, anh cần răng, để tôi thử xem, những chưa chắc đã chữa được. Bác sĩ Trần, cậu cố gắng hết sức nhé, dù cho có xảy ra chuyện gì chúng tôi đều không trách cậu, Giang Sơn nói. Bác sĩ Trần, làm phiền cậu rồi. Hà Mai Anh nói một cách kính cẩn.
Trần Triệu Dương ngồi xuống cạnh giường của Giang Uyển Quân rồi nói, chuẩn bị châm cho tôi. Được, quản gia Chu lập tức đồng ý. Một lúc sau, ông ta cầm một hôm châm bạc từ ngoài chạy vào. Bác sĩ Trần, châm của cậu đây. Trần Triệu Dương giơ tay ra đón. Sau khi anh sắp xếp lại, liền bắt mạch cho Uyển Quân, không có chuyện gì mới xảy ra vì thế anh be đầu cầm châm lên để châm cứu. Trần Triệu Dương vừa bả đầu châm cái thứ nhất thì mọi người đều cảm thấy quen mắt. Đợi đến châm thứ hai. Bên ngoài liền có người hỏi, quỷ môn thập tam châm, y hệt như khi nãy bác sĩ Tôn làm. Anh ta cũng biết quỷ môn thập tam châm sao? Không phải anh ta vừa nói là nếu không hoàn thiện được quỷ môn thập tam châm thì sẽ hại người sao? Lẽ nào anh ta có thể hoàn thiện được nó? Không phải chứ, như thế cũng được sao? Đám người bên ngoài nhao nhao cả lên. Tôn Vĩnh An lẩm bà lẩm bẩm, không thể nào, ngay cả thầy tôi cũng chỉ biết có mấy châm mà thôi. Khi Tôn Vĩnh An nói thì Trần Triệu Dương đã châm đỡ ến châm thứ tư rồi. Châm xong anh liền chuẩn bị châm thứ năm. Xem ra anh ta thực sự biết quỷ môn thập tam châm. Bác sĩ Tôn, ông của ông có khác, đúng là giỏi thật. Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã giỏi như thế, thật sự khâm phục. Đám người bên cạnh nhao nhao cả lên. Tôn Vĩnh An cảm giác mình không thể bình tĩnh được nữa rồi. Ông ta vốn còn nghĩ mình biết châm đỡ ến châm thứ tư trong quỷ môn thập tam châm đã là giỏi lắm rồi, bây giờ. Xem ra Trần Triệu Dương còn biết cả bộ châm pháp này. Tốc độ châm cứu của Trần Triệu Dương càng ngày càng nhanh. Tốc độ này cao siêu quá rồi. Tôi châm cứu hơn 20 năm nay rồi mà chưa bao giờ đạt được tốc độ như vậy. Kỹ thuật châm cứu thật là giỏi. Đám bác sĩ đứng bên ngoài đều cảm thán một cách kinh ngạc. Giang Sơn và Hà Mai Anh nhìn theo kỹ thuật châm cứu của Trần Triệu Dương thì đều dấy lên hy vọng, họ cảm thấy. Chắc là anh có thể chữa trị khỏi cho con gái họ. Chưa đến 15 phút, Trần Triệu Dương đã hoàn thành 13 châm. Châm hết 13 châm, anh liền dừng tay lại. Lúc này trán anh đã đẫm mồ hôi. Anh Dương, được chưa? Giang Tử Phong nhẹ giọng hỏi. Trần Triệu Dương lắc đầu. Anh dùng khả năng nhìn xuyên thấu của mình và vẫn nhìn thấy đám khí màu đen đó. Dù châm xong bộ quỷ môn thập, tam châm rồi nhưng chúng cũng chưa tan hết mà chỉ tan được một chút rồi tụ lại thành một cụm. Trần Triệu Dương cảm thấy mình cần phải sử dụng một cách nào đó để diệt hết đám khí đen này mới được. Nhưng mà có cách gì đây? Anh suy nghĩ một chút, hình như những gì mà thầy anh từng dạy đều không có ghi chép gì liên quan đến việc diệt trừ đám khí đen này. Luồng khí màu đen trên người Giang Uyển Quân càng lúc càng đậm. Trần Triệu Dương nhìn thấy khối đen tạo thành một vẻ mặt gớm ghiếc muốn vùng vẫy thoát ra. Cuối cùng anh cũng gom được chúng lại nhưng không thể để chúng phát tán ra làm hại đến người khác. Đúng vào lúc này, Trần Triệu Dương dường như không có cách nào diệt trừ hết được chúng. Mà anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chúng mà thôi. Lúc anh nhìn như vậy thì đột nhiên từ trong mắt anh lóe ra một tia sáng vàng trực tiếp bao phủ hết luồng khí đen đó lại. Sau khi đã hoàn toàn bao phủ hết luồng khí đen thì lập tức tia sáng đó thu vào lại trong mắt của Trần Triệu Dương. Lúc này, anh cảm thấy đầu óc mình trở nên rất minh mãn, đồng thời đôi mắt cũng vô cùng dễ chịu. Bịch! Chỉ có điều Trần Triệu Dương không ngờ tới, mình lại từ trên ghế rơi bịch xuống nền. Anh Dương, anh không sao chứ? Giang Tử Phong nhanh chóng đỡ Trần Triệu Dương dậy. Trần Triệu Dương lách đầu đáp lại, không sao. Thất bại rồi sao? Tôi nghĩ, căn bệnh này khó mà chữa khỏi được. Hai, cậu ta vẫn còn quá trẻ rồi. Làm sao có thể chữa khỏi căn bệnh này được chứ? Đến chúng ta còn không thể làm gì được nữa là. Các bác sĩ bên ngoài lần lượt nói. Tôn Vĩnh An gật đầu đồng ý. Tất cả đều đang tự an ủi mình. Suy cho cùng là bọn họ không thể chấp nhận được việc Trần Triệu Dương còn trẻ tuổi mà lại có y thuật giỏi hơn mình. Khi vợ chồng Giang Sơn bước đến giường, nhìn thấy con gái đã bất động, lúc này cũng lộ ra vẻ lo lắng. Bác sĩ Trần, con gái của tôi, Giang Sơn hỏi. Đã chữa khỏi rồi, cô ấy không có chuyện gì nữa đâu. Trần Triệu Dương vừa thu tiền vừa nói. Đã khỏi rồi sao, Hà Mai Anh sững sờ một lúc, nhưng sao con bé vẫn chưa tỉnh lại chứ? Giang Sơn cũng ngờ vực hỏi, thật sự chữa khỏi rồi sao? Ừm, Trần Triệu Dương gật đầu khẳng định. Toàn bộ khí đen đã bị chính mình hấp thu, nếu không có chuyện gì xảy ra, Giang Uyển Quân hẳn là không có vấn đề gì. Tỉnh dậy chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, trong mắt Giang Sơn và những người khác, Giang Uyển Quân so với trước kia vẫn không hề có gì tiến triển. Hức, hức,
Đúng lúc này thì Giang Uyển Quân đang nằm trên giường bệnh bật khóc lên. Nghe thấy tiếng khóc của cô, Giang Tử Phong vui mừng nói, tỉnh rồi. Đã tỉnh lại rồi. Con gái, con có sao không? Giang Sơn nhìn thấy con gái mình mở mắt ra thì liền kích động hỏi. Con sợ. Giang Uyển Quân không ngừng khóc như thể cô ấy đã gặp phải điều gì đó vô cùng đáng sợ. Con gái, có mẹ ở đây rồi, con đừng sợ. Cả nhà đều đang ở bên cạnh con, Hà Mai Anh vội vàng an ủi con gái mình. Đúng vậy, anh cũng đang ở đây, em đừng sợ. Giang Tử Phong an ủi cô. Uyển Quân, có bố ở đây, con sẽ không có chuyện gì cả, con không cần phải sợ, Giang Sơn an ủi Giang Uyển Quân nói. Vào lúc này, Hà Mai Anh vẫn muốn ôm con gái vào lòng mà vỗ về. Nhưng điều mà bọn họ không ngờ là Giang Uyển Quân đang nằm trên giường bệnh thì đột nhiên đứng bật dậy, sau đó sải bước nhanh bổ nhào vào trong lòng của Trần Triệu Dương. Ngay khi nhào vào lòng anh thì cô ôm chặt lấy anh không buông. Em sợ, anh hãy ôm em đi. Giang Uyển Quân nói xong thì vùi cả đầu mình vào trong lòng của Trần Triệu Dương. Nhìn thấy hành động của cô, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Đây là điều mà bọn họ không bao giờ nghĩ tới. Bố mẹ của cô đều có mặt ở đây, nhưng việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy không phải là tìm kiếm sự an ủi từ bố mẹ mình, mà là ôm lấy Trần Triệu Dương để có được cảm giác an toàn. Vẻ mặt của Trần Triệu Dương có phần gượng gạo, vô cùng lúng túng nhìn về phía đám người Giang Sơn. Quan trọng hơn hết là lúc này, Giang Uyển Quân ôm chầm lấy anh không ngừng khóc thét lên, em sợ, anh ôm em đi. Em sợ lắm. Trần Triệu Dương, cậu ôm con bé đi. Giang Sơn nói với Trần Triệu Dương. Giang Sơn đã nói như vậy, Trần Triệu Dương cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy Giang Uyển Quân. Anh võ võ vào lưng cô an ủi, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói ra cũng thật kỳ lạ, Trần Triệu Dương cứ vậy mà ôm lấy cô an ủi, Giang Uyển Quân vừa rồi còn khóc lóc không ngừng giờ thì lại nín thin thít, vùi đầu vào lồ ân ngực của Trần Triệu Dương mà không động đậy gì. Mọi người đều không thể nào lý giải nổi. Vừa rồi vợ chồng Giang Sơn đã khuyên như thế nào cũng không được. Bây giờ, Trần Triệu Dương chỉ cần ôm cô trong chốc lát là cô đã không sao rồi. Trần Triệu Dương ôm cô một hồi thì phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hà Mai Anh nhìn thấy con gái mình ôm lấy một người đàn ông như vậy thì mất hết cả mặt mũi rồi. Bà ta nói, Uyển Quân, chắc con cũng đói rồi, hay là con ăn chút gì trước nhé? Mẹ sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị cho con. Đúng đó, Uyển Quân, lâu vậy rồi em vẫn chưa ăn gì, chắc là đói lắm rồi. Em phải ăn nhiều vào một chút, Giang Tử Phong cũng khuyên cô. Không cần, Giang Uyển Quân trực tiếp từ chối, em chỉ muốn ôm anh ấy thôi. Em sợ. Lúc nói mắt của Giang Uyển Quân đỏ bừng cả lên. Hà Mai Anh thấy vậy liền vội xua tay nói, được. Vậy không ăn, không ăn, mẹ sẽ không ép con ăn nữa. Lúc này Trần Triệu Dương cũng lên tiếng. Em cũng đói rồi, em phải ăn chút gì đó đi. Vâng, vậy em sẽ ăn một chút. Giang Uyển Quân nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì xoay đầu lại nói, mẹ, mẹ dặn nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn đi. Nhưng em muốn cùng ăn với anh cơ. Giang Uyển Dung nhìn chăm chăm vào Trần Triệu Dương và nói. Trần Triệu Dương gật đầu, mọi người xung quanh thực sự không dám tin vào những gì đang xảy ra. Giang Uyển Quân lại nghe lời Trần Triệu Dương đến như vậy. Anh nói câu nào thì cô đều răm rắp nghe theo. Cả Hà Mai Anh và Giang Sơn đều vô cùng ngạc nhiên. Ngày thường con gái mình còn không ngoan được như thế này, nhưng khi đứng trước mặt Trần Triệu Dương lại ngoan ngoãn như vậy. Anh trai, anh tên là gì vậy? Giang Uyển Quân nhìn Trần Triệu Dương hỏi. Trần Triệu Dương, anh đáp lại. Anh Dương, chúng ta đi thôi, mau đi ăn cơm thôi. Giang Uyển Quân nắm lấy tay Trần Triệu Dương bước ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn theo, nhất thời vẫn chưa có phản ứng gì. Giang Tử Phong càng thêm phần ngưỡng mộ, tuy rằng cậu ấy có mối quan hệ rất tốt với Giang Uyển Quân, nhưng chưa bao giờ được đối xử như vậy. Ai cũng biết rằng trước đây, cô có dáng vẻ của một nữ thần lạnh lùng, nhưng bây giờ, ở trước mặt Trần Triệu Dương, cô ấy chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Về phần các bác sĩ nhìn thấy vậy, bọn họ dường như cũng hiểu được, bệnh nhân bình thường sẽ có chút ỷ lại vào bác sĩ. Nhưng tính ỷ lại này của Giang Uyển Quân cũng quá nghiêm trọng rồi. Có khi nào vấn đề là ở căn bệnh này của Giang Uyển Quân không? Nếu như Giang Uyển Quân vẫn tiếp tục phụ thuộc vào Trần Triệu Dương theo cách này, chẳng phải cậu ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Kết hôn với con gái của Giang Sơn có thể nói là đã trực tiếp chạm được vào đỉnh cao của cuộc đời rồi.
Nhiều người trong số bọn họ đều hối hận vì sao không thể tự mình chữa khỏi bệnh cho cô. Sau khi Giang Uyển Quân tỉnh lại, hầu như cô hồi phục rất tốt, ít nhất là cô đã ý thức được mọi thứ. Hà Mai Anh và những người khác hỏi cô ấy đều có thể trả lời trôi chảy. Tuy nhiên, Hà Mai Anh và những người khác vẫn có chút lo lắng. Bởi vì họ đều thấy rằng con gái họ quá ỷ lại vào Trần Triệu Dương. Anh Dương, anh bón cho em ăn đi, có được không vậy? Giang Uyển Quân chu môi nói với Trần Triệu Dương với điệu bộ vô cùng đáng yêu. Bây giờ, Giang Uyển Quân đến việc ăn cơm cũng muốn được Trần Triệu Dương bón cho ăn nữa. Hơn nữa trong suốt quá trình, Giang Uyển Quân đều nắm chặt lấy tay của Trần Triệu Dương, còn thân mật với anh như vậy, nếu anh mà cố giữ khoảng cách, e rằng Giang Uyển Quân có thể sẽ ôm chặt lấy anh không chịu rời ra mất. Trần Triệu Dương cũng biết rằng thường thì bệnh nhân sẽ có tình trạng ỷ lại vào bác sĩ. Nhưng anh không ngờ rằng Giang Uyển Quân lại phụ thuộc vào mình nhiều như vậy. Ngay cả khi Giang Uyển Quân ngủ, cô ấy cũng phải nắm lấy tay anh mới ngủ được. Cuối cùng thì anh cũng dỗ được Giang Uyển Quân ngủ và bước ra khỏi phòng. Lúc này, Giang Sơn và những người khác đã đợi sẵn ở ngoài rồi. Bác sĩ Trần, sức khỏe của con gái tôi đã ổn rồi chứ? Giang Sơn hỏi. Không sao rồi, chỉ là cơ thể cô ấy có chút suy nhược, tôi sẽ kê toa thuốc. Uống trong vòng một tuần là khỏi thôi, Trần Triệu Dương nói. Vậy làm phiền cậu rồi, Giang Sơn nói. Bác sĩ Trần, con gái tôi làm gì cũng bám theo cậu như thế thì phải giải quyết như thế nào đây? Hà Minh Anh lại hỏi Trần Triệu Dương, dù cho Trần Triệu Dương có tài y thuật giỏi và đã chữa khỏi cho con gái mình. Nhưng trong mắt của bà ta, anh cũng chỉ là một tên bảo vệ quèn mà thôi, còn lâu mới xứng với con gái của mình. Chuyện này bà cứ yên tâm đi, sau này. Tôi sẽ cố gắng không chạm mặt cô ấy, lâu ngày không gặp thì tự nhiên cô ấy sẽ quên thôi. Trần Triệu Dương cũng hiểu Hà Minh Anh đang nghĩ gì. Vậy thì tốt rồi, Hà Minh Anh nói, sau này, nếu có việc gì thì cứ liên lạc với chúng tôi là được rồi. Đừng có tiếp xúc quá gần với Uyển Quân. Trần Triệu Dương gật đầu. Sau khi Trần Triệu Dương kê đơn xong thì Giang Sơn và những người khác tiễn anh ra ngoài cửa. Bác sĩ Trần, hãy nhớ những gì cậu đã nói. Giữ khoảng cách với Uyển Quân và đừng có bất kỳ ý nghĩ nào với con gái nhà chúng tôi. Khi Trần Triệu Dương lên xe, Hà Minh Anh vẫn không ngừng dặn dò anh. Trần Triệu Dương nhìn thấy biểu hiện của Hà Mai Anh như vậy thì liền ni à Hà, tôi biết rồi. Bà cứ yên tâm đi. Cậu biết thì tốt rồi, Hà Mai Anh lạnh nhạt nói, cậu chỉ là một nhân viên bảo vệ, không xứng với con gái tôi. Trần Triệu Dương không nói gì thêm chỉ gật đầu rồi lên xe. Giang Tử Phong lái xe đưa Trần Triệu Dương đi. Giang Sơn nhìn Trần Triệu Dương rời đi rồi mới thôi không nhìn theo nữa. Bà xã, tôi nghĩ bà không cần thiết phải làm như vậy đâu, Giang Sơn nói. Hà Mai Anh biết Giang Sơn đang nói về chuyện gì, liền quả quyết nói, tôi nghĩ điều đó là cần thiết. Cậu ta chỉ là một tên bảo vệ quen, không thể để cậu ta đến gần con gái mình được. Lỡ như Uyển Quân thực sự thích cậu ta, như vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị thiệt thòi lớn sao? Giang Sơn trầm giọng nói, tôi thì cảm thấy cậu ta không hề tầm thường. Nhất định là người có chí lớn. Vậy thì đã sao, cậu ta có giỏi thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một tên bảo vệ. Hoàn toàn không xứng với Uyển Quân nhà chúng ta, Hà Mai Anh nói chắc như đỉnh đóng cột, nếu cậu A muốn nhân cơ hội này mà tiếp cận con gái chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Giang Sơn nhìn thấy dáng vẻ quả quyết của Hà Mai Anh thì đành lắc đầu bất lực. Anh Dương! Những lời bác cả em nói anh không cần phải để bụng làm gì. Bác ấy là vậy, thường không xem ai ra gì. Giang Tử Phong ở trong xe nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương thì ngược lại vô cùng điềm tĩnh, anh cười nói, ha ha, tôi vốn không hề để bụng. Còn bà ta cũng là vì nghĩ cho con gái mình mà thôi, không có gì to tát cả. Anh Dương, vẫn là anh nghĩ thoáng, Giang Tử Phong cười, nhưng anh đừng lo, thù lao tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Em sẽ đích thân lấy cho anh. Tôi chưa bao giờ quan tâm tới điều này. Trần Triệu Dương đáp. Điều mà anh quan tâm nhất lúc này là tia sáng vàng sau khi hấp thụ khí đen đó sẽ có ảnh hưởng gì đến mình hay không mà thôi. Chuyện này phải quay về nghiên cứu kỹ càng mới được. Giang Tử Phong rất nhanh đã đưa anh tới nơi mà Nam Cung Yến sống. Khi anh xuống xe, Đường Võ vội vàng bước đến chào hỏi. Vẻ mặt Đường Võ lúc này có chút bối rối, bước tới gần Trần Triệu Dương nói, anh Dương. Sao bây giờ anh mới quay về? Bên trong sao hỏa đã va vào trái đất rồi. Sao hỏa va vào trái đất sao? Vẻ mặt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ khó hiểu, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi sao?
vừa rồi có một người phụ nữ rất xinh đẹp đến, cô ấy nói muốn tìm anh. Sau đó bị Tổng Giám đốc Nam Cung nhìn thấy và bảo cô ấy vào bên trong ngồi rồi, Đường Võ trầm giọng nói, em có thể nhìn thấy được bên trong ánh mắt của cô chủ Nam Cung tràn đầy sát khí, bầy bên trong đó, đoán không chừng đã bắt đầu khai chiến rồi. Anh Dương, anh cho rằng đây không phải sao hỏa va vào trái đất sao? Một người phụ nữ rất đẹp đến tìm tôi sao? Trong chốc lát Trần Triệu Dương không thể nào đoán ra được là ai, cô ấy có nói mình tên là gì không? Cái này thì lại không nhắc tới. Nhưng cô ấy nói, cô ấy biết rất rõ về anh và có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh, Đường Võ có lòng tốt khuyên, anh Dương, sau này anh đừng có mang nợ phong lưu của mình ở bên ngoài về nhà nữa. Bây giờ, anh đã có cô chủ Nam Cung rồi, lẽ nào anh vẫn thấy chưa đủ sao? Si, cậu thì hiểu cái gì? Trần Triệu Dương cười đắc ý. Nhưng anh không sợ xảy ra chuyện thật sao? Như hôm nay vậy? Đường Võ toát mồ hôi lạnh nói. Sợ cái gì chứ? Trần Triệu Dương đắc ý nói. Không phải chỉ là hai người phụ nữ gặp mặt thôi sao, không có gì đáng. Đáng sợ cả. Nói xong anh sải bước vào trong. Đường Võ nhìn theo bóng lưng của Trần Triệu Dương mà không khỏi thán phục. Trong nhà đã có một cực phẩm như cung Nam Yến vẫn chưa đủ, anh còn ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa và quan. Trọng hơn hết là người phụ nữ đó thực sự rất xinh đẹp. Trong lòng Trần Triệu Dương vẫn đang suy nghĩ rằng là ai đã tới đây tìm mình. Khi anh đẩy cửa biệt thự ra và nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc một cách tao nhã thì anh đã tự hiểu. Người đến tìm mình chính là Tô Hồng Mị. Lúc này trong phòng khách, Tô Hồng Mị đang hút thuốc một cách tao nhã, trên miệng nở một nụ cười nhẹ. Vẻ mặt Nam Cung Yến lạnh lùng nhìn cô ta. Dù cả hai không nói gì nhưng thông qua ánh mắt, bọn họ đã giao lưu không biết bao nhiêu lần. Khi Trần Triệu Dương bước vào thì cảm nhận được, bầu không khí có chút ảm đạm. Lúc này, hai người phụ nữ này nhìn thấy Trần Triệu Dương bước vào thì ánh mắt cả hai đầu hướng về phía người anh. Đôi mắt Nam Cung Yến ngập tràn sát khí. Trần Triệu Dương nhìn thấy ánh mắt hai người phụ nữ này thì da đầu bắt đầu tê dại. Đây có được xem là một người tình nhỏ tìm gặp vợ của mình không? Nghĩ tới điều này quả là rất giống sao hỏa va vào trái đất thật. Khi Tô Hồng Mị nhìn thấy Trần Triệu Dương bước vào cửa thì nhìn chăm chăm Nam Cung Yến cười nói, Chủ tịch Nam Cung. Người đàn ông tốt như vậy, nếu cô không cần thì để cho tôi nhé. Nam Cung Yến hừ lạnh nói, bà chủ Tô, cái loại đàn ông thối tha này ở ngoài đường thiếu gì. Tôi tặng cho chị thì chính là đang hại chị đấy. Hơn nữa, tôi nghĩ bà chủ Tô chắc sẽ không làm mấy loại công việc đi thu gom rác như thế này đâu nhỉ. Ha ha, Tô Hồng Mị cười to, Tổng Giám đốc Nam Cung, trong mắt cô là rác rưởi nhưng lại là bảo bối trong mắt tôi đấy. Nếu cô đã không cần thì có thể buông tay. Tôi cần là cái chắc rồi. Bà chủ Tô, cho dù là rác rưởi thì tôi cũng không định sẽ đưa cho chị. Nam Cung Yến điềm đạm nói, bà chủ Tô, đừng nói là chị đến rác cũng muốn dành chứ. Dành sao, Tô Hồng Mị cười, nếu cô không để ý đến điều đó. Khụ. Trần Triệu Dương nghe xong cảm thấy không ổn, một người đa tài như mình, thiếu niên xuất chúng thế này sao lại trở thành rác rưởi rồi chứ. Trần Triệu Dương ho nhẹ một tiếng, đi tới chỗ Tô Hồng Mị hỏi, bà chủ Tô. Nghe nói chị có chuyện muốn tìm tôi, không biết là có chuyện gì. Tô Hồng Mị nhìn Trần Triệu Dương một cách quyến rũ, rồi cười khúc khích nói, chị đến đây là để đòi tiền cậu về việc cậu đã ngủ lại vào đêm hôm qua. Sau khi Nam Cung Yến nghe được lời này thì sa sầm mặt lại. Còn Trần Triệu Dương thì cảm thấy mình toang thật rồi. Hừ, tên họ Trần kia, tối qua, anh đã làm những gì rồi? Nam Cung Yến hừ lạnh hỏi. Trần Tê Dương bất đắc dĩ cười khổ. Anh biết là Tô Hồng Mị đang cố tình nói như thế. Tối qua anh đi uống rượu nhưng lại quên mang theo tiền mà thôi, Trần Triệu Dương giải thích. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa móc ví ra hỏi, bà chủ Tô, tổng cộng bao nhiêu tiền vậy? Ha ha, Trần Triệu Dương, chị nghĩ cậu hiểu lầm rồi, chị phải trả tiền cậu mới đúng ấy chứ. Tô Hồng Mị lấy 200 tệ ra cười nói, tối hôm qua chị cảm thấy tuyệt lắm, đây là thù lao của cậu. Hừ. Nghe thấy tiếng hừ lạnh của ai kia ở đằng sau, da đầu anh hơi tê dại. Bà chủ Tô, không biết hôm nay chị tìm tôi có chuyện gì vậy? Chúng ta ra ngoài rồi hãy nói. Trần Triệu Dương không muốn dây dưa nữa, anh kéo Tô Hồng Mị ra bên ngoài. Dù sao thì Trần Triệu Dương cũng chẳng biết Tô Hồng Mị còn định nói lung tung điều gì nữa. Anh kéo Tô Hồng Mị ra khỏi biệt thự, đến một nơi không có người mới dừng lại. Chị Mị, chị tới đây tìm tôi làm gì? Trần Triệu Dương nhìn Tô Hồng Mị hỏi. Sao vậy, chị nhớ cậu,
Không được tới tìm cậu à? Tô Hồng Mị nói đầy ẩn ý, chẳng lẽ cậu định chối bỏ sao? Tôi không có ý đó, chỉ là... Trần Triệu Dương không biết phải giải thích như thế nào. Ha ha, người ta chỉ đùa cậu thôi, đừng có căng thẳng thế chứ. Lúc này Tô Hồng Mị cười nói, chỉ tới đây là để báo tin cho cậu, tiện thể xem vợ cậu có tốt với cậu không. Tin gì? Trần Triệu Dương nhìn Tô Hồng Mị hỏi, chị điều tra được chuyện mà tôi nhờ chị rồi à? Ừm, tra ra rồi, Tô Hồng Mị nói. Là kẻ nào làm? Triệu Ngũ Gia, Tô Hồng Mị thản nhiên nói. Triệu Ngũ Gia? Trần Triệu Dương lẩm bẩm. Trần Triệu Dương từng nghe Tô Hồng Mị nhắc tới cái tên này rồi, ông ta cũng là người có máu mặt ở cái đất Nam Hải này, đồng thời thế lực cũng không hề nhỏ. Sao ông ta lại làm thế? Trần Triệu Dương hỏi. Chị cũng không rõ lắm, Tô Hồng Mị lách đầu nói, chị chỉ biết người của ông ta đã làm chuyện tối hôm đó. Trần Triệu Dương, có cần chị đứng ra xử lý ông ta cho cậu không? Không cần, Trần Triệu Dương thản nhiên nói, nếu là ông ta làm thì tôi sẽ tận tay xử lý ông ta, không cần chị phải ra tay. Tô Hồng Mị kề sát lại một chút, nói, không cần chị ra tay thật sao? Triệu Ngũ Gia không phải người bình thường đâu, bên cạnh ông ta có không ít cao thủ, chị sợ một mình cậu thì sẽ gặp nguy hiểm mất. Không cần, Trần Triệu Dương vẫn lắc đầu từ chối. Được rồi, Tô Hồng Mị lại kề sát hơn một chút nữa. Trần Triệu Dương hơi run lên. Chị Mị, không còn sớm nữa, chị về nghỉ ngơi trước đi. Trần Triệu Dương đấu tranh tâm lý một lát, anh giữ lấy bàn tay của Tô Hồng Mị và nói. Tô Hồng Mị không dây dưa nhiều, cô ta nhẹ giọng dặn dò, vậy cậu nhớ cẩn thận nhé. Tôi biết gì. À phải rồi, Tô Hồng Mị dừng bước nói. Hả, Trần Triệu Dương nhìn cô ta. Sớm ngày chinh phục vợ cậu đi nhé, để cô ta ngoan ngoãn nghe lời. Cô gái này lạnh lùng quá, chẳng nhiệt tình chút nào cả, Tô Hồng Mị cười quyến rũ. Nghe vậy, khắp người Trần Triệu Dương như bị điện giật. Ha ha, cố lên nha, Tô Hồng Mị làm hành động cổ vũ. Dứt lời, cô ta ném cho Trần Triệu Dương một cái hôn gió rồi tươi cười đi ra ngoài. Đợi Tô Hồng Mị đi rồi, Trần Triệu Dương mới hút một điếu thuốc để ổn định lại cảm xúc. Đúng là yêu tinh mà, Trần Triệu Dương căn răng nói. Người bình thường chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của Tô Hồng Mị. Hút xong một điếu thuốc, Trần Triệu Dương mới vào biệt thự. Vào bên trong thì anh thấy Nam Cung Yến đang nhìn mình bằng một ánh mắt đăng đăng sát khí. Trần Triệu Dương nở nụ cười với cô, không còn sớm nữa, anh về tắm rửa ngủ đây. Tên họ Trần kia, anh không định giải thích gì sao, thấy Trần Triệu Dương định đi, Nam Cung Yến hử lạnh một tiếng. Tôi đã nói với anh là không được đưa những người phụ nữ không đàng hoàng ấy về nhà cơ mà. Chị Mị đâu phải kiểu phụ nữ không đàng hoàng, Trần Triệu Dương giải thích. Ha, đã gọi người ta là chị Mị rồi cơ đấy, Nam Cung Yến khoanh tay nhìn Trần Triệu Dương, anh cảm thấy những gì anh nói có đáng tin không? Hơn nữa tối qua người ta cảm thấy thoải mái, hôm nay lại mang tiền tới cho anh. Tùy tiện như thế, coi chừng mang bệnh vào người. Nhìn biểu cảm này của Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương biết nếu không giải thích rõ ràng chuyện tối nay thì e là cô sẽ không bỏ qua cho anh. Hơn nữa anh nhìn ra được rằng ai kia là đang ghen, chỉ có điều biểu cảm ghen tuông của cô ấy thật đáng yêu. Trần Triệu Dương dứt khoát đi tới trước mặt Nam Cung Yến ngồi xuống. Vợ à, em đang ghen hả? Trần Triệu Dương cười rồi nói toạc ra vấn đề. Hơ! Nam Cung Yến sửng sốt giây lát, sau đó trên mặt cô hiện lên nét phẫn nộ, đi nói là tôi đang ghen. Anh tưởng anh là ai mà tôi phải ghen vì anh? Hừ, anh không nói thì thôi. Dứt lời, Nam Cung Yến xoay người định bỏ đi. Em yêu, đừng vội đi mà, để anh giải thích với em. Trần Triệu Dương cười hề hề nói. Nghe Trần Triệu Dương nói Nam Cung Yến dừng bước nhìn anh nói đi, tôi cũng muốn xem thử anh định giải thích thế nào. Thật ra thì là thế này, chị ấy bị bệnh nên tối qua anh đã đi ế ấy, Trần Triệu Dương cười híp mắt nói nhưng chị ấy lại không mang tiền. Hôm nay tới chỉ để trả tiền cho anh mà thôi. Em biết anh là thần y mà, ngay cả Giang Sơn cũng phải tới nhờ anh khám bệnh đó thôi. Nghe Trần Triệu Dương giải thích như vậy, Nam Cung Yến nhìn chằm chằm vào anh, dường như muốn tìm ra sơ hở trên mặt anh. Thế nhưng nhìn một lúc mà cô vẫn không tìm ra một sơ hở nào. Hơn nữa Trần Triệu Dương nói cũng rất có lý, hôm nay Giang Sơn đã tới mời anh đi khám bệnh thật. Anh biết chữa bệnh thật à? Giọng nói của Nam Cung Yến dịu đi đôi chút. Đương nhiên rồi, chồng em giỏi trung y lắm đấy. Trần Triệu Dương gật đầu một cách tự tin. Hừ, đồ mặt dày. Nam Cung Yến mắng. Vừa mắng,
cô vừa đi tới trước mặt Trần Triệu Dương, vươn tay của mình ra. Em làm gì vậy hả? Trần Triệu Dương thấy lạ nên hỏi. Chẳng phải anh biết khám bệnh sao? Anh bả mạch cho tôi xem tôi có bị bệnh gì không? Nam Cung Yến nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương lập tức gật đầu nói, không cần phải bắt mạch đâu. Không cần bắt mạch. Nhìn qua một cái là anh biết em mắc bệnh gì rồi, đơn giản lắm. Trần Triệu Dương sờ mũi cười nói, vừa nhìn là biết ngay em đang gặp tình trạng âm dương không điều hòa, âm khí quá nặng, bởi vậy nên lúc nào cũng lạnh lẽo. Có rất nhiều cách để chữa bệnh này, nhưng cách đơn giản nhất là tìm một người đàn ông, điều hòa được âm dương là sẽ ổn ngay. Nghe câu này của Trần Triệu Dương, sắc mặt của Nam Cung Yến lập tức biến đổi. Vợ à, em thấy anh thế nào, anh có thể miễn cưỡng giúp em. Trần Triệu Dương làm bộ như không nhìn thấy, còn chủ động đề cử bản thân. Cút! Nam Cung Yến lạnh lùng phun ra một chữ, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi đi lên lầu. Anh nói nghiêm túc đấy. Thấy Nam Cung Yến đi lên lầu, Trần Triệu Dương đi theo em không được giấu bệnh sợ thầy đâu, phải đối mặt với vấn đề của mình. Bây giờ anh dũng cảm hiến thân, em phải. Dầm! Trần Triệu Dương còn chưa nói hết câu thì đã có một thứ bay đến trước mặt anh. Anh giơ tay ra bắt lấy, phát hiện ra đó là giày của Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương khẽ cười nói, anh đã dũng cảm hiến thân không sợ thiệt thòi thì em lo lắng cái gì cơ chứ? Chúng ta là vợ chồng, làm chuyện đó đâu có gì là mất mặt. Cút! Lúc này tiếng quát tức giận của Nam Cung Yến lại vọng tới. Dầm! Tiếp đó là tiếng đóng cửa thật mạnh của cô. Trần Triệu Dương bất đắc dĩ thở dài, không nghe lời anh là chỉ có thiệt thôi. Trần Triệu Dương vừa nói vừa đi về phòng. Về đến phòng mình, Trần Triệu Dương ngồi khoanh chân xuống. Sau khi an tĩnh lại, anh bắt đầu nghĩ tới luồng khí đen hôm nay, hình như nó bị anh hút vào người rồi, không biết hấp thu nó thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ vậy, Trần Triệu Dương bèn vận hành thuần dương vô cực công của mình. Vừa bắt đầu vận hành thuần dương vô cực công là Trần Triệu Dương lập tức cảm nhận được sự tồn tại của luồng khí đen ấy, đồng thời anh còn phát hiện ra dường như trong nó ẩn chứa không ít năng lượng. Nhưng rồi Trần Triệu Dương cũng phát hiện ra một vấn đề, thuần dương vô cực công của anh vừa được vận chuyển là luồng khí đen ấy lập tức bị thuần dương vô cực công cắn nuốt. Dần dần, Trần Triệu Dương cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dồi dào hơn hẳn, điều quan trọng nhất là nguồn năng lượng mới dồn hết vào hai mắt của anh. Đợi đến khi luồng khí đen bị cắn nuốt hết, Trần Triệu Dương cảm thấy đôi mắt hơi nóng, bèn mở mắt ra nhìn L3N đỉnh đầu, trực tiếp nhìn xuyên qua trần nhà. Khi thấy được hình ảnh bên trên, suýt thì anh phụt máu mũi. Lúc này, Nam Cung Yến đang tắm. Nhìn từ góc độ của anh thì chẳng khác nào ngồi dưới đáy biển ngắm nhìn sinh vật biển. Lúc này, Trần Triệu Dương cảm thấy bầu không khí hơi nóng, hơn nữa anh còn phát hiện ra body vợ mình rất ngon, bình thường rất khó để nhận ra điều ấy. Cứ thế xem đến khi Nam Cung Yến tắm xong, cuối cùng thực sự không chịu được cái cảm giác khô nóng ấy nữa, anh mới cúi đầu xuống ngừng nhìn xuyên thấu. Lần này nhìn xuyên thấu xong, Trần Triệu Dương có một phát hiện rất lớn, ví dụ như body của Nam Cung Yến, không đúng, anh phát hiện ra thời gian nhìn xuyên thấu của mình kéo dài được lâu hơn, trước kia anh không duy trì được thời gian dài như thế. Luồng khí đen ấy không chỉ làm tăng cường công lực, mà còn tốt cho đôi mắt xuyên thấu của anh. Trần Triệu Dương nhanh chóng đưa ra kết luận như thế. Anh ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đứng lên đi tắm, nhất định phải hạ hỏa mới được. Hôm sau, Trần Triệu Dương ra khỏi nhà với đôi mắt thâm. Quầng! Nam Cung Yến đi theo anh ra ngoài. Nhìn thấy tình trạng này của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến lườm anh một cái rồi lạnh lùng nói, tối hôm qua anh lại ra ngoài làm chuyện gì mờ ám rồi hả? Trần Triệu Dương không trả lời câu hỏi của cô mà bắt đầu quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt. Đồ lưu manh, anh đang nhìn cái gì thế hả? Nam Cung Yến hừ lạnh hỏi. Trần Triệu Dương sờ mũi cười nói, em yêu. Anh mới phát hiện ra em ngọt nước lắm, bình thường thật sự là không nhìn ra được. Cút đi, đồ lưu manh. Nam Cung Yến mắng một câu rồi lên xe đóng cửa lại. Lần này cô không cho Trần Triệu Dương lái xe nữa, anh chỉ có thể ngồi lên chiếc xe dành cho vệ sĩ ở đằng sau. Sau khi tới công ty, Nam Cung Yến về phòng làm việc của mình. Trần Triệu Dương không tới phòng bảo vệ và bộ phận quan hệ xã hội ngay, mà là tới văn phòng của Nam Cung Minh Đức. Tới trước cửa phòng của Nam Cung Minh Đức là anh gõ cửa. Ai vậy? Tiếng của Nam Cung Minh Đức lập tức vọng ra từ bên trong. Chủ tịch Nam Cung, là cháu, Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương nói tên mình ra. Vào đi.
Nam Cung Minh Đức vừa dứt lời là Trần Triệu Dương mở cửa bước vào. Nam Cung Minh Đức đi tới đón anh. Trần Triệu Dương, cháu tìm chú có chuyện gì? Nhìn thấy Trần Triệu Dương, Nam Cung Minh Đức lập tức cười hỏi. Chú Nam Cung, chú đã điều tra ra ai đã sai người tập kích Tiểu Yến chưa? Trần Triệu Dương đi thẳng vào vấn đề. Vẫn chưa. Nam Cung Minh Đức lắc đầu, những người chú thuê đều chưa điều tra ra tin tức gì cả. Chú Nam Cung, có phải Tiểu Yến từng có mâu thuẫn gì với Triệu Ngũ gia không? Trần Triệu Dương hỏi. Không phải anh không tin Tô Hồng Mị, mà chỉ muốn xác nhận lại thôi. Nghe vậy, Nam Cung Minh Đức nhìn Trần Triệu Dương cháu hoài nghi là Triệu Ngũ gia làm à? Hỏi vâng, cháu nhận được tin này nên mới tới hỏi chú. Trần Triệu Dương gật đầu nói. Nam Cung Minh Đức bảo Trần Triệu Dương ngồi xuống, sau đó mới trầm giọng nói, nếu là Triệu Ngũ gia thì có thể lắm. Đúng là con bé từng đắc tội ông ta, hơn nữa còn đắc tội không hề nhẹ. Vì chuyện gì vậy chú? Trần Triệu Dương hỏi. Một tháng trước, công ty của chúng ta đi đấu thầu một mảnh đất, Triệu Ngũ gia cũng nằm trong số các đối thủ cạnh tranh. Nam Cung Minh Đức căn răng nói, trong chuyện làm ăn, Tiểu Yến vẫn còn quá cứng ngách. Lúc ấy Triệu Ngũ gia đã bảo con bé nể mặt ông ta một chút, nhưng con bé không chịu nhượng bộ, cuối cùng. Nam Cung Minh Đức kể lại đầu đuôi câu chuyện, Trần Triệu Dương cũng hiểu sơ qua rồi. Nam Cung Yến không làm sai điều gì trong chuyện này, thế nhưng cô làm việc quá nghiêm túc, không biết cách biến hóa, cuối cùng mới đắc tội Triệu Ngũ gia. Nếu là do Triệu Ngũ gia làm thì không có gì là lạ cả, hơn nữa chú cũng từng hoài nghi ông ta, cuối cùng Nam Cung Minh Đức trầm giọng nói, nhưng cho dù là ông ta làm thật thì chúng ta cũng chẳng làm gì được ông ta. Triệu Ngũ gia có thế lực lớn ở Nam Hải, động tới ông ta là điều không thể. Bây giờ chắc chỉ có thể đàm phán với ông ta được thôi, mong là có thể giải quyết chuyện này trong yên bình. Chú Nam Cung, cháu cảm thấy không cần đàm phán với ông ta đâu, Trần Triệu Dương thản nhiên nói. Trần Triệu Dương, ý cháu là, chú cho rằng ông ta sẽ chịu đàm phán với chú sao? Cho, dù chú đồng ý thì Tiểu Yến cũng không đồng ý đâu, Trần Triệu Dương nói. Thì đúng là thế. Nhưng Triệu Ngũ gia đã ra tay mà không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ qua đâu, trên mặt. Nam Cung Minh Đức hiện lên nét lo lắng, ông ta đã làm lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Chú Nam Cung, chú cứ yên tâm đi, chuyện này để cháu đi nói với ông ta là được, Trần Triệu Dương nói. Cháu định qua đó đàm phán với ông ta ấy sao, Nam Cung Minh Đức tỏ vẻ ngạc nhiên. Có cần chú đi với cháu không? Hoặc là dẫn theo mấy người đi cùng chẳng hạn, Nam Cung Minh Đức hỏi. Không cần đâu, một mình cháu là được rồi, Trần Triệu Dương vừa nói vừa đứng lên. Một mình cháu, Nam Cung Minh Đức cảm thấy căng thẳng, N liệu có sao không? Bên cạnh Triệu Ngũ gia có. Khá nhiều cao thủ đấy. Thế nhưng Trần Triệu Dương vẫn nói một cách tự tin, không cần ai giúp đâu ạ, cháu lo được. Dứt lời, Trần Triệu Dương đi ra ngoài. Thế nhưng Nam Cung Minh Đức vẫn lo lắng nói, một mình cháu có ổn thật không hả? Triệu Ngũ gia ở đất Nam Hải này được coi là người ngang ngược và có dã tâm lớn. Thế lực của ông ta lại càng trên cơ Tô Hồng Mị. Nhưng mà mấy năm gần đây, phong độ của ông ta đã giảm đi rất nhiều, nghe nói ông ta chuẩn bị rửa tay gác kiếm. Cho dù như thế, ở Nam Hải này vẫn không có ai dám chọc đến Triệu Ngũ gia. Lúc này... Trần Triệu Dương đang ở nơi mà Triệu Ngũ gia thường hay xuất hiện câu lạc bộ Hùng Sư. Câu lạc bộ Hùng Sư là địa bàn của Triệu Ngũ gia, trong đó có không ít đồ vật không muốn ai nhìn thấy. Trần Triệu Dương đến trước câu lạc bộ Hùng Sư rồi tìm một nơi ngồi xuống hút thuốc, lúc anh hút thuốc tiện thể quan sát tình hình ở cửa ra vào. Theo tình báo mà Tô Hồng Mị đưa, Triệu Ngũ gia sẽ không trở về nhanh như vậy, phải chờ đến gần buổi trưa, ông ta mới xuất hiện ở đây. Trần Triệu Dương chờ đến lúc gần trưa thì nhìn thấy một đội xe hộ tống xuất hiện, tiếp theo từ trên chiếc xe đầu tiên có một người đàn ông hơn 50 tuổi bước xuống. Người đàn ông này tinh thần phấn chấn, trên mặt mang nét không giận mà nghiêm. Lúc ông ta xuống xe thì đám người bên cạnh tự động xếp thành hai hàng nghênh đón. Không nghi ngờ gì nữa người đàn ông này chính là Triệu Ngũ gia. Trần Triệu Dương nhìn thấy Triệu Ngũ gia xuất hiện nhưng, anh vẫn không vội vàng ra tay làm gì. Hiện giờ... Bên ngoài khép nơi đều có camera, nếu như ra tay ngay tại đây thì rất có khả năng sẽ bị ai đó nhìn thấy, cho nên Trần Triệu Dương quyết định đi vào bên trong rồi tính tiếp. Sau khi Triệu Ngũ gia vào trong thì đám người phía sau ông ta cũng nhanh chóng đi vào cùng. Trần Triệu Dương hút hết một điếu thuốc, liền ngang nhiên đi vào câu lạc bộ Hùng Sư. Đi đến trước cửa câu lạc bộ,
Trần Triệu Dương nhìn thấy hai tên bảo vệ trông rất cường tráng đứng chăn ngay ở đó. Trần Triệu Dương liền vờ như không nhìn thấy hai tên đó, chuẩn bị cúi đầu đi vào. Đợi chút, mày muốn đi đâu? Trần Triệu Dương còn chưa đi vào cửa thì đã bị hai tên bảo vệ đó đi qua chặn anh lại. Tôi tìm Triệu Ngũ Gia. Trần Triệu Dương ngẩng đầu nói. Tìm Ngũ Gia sao? Một trong hai tên bảo vệ mặt xa sầm hỏi, tìm Ngũ Gia có việc gì? Tôi có một vụ làm ăn lớn muốn hợp tác với ông ta. Trần Triệu Dương cười lạnh nói. Mày có một vụ làm ăn lớn muốn bàn bạc với Ngũ Gia sao? Tên bảo vệ còn lại lộ vẻ xem thường, không tin nói, chó má, mày không xem lại mày là ai, có thể có chuyện làm ăn gì mà bàn với Ngũ Gia chứ? Biến đi. Biến càng xa càng tốt, tên bảo vệ chỉ tay về phía sau hung hãn đuổi. Hai tên bảo vệ nhìn thấy Trần Triệu Dương mặc đồng phục bảo vệ liền biết Trần Triệu Dương không phải đến để bàn việc làm ăn gì cả. Nghe thấy lời họ nói, Trần Triệu Dương không chút để ý, anh bước nhanh về phía trước. Mẹ nó, mày điếc rồi phải không? Chỗ này là chỗ mày có thể đến sao? Hai tên bảo vệ nhìn thấy Trần Triệu Dương vẫn muốn đi về phía trước thì liền co nằm đấm lại, đánh về phía Trần Triệu Dương. Bịch! Nhưng mà nắm đấm của bọn chúng còn chưa đụng tới Trần Triệu Dương thì Trần Triệu Dương đã ra tay trước rồi. Anh liên tiếp đá hai phát vào chúng, hai tên bảo vệ hung hãn đó liền bị Trần Triệu Dương đá đến khuỵu hai đầu gối xuống. Trần Triệu Dương đá chúng ngã lăn ra đất rồi duỗi chân ra đè lên vai một trong hai tên nói, gọi cho Triệu Ngũ, nói tao. Có việc muốn tìm ông ta, nói ông ta tự xuống đây nói chuyện. Với tao, hay là muốn tao đi lên trên đó? Mẹ mày! Mày tưởng mày là ai, mày muốn gặp Ngũ Gia là liền gặp được hả? Một trong hai tên bảo vệ không phục kêu gào, chỉ là hẳn vừa kêu ra tiếng, Trần Triệu Dương liền một cước đá lên mặt hẳn, ngay lập tức hắn liền phun ra hai ngụm máu, cả người cũng đập mạnh về một bên, đụng phải bức tường liền trực tiếp ngất xỉu. Giải quyết xong một tên, Trần Triệu Dương liền nhìn tên bảo vệ còn lại. Còn mày muốn sao? Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm hẳn ta hỏi. Tôi gọi liền. Tên bảo vệ nói liên thanh. Hắn thấy lực đá của Trần Triệu Dương mạnh như vậy, ngay lập tức bị dọa cho kinh sợ. Gọi Mậu đi, lúc này, Trần Triệu Dương mới thu chân về. Tên bảo vệ móc điện thoại ra, bấm số điện thoại. Điện thoại vừa được kết nối, hắn liền nói, Ngũ Gia, có người tìm ông. Có cần dẫn anh ta lên không? Vâng, bây giờ, tôi lập tức dẫn anh ta lên. Tên bảo vệ nói một câu cuối cùng, liền cúp điện thoại. Đi theo tôi. Ngũ Gia kêu tôi dẫn anh lên. Tên bảo vệ nói lại với Trần Triệu Dương. Dẫn đường. Trần Triệu Dương nói. Tên đó liền đứng dậy, dẫn anh đi vào bên trong. Trần Triệu Dương theo tên bảo vệ đi vào bên trong, rất nhanh liền thấy một tốp người mang theo vũ khí từ bên trong xông ra. Nhìn thấy đoàn người này, Trần Triệu Dương liền biết được, cuộc điện thoại lúc nãy của tên bảo vệ vốn không phải là gọi cho Triệu Ngũ, mà là ám hiệu muốn chuyển cho người bên trong biết được. Tên bảo vệ nhìn thấy người của mình xuất hiện, liền gấp gáp kêu to, chính là tên này đến chỗ chúng ta gây sự, ra tay đánh người chưa nói, còn muốn gặp Ngũ Gia, mau xử đẹp nó đi. Tên bảo vệ vừa hét lớn, ngay tức khắc người bên trong liền xông lên bao vây Trần Triệu Dương lại. Trần Triệu Dương liếc nhìn đám người bao vây mình một lượt, lại nhìn tên bảo vệ nói, mày không thành thật rồi. Hừ, tên bảo vệ nhổ một bãi nước bọt, thằng nhóc, mày tưởng Ngũ Gia là người mày muốn gặp là gặp được sao? Hứi, mày không có tư cách đó đâu. Ngũ Gia nói rồi, thằng nào đến đây làm loạn, nếu không chặt tay, thì móc hai mắt, mày tự chọn đi. Lúc này, có một người đàn ông đầu nhuộm một nhúm tóc đỏ chót, tay vác cây mã tấu nhìn thẳng Trần Triệu Dương cười, nếu như không chọn, chúng tao đem thắng nhỏ của mày chặt đứt, sau đó vứt sông cho cá ăn, mày thấy thế nào? Trần Triệu Dương nhìn hẳn ta, lạnh nhạt nói, tao không có ý định chọn, tao muốn gặp Ngũ Gia. Bọn mày tốt nhất là kêu ông ta ra gặp tao, nếu không thì đừng có hối hận. Ha ha, tên bảo vệ này bị điên rồi sao? Với cái dáng vẻ này, mà muốn gặp Ngũ Gia của bọn tao. Hứ, mày nhặt giày cho Ngũ Gia bọn tao còn không xứng, muốn gặp Ngũ Gia thì đợi kiếp sau đi. Xem ra không cần nói nhiều, trực tiếp băm nó ra đi. Đừng lãng phí thời gian. Tên tóc đỏ vác cây mã tấu, chỉ vào Trần Triệu Dương ngạo mạn nói, tên chó chết mày. Tao cho mày thêm một cơ hội, tự mày quỳ xuống, hay là để ông đây ra tay. Trần Triệu Dương nhìn động tác của tên kia, anh liền gãi gãi tai, có chút mất kiên nhẫn nói, nếu muốn đánh thì đánh nhanh đi. Đừng có mà ở đó lèo nhèo nữa. Cục diện thế này, Trần Triệu Dương đã sớm đoán được.
chẳng qua Trần Triệu Dương không quá để tâm tới. Nhưng hành động và dáng vẻ này của Trần Triệu Dương, lọt vào mắt người khác, lại chính là đang khiêu khích. Mẹ nó, ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tên tóc đỏ nắm chặt cây mã tấu, lấy hết sức lực chém một nhát về phía Trần Triệu Dương. Đám người xung quanh thấy tên tóc đỏ cứ như vậy mà chém, trên mặt bọn chúng đều lộ ra nụ cười đắc ý. Bọn chúng cảm thấy một nhát này có lẽ là ăn chắc rồi. Người bình thường nhất định tránh không khỏi một nhát dao này, hơn nữa nhìn động tác của Trần Triệu Dương, thì anh dường như không có ý muốn tránh đi. Chém chết nó. Dám tới chỗ này gây chuyện, cho nó chết đi. Đám người xung quanh hò hét. Bọn chúng đều đang đợi chờ khung cảnh đầu rơi máu chảy xuất hiện. Keng. Nhưng mà tiếng hò hét của bọn chúng còn chưa kịp bật ra thì đã truyền đến tiếng kêu lanh lảnh. Ơ. Đám người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng đều sợ đến choáng váng. Giây phút này, bọn chúng đều không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Mã tấu dừng ngay trước mặt Trần Triệu Dương, anh liền lấy hai tay kẹp chặt lấy nó. Tên tóc đỏ cũng sợ đến ngây người. Keng. Trần Triệu Dương vừa giơ tay giữ lấy mã tấu thì ngay lập tức nó đã bị bẻ ra làm đôi. Qua đám người ở đây đều bị dọa đến sững người. Chuyện xảy ra ngay trước mắt này đối với họ quá là rúng động rồi. Keng. Trần Triệu Dương không đợi đám người tên tóc đỏ hoàn hồn lại đã một phát đá hắn văng ra. Tên tóc đỏ ngay tức thì bay ra ngoài, lúc bay ra còn đụng vào mười mấy người khác nữa mới dừng lại. Sau khi hắn ta bị đá bay về phía sau thì lập tức bò dậy, đi về hướng Trần Triệu Dương, miệng vẫn còn mắng, mẹ mày ai ya. Tên tóc đỏ còn chưa nói hết câu đã phun ra một ngụm máu rồi ngay lập tức gục xuống đất. Két! Nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta, không ít người đều thấy hoảng sợ. Các người thì sao, muốn tiếp tục cản đường hay là cút đây? Trần Triệu Dương quan sát đám người xung quanh một vòng rồi hỏi. Anh vừa nói vừa bước lên vài bước. Khi anh tiến về phía trước, đám người đều lần lượt tách sang hai bên. Họ thực sự bị Trần Triệu Dương dọa sợ muốn tụt quần rồi. Họ đều hiểu rằng, gặp được một người dũng mãnh thế này mà vẫn cứng đầu xông lên thì chỉ có đi tìm đường chết mà thôi. Trần Triệu Dương thấy bọn họ dạt hết sang hai bên thì cười nhạt, kết quả anh muốn chính là như vậy, anh không muốn phí thêm thời gian ở đây nữa. Trần Triệu Dương đi được vài bước thì dừng lại. Cậu, lại đây. Anh chỉ tay vào một tên bảo vệ rồi nói. Sắc mặt tên bảo vệ bị Trần Triệu Dương chỉ vào ngay lập. Tức trắng bệch. Cậu ta không muốn đi ra, nhưng đám người phía sau khi nhìn thấy Trần Triệu Dương đi về phía này thì đều vội vàng mà đẩy cậu ta ra ngoài. Anh gọi tôi sao? Tên bảo vệ vừa run rẩy vừa hỏi. Ừ, dẫn đường, dẫn tôi lên tìm Triệu Ngũ. Trần Triệu Dương nói với cậu ta. Tôi, có ý kiến gì sao? Trần Triệu Dương nhìn chăm chăm vào cậu ta. Không có ý kiến gì, tôi dẫn anh đi, tên bảo vệ lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà cậu ta dám có ý kiến cơ chứ? Chỉ sợ cậu ta nói thêm câu nào thì Trần Triệu Dương sẽ làm thịt cậu ta ngay lập tức. Đi thôi, Trần Triệu Dương nói. Được, anh đi theo tôi, tên bảo vệ lau mồ hôi rồi vội vàng đi trước dẫn đường. Triệu Ngũ vẫn như mọi khi. Ông ta quay lại phòng làm việc thì bật một bài hát mình thích sau đó bảo người mang đồ mình thích ăn nhất lên, tất nhiên là không thể thiếu được người đẹp bón đồ cho ông ta rồi. Triệu Ngũ cảm thấy khoảnh khắc được thả lỏng nhất trong ngày chính là bây giờ, cho nên mỗi ngày đến thời gian này ông ta đều không cho ai đến làm phiền. Cộc, nhưng hôm nay ngay lúc ông ta đang ăn uống hưởng thụ thì lại có người cả gan dám gõ cửa. Có chuyện gì? Trần Ngũ dừng lại rồi hỏi một cách khó chịu. Ngũ gia. Có một chuyện quan trọng muốn báo với ông một tiếng. Từ bên ngoài vọng đến một giọng nói gấp gáp. Vào đi, Triệu Ngũ nói. Ông ta vừa nói xong thì rất nhanh đã có một tên đàn em đi vào. Có chuyện gì thế? Ngũ gia, là thế này, bên dưới có một tên bảo vệ quèn đang làm loạn, hẳn ta nói muốn gặp ông, anh ta sắp lên đến nơi rồi, tên đàn em nói với ông ta. Triệu Ngũ nghe được lời này của tên đàn em thì tức giận. Đến một tên bảo vệ quen mà các người cũng không ngăn được ư. Từ ngày Triệu Ngũ có tiếng tăm ở cái đất Nam Hải này chưa có ai dám đến gây chuyện với ông ta, hôm nay khi nghe thấy một tên bảo vệ quen lại dám động tay động chân ở đây, ông ta không nhịn được mà tức giận bừng bừng. Dám một mình đến đây gây chuyện thì đúng là không để Triệu Ngũ ra đây vào mắt, nếu không xử lý hắn ta thì sau này làm sao ông ta còn dám ngẩng đầu trên cái đất Nam Hải này nữa chứ. Hắn ta hơi bị khủng, tên đàn em cúi thấp đầu. Bọn em không ngăn được hắn ta. Một lũ vô dụng.
Triệu Ngũ tức giận đập bàn, mắng. Đám đàn em đều bị mắng đến mức run lẩy bẩy không dám mở miệng nói câu nào. Triệu Ngũ im lặng một lát rồi cần răng nói, đi báo cho Võ Cung biết, rồi bảo Võ Cung qua đây xử hẳn một trận, đừng để cho hắn ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Tên đàn em nghe được lời này của Trần Ngũ thì đồng ý ngay, vâng, em đi thông báo ngay đây. Nói xong tên đàn em liền đi ra. Sau khi ra ngoài, hẳn nghĩ thầm, lần này Trần Triệu Dương chắc chắn phải chết thảm rồi. Võ Cung là cao thủ bậc nhất có 102 bên cạnh Triệu Ngũ. Chắc chắn ông ta nằm trong top 3 cao thủ ở cái đất Nam Hải này, lấy một địch 10 cũng là chuyện thường. Người như tên bảo vệ quèn này cũng chỉ có thể bị đánh cho không dậy nổi được thôi. Tên đàn em của Triệu Ngũ cười trộm, Võ Cung tự mình ra tay thì Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ bị đánh cho không còn mảnh giáp. Tên bảo vệ đi trước dẫn đường, Trần Triệu Dương đi phía sau hẳn, hơn nữa phía sau anh còn có một đám người đi theo, trên mặt họ đều tràn ngập sự khó chịu và tức giận. Cái đó, phía trước chính là phòng làm việc của Ngũ gia. Tên bảo vệ chỉ vào phía trước nói. Trần Triệu Dương đi nốt bậc thang cuối cùng thì nhìn thấy mấy căn phòng, cửa lớn của chúng đều tráng lệ như trong cung điện vậy. Nhưng ngay lúc này thứ hấp dẫn ánh nhìn của anh không phải là cánh cửa đó, mà là một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa, mặc trang phục thời nhà Đường, hai bên thái dương nhô lên, mặt mày thì tái xanh, đôi tay giấu trong tay áo. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Trần Triệu Dương liền biết được ông ta là một người trong dòng dõi võ thuật, hơn nữa nhìn hai bên thái dương thế kia thì chắc chắn là một cao thủ. Ông Võ, ông mau xử hắn ta đi. Ông Võ, chính là hẳn ta, dám đến gây chuyện chỗ chúng ta lại còn đánh người của chúng ta bị thương. Nhìn thấy người đứng ở cửa thì đám người xung quanh Trần Triệu Dương đều nhao nhao cả lên. Khi họ nói, người đàn ông trung niên đứng ở cửa đó nhướng mi nói, một đám rác rưởi, cút sang một bên cả đi. Một tiếng hét này của ông ta như tiếng sư tử gầm vậy, đám người ở đây đều thấy tai mình ong hết cả lên. Nghe được tiếng hét này của Võ Cung, đám người vội vàng tản đi. Lúc này họ đều quay sang nhìn Trần Triệu Dương đang đứng giữa với một ánh mắt thương hại. Họ cảm thấy lần này anh chắc chắn sẽ rất thảm. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương lại tiến lên trước hai bước. Võ Cung thấy Trần Triệu Dương không bị mình dọa sợ hơn nữa lại còn tiến lên phía trước thì không khỏi cau mày. Nhãi danh, dám đến đây gây chuyện, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, tự chặt đứt hai tay mình rồi cút khỏi đây. Võ Cung nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương rồi nói một cách lạnh lùng. Dù Võ Cung nói như vậy nhưng Trần Triệu Dương không coi ông ta ra gì mà vẫn đi lên phía trước. Triệu Ngũ ở bên trong đúng không? Trần Triệu Dương hỏi, nếu ông ta ở trong thì phiền ông tránh ra một chút, đừng có đứng đây làm con chó cản đường. Hải! Nghe Trần Triệu Dương nói với Võ Cung như vậy, đám người ở đó đều sững sờ. Họ đều thấy anh tự tìm đường chết rồi. Võ Cung không ngờ Trần Triệu Dương lại không xem mình ra gì, còn dám nói mình là chó cản đường. Khuôn mặt ông ta lập tức giận đến tím tái. Một thằng nhãi danh không biết trời cao đất dày, ông đây phải đánh cho cậu không ngóc đầu lên được. Võ Cung nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương rồi hét lên một cách giận dữ. Ha ha! Trần Triệu Dương như là không nghe thấy lời nói của Võ Cung vậy, anh vẫn tiến về phía trước vài bước, rồi dừng lại trước mặt Võ Cung nói, tôi sợ nếu ông vẫn đứng đây chắn đường thì người không ngóc đầu lên được phải là ông đấy. Mẹ kiếp! Mày nghĩ mày là ai mà dám ăn nói như vậy với võ gia như vậy? Chết tiệt, đúng là ngông cuồng, ngu xuẩn mày. Mày có biết võ gia của bọn tao là ai không? Cao thủ bát cực quyền, đứng trong top 3 ở Nam Hải chỉ là chuyện nhỏ. Mẹ kiếp, người sắp nằm xuống là mày đó. Vẫn còn dám ở đây kêu gào à? Nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói, những người xung quanh khó chịu, mảng mỏ. Bọn họ đều nghĩ rằng Trần Triệu Dương quá đỗi ngu xuẩn, ngông cuồng rồi. Dám nói ra những lời như vậy, rõ ràng là không coi võ gia ra gì hết. Võ Cung nghe thấy những lời Trần Triệu Dương nói cũng cảm thấy bị chọc giận, ông ta lạnh lùng gầm lên, thằng nhãi, đừng có mà ngông cuồng, tao giết mày dễ như trở bàn tay vậy. Chỉ cần ba chiêu là đủ tao đánh bại mày rồi. Ba chiêu. Trần Triệu Dương lách đầu đáp, tôi không cần dùng tới ba chiêu. Một chiêu là đủ rồi. Ngông cuồng, ngu xuẩn. Võ Cung gầm lên một tiếng, tiếp đó bước lên phía trước. Dùng một chiêu bát cực quyền điển hình tấn công Trần Triệu Dương. Được. Đám người xung quanh thấy Võ Cung xuất chiêu liền kích động hò hét không ngừng. Nắm đấm của Võ Cung hướng thẳng về phía Trần Triệu Dương, cơ thể Trần Triệu Dương chỉ khẽ nhúc nhích. Anh nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công đó. Một chiêu. Trần Triệu Dương đáp, hơi yếu rồi.
Võ Cung nghe thấy lời này liền kích động, xoay người liền tiếp tục tung một chiêu băng quyền về phía Trần Triệu Dương. Lần này khoảng cách của Võ Cung tương đối gần, dồn mạnh lực cho cú đấm đó. Võ Cung nghĩ rằng với khoảng cách gần như vậy chắc chắn Trần Triệu Dương không thể nào né được, nhất định sẽ đánh trúng. Nhưng điều làm ông ta không thể ngờ được là Trần Triệu Dương vẫn chỉ khẽ động đậy một chút liền nhẹ nhàng tránh được chiêu đó. Vẫn còn một chiêu. Trần Triệu Dương bình thản nói, còn chiêu nào mạnh hơn không? Võ Cung nghe thấy câu này của Trần Triệu Dương liền có chút không thoải mái. Ông ta không ngờ một người trẻ tuổi như vậy có thể dễ dàng né được hai chiêu của mình. Chiêu thứ ba, ông ta nhất định phải đánh trúng Trần Triệu Dương, không thì thật là mất mặt. Nghĩ tới đây, vai của Võ Cung khẽ động, cả người ông ta lao về phía Trần Triệu Dương. Đây là chiêu thức mạnh nhất của Võ Cung, và cũng là một chiêu thức rất khó trong Bát Cực Quyền, Thiết Sơn Kháo. Chiêu mạnh nhất của Võ Cung chính là chiêu này, bình thường ông ta rất hiếm khi sử dụng, vì Võ Cung biết nếu như bị chiêu Thiết Sơn Kháo của ông ta đánh trúng, không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Võ Cung cũng biết rõ sức mạnh của chiêu thức này, chỉ cần ông ta dùng chiêu này thì ngay cả cây cổ thụ một người ôm không hết cũng dễ dàng bị đánh gãy. Đùng! Võ Cung đánh trúng vào người Trần Triệu Dương, lần này. Trần Triệu Dương không hề né. Khi hai người đâm sầm vào nhau, âm thanh như bị bóp nghẹt. Lần này chắc chắn thẳng rồi. Thiết Sơn Kháo mà xuất chiêu không ai có thể chống đỡ được. Hai, hẳn ta vẫn còn non lắm, vậy mà dám đỡ trực diện chiêu thức này của võ gia. Đáng đời tên ngông cuồng tự cao, giờ hắn ta nếm trái đắng rồi. Xung quanh mọi người thấy vậy liền bắt đầu bàn tán. Võ Cung trong lòng cũng có một tia vui mừng, chỉ cần đánh trúng ông ta liền có tự tin đánh bại đối phương. Chỉ là, Trần Triệu Dương không hề bị đánh ngã, việc này khiến Võ Cung có chút bất ngờ. Nhưng trong lòng Võ Cung thầm nghĩ, Trần Triệu Dương không ngã, nhưng chắc chắn cũng bị thương nặng rồi. Hơn nữa giờ ông ta chỉ cần đẩy nhẹ, anh nhất định sẽ gục ngã. Nghĩ vậy, Võ Cung liền kéo dấn khoảng cách, vươn tay đẩy Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương không ngã xuống, ông ta liền đẩy mạnh hơn, Trần Triệu Dương vẫn không hề ngã gục. Võ Cung không dám tin, liền tiếp tục dồn lực đẩy mạnh hơn. Được rồi đói lúc này Trần Triệu Dương lên tiếng. Võ Cung nhìn bộ dạng bình thản của Trần Triệu Dương, ông ta kinh ngạc vô cùng. Mày không bị thương? Võ Cung nghỉ hoặc hỏi, đám người xung quanh cũng cảm thấy bất ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có chút lực này thì bị thương sao được, Trần Triệu Dương nở một nụ cười nhàn nhạt, giờ tới lượt tôi rồi. Ai nói tới lượt mày? Võ Cung hừ lạnh một tiếng, ông ta vẫn muốn tiếp tục xuất chiêu. Nhưng ngay lúc này, Trần Triệu Dương liền động đậy. Chỉ thấy Trần Triệu Dương vung chân đá một cước về phía Võ Cung. Thấy Trần Triệu Dương không dùng quá nhiều lực, Võ Cung cười lạnh một tiếng, không tự lượng sức. Một chiêu mà đòi đánh ngã tao, làm gì có chuyện đó. Võ Cung vừa nói, vừa vươn tay chuẩn bị tiếp chiêu. Bịch! Võ Cung vừa đưa tay lên đỡ chiêu liền cảm thấy có gì đó không ổn. Vào khoảnh khắc cuối, chiêu này của Trần Triệu Dương giống như băng quyền vậy, đột ngột dồn lực. Một giây sau, cơ thể của Võ Cung bị đá bay ra ngoài. Bùm! Võ Cung bị đá bay ra ngoài, cánh cửa sau lưng ông ta bị đâm hỏng. Sau khi đâm hỏng cánh cửa, ông ta ngã nhào xuống đất, lúc chạm mặt đất, cơ thể ông ta vẫn nảy vài phát rồi mới ngưng lại. Mày! Sau khi cơ thể ngưng lại, Võ Cung chỉ tay về phía Trần Triệu Dương, vẫn chưa nói dứt lời liền phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm đi. Đám người xung quanh lập tức ngây người. Cao thủ lợi hại nhất của bọn họ, cao thủ nằm trong top 3 của Nam Hải đó. Vậy mà giờ đây Trần Triệu Dương đá một cước đã đánh bại rồi. Đây chắc chắn là sức mạnh kinh hồn mà. Võ Cung tiếp sau sẽ thế nào đây, khi đối diện với sức mạnh kinh hồn này, ông ta không có cách nào chống đỡ được. Những người chứng kiến đầy cảm thấy choáng váng. Bọn họ không ngờ rằng, một người trẻ tuổi như Trần Triệu Dương lại lợi hại như vậy. Anh nói chỉ cần một chiêu quả thật là một chiêu, ngay cả nửa chiêu thừa thãi cũng không có. Trần Triệu Dương nhìn thấy Võ Cung nằm trên nền đất liền cười nhạt, Võ Cung đúng là khá mạnh, nhưng khi đối diện với một cao thủ bẩm sinh như anh thì vẫn không phải đối thủ. Hóa ra chỉ có vậy thôi sao? Trần Triệu Dương nói xong liền đi về phía văn phòng. Còn lúc này đối với Triệu Ngũ đang ở trong văn phòng, ông ta cũng ngây người một chỗ. Ông ta vốn là đang nghe nhạc và hát theo, đợi người đẹp tới phục vụ. Dù gì đối với ông ta mà nói,
một khi võ cung đã ra tay thì không có đối thủ nào mà không giải quyết được. Nhưng ông ta ngàn lần không ngờ được, võ cung lại bị đá bay về phía trong. Ông ta không dám tin khi nhìn thấy võ cung ngã nhào trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi. Khi mà ông ta vẫn đang rất sốc, Trần Triệu Dương đã chậm chậm bước vào. Trần Triệu Dương nhìn người đang ngồi trên bộ sofa lộng lẫy kia, nhàn nhạt lên tiếng, ông là Triệu Ngữ. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với ông. Trần Triệu Dương nói xong liền ngồi xuống đối diện Triệu Ngũ. Sau khi ngồi xuống, Trần Triệu Dương rút ra một điếu thuốc và châm thuốc. Anh nhả một hơi khói, bình thản nhìn Triệu Ngũ. Triệu Ngũ nhìn Trần Triệu Dương đang ngồi trước mặt mình khế chau mày, trong lòng ông ta cảm thấy không thoải mái chút nào. Bởi vì rất lâu rồi không ai dám nói chuyện với ông ta bằng thái độ đó, cũng không ai dám hỗn xược như vậy trước mặt ông ta. Trần Triệu Dương khiến ông ta cảm thấy anh không hề coi trọng mình chút nào, lại còn trực tiếp gọi tên ông ta. Tất cả những hành động này đều khiến Triệu Ngũ không thể chấp nhận được. Tôi không quen biết cậu, và tôi cũng không nghĩ giữa hai chúng ta có gì để trao đổi cả. Triệu Ngũ trầm giọng đáp, nếu bây giờ cậu cút đi vẫn còn kịp. Không thì tôi sẽ khiến cho cậu hối hận. Ha ha, Trần Triệu Dương chạm tay lên mũi, cười đáp, tôi đã tới đây rồi thì chẳng có gì cần phải hối hận hết. Ông không có chuyện gì để nói, nhưng tôi thì có. Chuyện tôi muốn nói với ông chính là về việc ông cho người ra tay với Nam Cung Yến. Triệu Ngũ nghe tới đây, trong mắt liền lộ ra vài phần kinh. Ngạc, ông ta nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương hỏi, cậu là gì của Nam Cung Yến? Một bảo vệ quèn bên cạnh cô ấy thôi, không đáng để nhắc tới, Trần Triệu Dương nhìn Triệu Ngũ nói. Ông chỉ cần nói với tôi, chuyện lần trước có phải là do ông sai người làm hay không? Là tôi thì sao nào? Không phải tôi thì sao nào? Triệu Ngũ có chút khinh thường, nói, hơn nữa cậu có tư. Cách gì mà ở đây nói chuyện với tôi? Dù cho là Nam Cung Minh Đức tới đây cũng phải gọi tôi một tiếng Ngũ gia. Cậu là cái thá gì chứ? Ngũ gia nói đúng, mày là cái thá gì chứ? Mày không xứng. Đám người xung quanh kích động, đồng loạt lên tiếng. Trong mắt bọn họ, Trần Triệu Dương chẳng qua chỉ là một tên nhãi nhép, căn bản không có tư cách gì để nói chuyện với Ngũ gia như vậy. Trần Triệu Dương coi như không có gì, cười cười và nhả một hơi khói, đáp, nếu như là ông, thì tôi sẽ bắt ông phải trả giá. Một cái giá rất đà. Trần Triệu Dương nhấn giọng. Hừ. Triệu Ngũ cười lạnh một tiếng, nói, cậu có bản lĩnh gì để bắt tôi phải trả giá chứ? Nói rồi, Triệu Ngũ rút ra một khẩu súng. Chỉ về hướng Trần Triệu Dương. E là cậu cũng không có cơ hội để bắt tôi trả giá. Triệu Ngũ nhảm thẳng về phía đầu Trần Triệu Dương, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Ngũ gia, bản chết hẳn đi. Này thì huynh hoang, giết hắn đi. Qua, Ngũ gia rút súng ra rồi. Mày chết chắc rồi. Đám người xung quanh thấy Triệu Ngũ rút súng chĩa về Trần Triệu Dương lập tức trở nên hào hứng. Bọn họ liền bộc phát hết những cảm xúc phải kìm nén khi nấy. Triệu Ngũ nhìn Trần Triệu Dương cười lạnh, nói, thằng nhãi, giờ quỳ xuống xin tha, tới lúc bị tôi đánh gãy chân tay thì tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Trần Triệu Dương nhìn nòng súng đen kịt, anh dường như chẳng hề để tâm tới nó, tiếp tục nhả một hơi khói và nói, tôi từ trước tới nay không thích ai chĩa súng về phía mình. Ngũ gia thích chĩa súng về mày đó thì sao nào? Triệu Ngũ cười đáp, không lẽ cậu vẫn còn chiêu gì à? Mẹ kiếp, giờ tôi đếm ba tiếng, quỳ xuống cho tôi. Không thì tôi sẽ bản chết cậu. Bye. Nói rồi Triệu Ngũ bắt đầu đếm ngược. Quỳ xuống, tha cho mày một mạng. Ha ha, tao không tin mày không sợ súng. Một bảo vệ quèn mà dám ăn nói với Ngũ gia như vậy, đây chính là kết cục của mày. Đám đông bắt đầu thúc giục. Hêu. Triệu Ngũ thấy Trần Triệu Dương vẫn tiếp tục hút thuốc, không có chút động tĩnh. Ông ta liền tiếp tục đếm. Thằng nhãi, tỏ vẻ trước mặt tôi không có chút tác dụng nào đâu. Triệu Ngũ đanh giọng đáp, Trần Triệu Dương liếc mắt, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Muốn bản thì bản nhanh lên, Trần Triệu Dương thản nhiên như không mà đáp. Đúng là không thấy quan tài không rơi lệ mà. Triệu Ngũ nghiến răng nói, băng. Ông ta vừa dứt lời, một tiếng súng lập tức vang lên. Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều cười thầm, bọn họ đều đang chờ coi kết cục bị bản nổ đầu của Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương thấy Triệu Ngũ nổ súng. Anh đã có chuẩn bị trước rồi. Trần Triệu Dương luôn tự tin vào tốc độ của mình, với khoảng cách ở đây, anh tin rằng mình hoàn toàn có thể né. Được phát đạn đó. Nhưng ngay vào lúc Trần Triệu Dương chuẩn bị né đạn, ánh mắt anh liền lóe sáng.
Ánh sáng sau khi vụt tắt, Trần Triệu Dương nhìn lại cảnh trước mặt. Vào khoảnh khắc anh nhìn thấy, trong mắt anh lộ một tia kinh ngạc. Lúc này anh không ngờ mình có thể nhìn rõ hướng bay của viên đạn. Dường như tốc độ của viên đạn đã chậm lại, chẳng nhẽ đây là tác dụng của nhìn xuyên thấu sao? Tất cả những gì lọt vào tầm mắt của anh tốc độ đều sẽ bị chậm lại. Trần Triệu Dương vốn nghĩ nó chỉ giúp anh mạnh hơn, nào ngờ còn có thêm tác dụng này nữa. Nhìn rõ hướng bay của viên đạn, Trần Triệu Dương đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Tiếng súng đã ngưng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm về phía Trần Triệu Dương. Bọn họ vốn nghĩ rằng Trần Triệu Dương trúng đạn và chết rồi. Ao nhưng khi bọn họ nhìn rõ, tất cả lập tức ngây người. Trên tay Trần Triệu Dương cầm một viên đạn. Nhìn thấy viên đạn trong tay Trần Triệu Dương, bọn họ ngạc nhiên tới mức há hốc miệng, cái này. Sao có thể như vậy được? Trời ơi! Bọn họ hít một hơi lạnh, Triệu Ngũ cũng ngây người. Ông ta không hề tưởng tượng được, Trần Triệu Dương lại có thể dùng tay để bắt lấy viên đạn. Cái này quá thần kỳ rồi. Trần Triệu Dương vứt viên đạn xuống, cười nhẹ nói, cái này đối với tôi không có tác dụng đâu. Mẹ kiếp! Triệu Ngũ nghiến răng mắng nhiếc, ông ta chĩa súng về phía Trần Triệu Dương, chuẩn bị tiếp tục nổ súng. Păng, păng, hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Bọn họ thầm nghĩ, bắn hai phát liên tiếp thế này, tên B3N Thái Trần Triệu Dương chắc sẽ không be được đâu. Nhưng tới lúc bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều chết lặng. Trên tay Trần Triệu Dương đang cầm hai viên đạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù là bản liên tiếp hai phát cũng không có tác dụng gì với Trần Triệu Dương. Mẹ nó, có phải người không vậy? Đạn mà cũng bắt được. Chết tiệt. Đám đàn em của Ngũ Gia không dám tin vào mắt mình. Ngũ Gia thấy vậy, ông ta vẫn muốn tiếp tục nổ súng. Chỉ là lần này Trần Triệu Dương không định cho ông ta cơ hội nổ súng rồi. Trần Triệu Dương đã ra tay trước khi Triệu Ngũ định nổ súng rồi. Động tác của Trần Triệu Dương nhanh vô cùng, loảng xoảng. Một giây sau, bọn họ nhìn thấy Trần Triệu Dương cầm chiếc gạt tàn bằng ngọc trên bàn đánh vào đầu Triệu Ngũ. Triệu Ngũ bị đánh ngã đập xuống bàn. Bọn họ thấy Triệu Ngũ bị đánh bể đầu, máu tươi liên tục chảy. Đầu ông ta đập xuống bàn, Trần Triệu Dương liền vươn tay ấn đầu ông ta xuống. Đầu Triệu Ngũ bị ấn xuống, Trần Triệu Dương cười nhẹ nói, tôi đã nói rồi, tôi không thích người khác chĩa súng về phía mình, ông làm như vậy sẽ phải trả giá đó. Bịch! Trần Triệu Dương dứt lời liền tóm đầu Triệu Ngũ và đập. Mạnh xuống bàn. Bàn trà bằng đá cẩm thạch lập tức nứt vỡ. Triệu Ngũ kêu lên một tiếng thảm thiết. Đám đàn em của Triệu Ngũ thấy ông ta bị Trần Triệu Dương tóm đầu, thật quá tàn nhẫn mà. Lúc này, trên mặt Triệu Ngũ đầy máu, phía sau đầu cũng toàn là máu, trông đáng sợ vô cùng. Hơn nữa, máu vẫn đang tiếp tục chảy bịch. Trần Triệu Dương tiếp tục tú ướm đầu Triệu Ngũ và đập xuống bàn. Triệu Ngũ đau đớn kêu la thảm thiết. Không ai ngờ được, Trần Triệu Dương lại mạnh như vậy. Không những có thể tay không bắt lấy đạn, giờ còn trực. Tiếp ra tay đánh người. Đừng đánh nữa. Triệu Ngũ nén cơn đau hét lên, có chuyện gì có thể từ từ thương lượng mà. Triệu Ngũ bị Trần Triệu Dương khống chế, trong lòng ông A hiểu rất rõ, con người này không đơn giản chút nào, hơn nữa nếu như Trần Triệu Dương muốn giết ông ta, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Tên bảo vệ này lại mạnh tới vậy. Chẳng trách anh dám một mình tới đây, hơn nữa còn không thèm coi ông ta ra gì. Đây không phải là ngông cuồng, mà là Trần Triệu Dương tin vào năng lực của mình. Nghe Triệu Ngũ nói vậy, Trần Triệu Dương liền quẳng ông A lên sofa. A! Người đẹp vốn đang ngồi cạnh Triệu Ngũ, giờ thấy bộ dạng thảm hại ngày của ông ta liền bị dọa tới mức hét lên, sau đó lập tức nép về một bên. Trần Triệu Dương ném Triệu Ngũ xuống sofa rồi nhặt khẩu súng dưới đất lên. Anh ngồi đối diện ông ta, vừa hút thuốc vừa nghịch khẩu súng trong tay. Triệu Ngũ thấy hành động này của Trần Triệu Dương, nén cơn đau mà nói, đại ca, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Đừng có nổ súng. Trần Triệu Dương lúc này liền dừng lại. Anh cầm súng chĩa về phía Triệu Ngũ, trên mặt lộ vẻ thản nhiên và nói, giờ ông có thể trả lời rồi, Nam Cung Yến bị tấn công có phải do ông làm hay không? Đúng vậy, việc này là do tôi làm. Lúc này Triệu Ngũ không dám phủ nhận, ông ta cần răng nói, tuy nhiên không phải tất cả đều do một mình tôi làm. Còn có người khác đứng sau giật dây ông làm những việc này. Trần Triệu Dương hỏi. Triệu Ngũ gật đầu, là Tất Văn Bách, hẳn ta chính là kẻ chủ mưu. Hẳn bảo tôi bắt người, ép Nam Cung Yến phải chuyển nhượng mảnh đất đi, sau đó hắn sẽ diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân.
Nếu như việc này thành công, đến lúc đó bọn tôi có thể cùng phát triển mảnh đất đó. Nam Cung Yến không nể mặt tôi cũng không ưa gì cô ta. Nhưng nếu như không phải do Tất Văn Bách xúi giục, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hơn nữa còn rất nhiều người liên quan cũng là do Tất Văn Bách mua chuộc. Ông có chứng cứ gì không? Trần Triệu Dương hỏi. Có, tôi có chứng cứ xác minh việc Tất Văn Bách dùng tiền mua chuộc người, Triệu Ngũ vội vàng nói, tôi có thể giao nộp toàn bộ. Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm Triệu Ngũ, anh cảm thấy ông ta có vẻ không giống đang nói dối. Có điều Trần Triệu Dương không nghĩ rằng Tất Văn Bách cũng nhúng tay vào vụ việc này. Vốn anh chỉ cho rằng Tất Văn Bách cùng làm là một tên lưu manh giả danh trí thức, giờ xem ra hắn ta thật sự đúng là loại cặn bã. Thực ra tôi biết kế hoạch của Tất Văn Bách không chỉ đơn giản như vậy, Triệu Ngũ nghiến răng nói, hẳn ta biết tập. Đoàn Nam Cung sau khi chiếm được mảnh đất này đã đầu tư rất nhiều tiền vào đó, chỉ cần Nam Cung Yến xảy ra chuyện gì thì sẽ làm chậm tiến độ phát triển, đến lúc đó tập đoàn Nam Cung bị thiếu hụt kinh tế, Tất Văn Bách sẽ lợi dụng sơ hở mà đục nước béo cò. Nếu được còn có thể chiếm lấy tập đoàn Nam Cung, như vậy thì hắn ta cũng sẽ cưới được Nam Cung Yến. Đại ca, nếu như anh muốn kiếm chuyện thì hãy tìm Tất Văn Bách ấy, đừng tìm tôi, dù sao tôi cũng chỉ là tay sai mà thôi. Triệu Ngũ dứt khoát nói ra hết tất cả, ông ta không muốn bị Trần Triệu Dương tìm tới nữa. Dù gì nhỡ Trần Triệu Dương không giữ được bình tĩnh mà nổ súng thì cái mạng của ông ta coi như xong đời tại đây. Có phải do Tất Văn Bách làm hay không, tôi sẽ tự điều tra ra được. Trần Triệu Dương lại nói thêm, có điều ông cho người lén tấn công Nam Cung Yến, dù sao cũng phải trả giá chút chứ nhỉ. Triệu Ngũ nghe đến hai từ trả giá xong liền nhăn nhó mặt mày. Đại ca, xin đừng đánh tôi nữa, sẽ chết người đó, Triệu Ngũ van nài nói. Ông ta quả thực là người có máu mặt ở Nam Hải, nhưng đối diện với loại người ngang ngược như Trần Triệu Dương thì cũng bất lực. Chỉ có cầu xin mới là cách thiết thực nhất. Yên tâm đi, tôi là người có văn hóa, tôi sẽ không tùy tiện đánh người đâu, Trần Triệu Dương cười nói. Vậy anh muốn gì? Trần Triệu Dương chăm chú nhìn Triệu Ngũ, cười nói tiếp, hình như ông đã đấu thầu được mấy mảnh đất khá tốt nhỉ. Nghe xong câu này của Trần Triệu Dương, Triệu Ngũ không khỏi đau đớn trong lòng. Ông ta nói, đại ca, tôi có thể chuyển nhượng một hai mảnh đất với giá gốc cho anh. Hiện giờ bất động sản phát triển rất mạnh, Triệu Ngũ muốn dựa vào việc kinh doanh bất động sản để tẩy trắng. Bây giờ Trần Triệu Dương muốn chiếm mấy miếng đất ấy thì chẳng khác nào đòi mạng của ông ta. Tôi muốn lấy tất cả, Trần Triệu Dương nhẹ nhàng nói, phải để cho ông đau khổ chút thì mới nhớ rõ được bài học. Lần này, đại ca, như vậy không được đâu, Triệu Ngũ yếu ớt van nài. Bằng, bằng, bằng. Trần Triệu Dương cầm súng bản liên tiếp mấy phát. Ao a an a an. Triệu Ngũ hoảng sợ hét lên. 10 phút sau, Trần Triệu Dương vui vẻ cầm bản hợp đồng đứng dậy. Anh nhìn Triệu Ngũ đầu dính đầy máu rồi cười nói, Ngũ ra, sau này hợp tác vui vẻ. Nói xong Trần Triệu Dương liền quay người đi ra ngoài. Đại cao Triệu Ngũ chợt hét lên. Sao? Trần Triệu Dương quay người hỏi. Triệu Ngũ liền nói, đại ca, anh tên là gì vậy? Tôi vẫn chưa biết tên của anh. Sao, ông muốn báo thù à? Trần Triệu Dương hỏi. Không, không phải như vậy, Triệu Ngũ vội vàng lắc đầu hỉ là tôi muốn kết bạn với anh mà thô. Triệu Ngũ thật sự không hề có ý định báo thù, Trần Triệu Dương quá đáng sợ, quá khác thường. Ông ta cảm thấy nếu như đắc tội với loại người như Trần Triệu Dương thì anh có thể lấy mạng của ông ta bất kỳ lúc nào. Tôi là Trần Triệu Dương, nhớ rõ tên của tôi đấy. Trần Triệu Dương cười nhẹ. Triệu Ngũ vội nói, anh Dương, đi từ từ nhé. Trần Triệu Dương liếc nhìn ông ta một cái rồi quay đầu đi ra ngoài. Phi ích. Đợi bóng dáng Trần Triệu Dương hoàn toàn biến mất, Triệu Ngũ mới ngồi phịch xuống ghế. Lúc này ông ta mới dám thở mạnh. Ngũ ra, có cần cho người theo sau phục kích hẳn không? Chúng ta lén tấn công rồi giết hắn luôn. Vài tên đàn em đề nghị. Đừng, tuyệt đối đừng. Triệu Ngũ căn răng nói, loại người này không dây vào được. Nếu như đụng đến hắn ta, có thể toàn bộ người của chúng ta đều phải bỏ mạng. Hẳn nếu như muốn giết chúng ta thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngũ gia, hắn ta thật sự đáng sợ như vậy ư? Đám đàn em của ông ta hỏi. Triệu Ngũ gật đầu, 20 năm trước, tôi từng chứng kiến cảnh thầy của võ cung ra tay, trong đêm tối, một mình ông ấy đã tiêu diệt toàn bộ băng phái của kẻ khác. Trần Triệu Dương chính là kẻ như vậy, thậm chí hẳn còn ghê gớm hơn cả võ cung. Đám đàn em nghe xong chuyện này liền không kìm được mà cảm thấy rét run trong lòng.
Trần Triệu Dương ra khỏi câu lạc bộ Hùng Sư, anh đang định gọi xe để quay về công ty. Khi anh vừa nghĩ vậy xong thì có một chiếc xe đã dừng lại trước mặt Trần Triệu Dương. Xe dừng xong, cửa kính ô tô được hạ xuống, gương mặt lạnh lùng của Nam Cung Yến liền hiện ra trước mắt. Lên xe, Nam Cung Yến nói với Trần Triệu Dương, vợ yêu, sao em lại tới đây? Trần Triệu Dương vừa nhìn thấy Nam Cung Yến thì liền vui vẻ cười nói, có phải em lo cho anh không? Hay là em đã nghĩ thông suốt rồi, quyết định để anh giúp trị bệnh? Ha ha, nếu vậy, thì không nên để chậm trễ, chúng ta đi thuê phòng thôi. Em yên tâm, anh cũng được coi là tay lái lụa, kỹ năng đầy mình, đảm bảo khiến em thoải mái vô cùng. Đồ lưu manh, Nam Cung Yến mắng anh. Vợ yêu, anh còn có thứ đồ càng lưu manh hơn nữa cơ, em có muốn biết không? Trần Triệu Dương cười cười, tối nay về sẽ cho em xem nhé. Nam Cung Yến nghe mấy lời này, sắc mặt liền trầm xuống. Khụ. Lúc này cửa sổ hàng ghế sau cũng hạ xuống, Nam Cung Minh Đức khẽ ho một tiếng, Trần Triệu Dương, loại chuyện vui khuê phòng này cháu về nhà từ từ nói, nó không thích hợp. Với mấy người có tuổi như chú đâu, ha ha. Trông thấy Nam Cung Minh Đức, Trần Triệu Dương liền cười ngượng ngùng, chú Nam Cung, chú cũng ở đây ạ. Trêu chọc con gái nhà người ta ngay trước mặt phụ huynh của họ, Trần Triệu Dương cảm thấy đúng là xấu hổ. Nam Cung Minh Đức nói, chú nghe nói cháu một mình đến đây tìm Triệu Ngũ, sợ cháu xảy ra việc gì, cho nên liền cùng Tiểu Yến qua đây. Nếu như cháu còn không ra thì có khả năng bọn chú vào trong tìm cháu rồi. Lúc này Nam Cung Yến lạnh lùng lên tiếng, bố, con đã nói rồi, không cần lo cho loại người này. Hơn nữa kẻ như anh A dù có chết thì cũng chả có gì đáng thương. Vợ yêu, em nói vậy là không đúng rồi. Nếu như anh chết thì em sẽ phải làm quả phụ đấy. Trần Triệu Dương cười đùa, nếu như thế thì em sẽ phải bầu bạn với dưa chuột và chơi ở đầu giường suốt những năm tháng sau này mất. Tên khốn khiếp, anh nói cái gì thế hả? Nam Cung Yến mặt đỏ bừng bừng quát, anh có lên xe hay không? Nếu không thì chúng tôi đi đây. Lên chứ. Trông thấy Nam Cung Yến muốn rời đi, Trần Triệu Dương vội mở cửa nhảy lên xe. Trần Triệu Dương. Cháu có sao không? Triệu Ngũ không làm khó gì cháu đấy chứ? Trần Triệu Dương vừa ngồi lên xe, Nam Cung Minh Đức đã lo lắng hỏi. Ngũ không làm khó cháu, Trần Triệu Dương cười nói, hơn nữa chúng cháu còn vừa gặp đã thân, nói chuyện rất vui vẻ. Cháu đùa chú đấy à? Chú thấy cháu bị dọa cho không nhẹ, ngay cả cửa lớn cũng chẳng vào nổi nữa là. Nam Cung Yến hừ lạnh một tiếng nói, anh tưởng mình là ai chứ? Triệu Ngũ người ta sẽ để ý một bảo vệ nhỏ bé như anh hay sao? Nam Cung Minh Đức nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, gật đầu nói, Trần Triệu Dương, chưa gặp được Triệu Ngũ cũng không sao. Có điều một mình cháu đi vào đó thật sự là quá nguy hiểm. Từ sau tuyệt đối đừng làm thế nữa. Cho dù chuyện này có do ông ta làm đi chăng nữa, chúng ta cũng chỉ có thể tìm cách hẹn ông ta thương lượng bảo ông ta ngừng lại. Tập đoàn Nam Cung ở Nam Hải cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng so với Triệu Ngũ con người kia còn kém một chút. Quan trọng hơn cả, Triệu Ngũ là người của thế giới ngầm, nếu ông ta muốn đối phó với ai thì không thiếu gì cách. Chú Nam Cung, cháu và Triệu Ngũ thật sự đã nói chuyện rất vui vẻ. Triệu Ngũ cũng thừa nhận chuyện đó do ông ta làm. Ông ta cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, vì vậy đã có một số phương án bồi thường cho chúng ta. Trần Triệu Dương đem đồ trong tay đưa cho Nam Cung Minh Đức cười nói, chú xem phương án này đi, có thỏa đáng hay không? Thật sao? Nam Cung Minh Đức có chút không dám tin nhận lấy thứ Trần Triệu Dương đưa. Nam Cung Minh Đức rút tập văn kiện ra, vừa nhìn đã kinh ngạc kêu lên một tiếng, không phải thật đấy chứ? Trời ơi! Giọng nói của Nam Cung Minh Đức có chút run rẩy. Bố sao vậy? Nam Cung Yến tò mò hỏi. Anh ta cầm về cái gì vậy? Nam Cung Yến nói xong liền dừng xe lại bên đường, con tự mình xem đi. Nam Cung Minh Đức đem văn kiện trên tay đưa cho cô. Nam Cung Yến nhận lấy, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, trong mắt cô lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này, là giả đúng không? Nam Cung Yến biểu lộ sự khó tin, ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Dương, anh tìm thuê người làm giả à? Bà xã, em nghĩ anh là người thế nào chứ? Trần Triệu Dương cười nói. Không phải là giả, tuyệt đối không thể như thế. Triệu Ngũ xem trọng nhất là mấy miếng đất này. Tại sao lại có thể chuyển nhượng cho chúng ta hai miếng, hơn nữa còn có một miếng đất lớn nhất? Còn nói muốn cùng chúng ta hợp tác mở rộng, Nam Cung Yến lắc đầu nói, trừ phi ông ta điên rồi, nếu không, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này. Nam Cung Minh Đức nghiêm túc nói, bố cũng cảm thấy không có khả năng.
Trong này có một miếng đất ở phía trước miếng đất chúng ta đã đấu giá trước đây, chúng ta luôn muốn mua nó về, nhưng lúc đó trả giá như thế nào Triệu Ngũ cũng không đồng ý, bây giờ lại băng lòng chuyển nhượng cho. Chúng ta thế này, tuyệt đối không thể nào. Trần Triệu Dương, không ngờ anh lại làm giả giấy tờ để lừa gạt chúng tôi, Nam Cung Yến dứt khoát nói, tôi kinh thường nhất loại người như anh đấy. Nam Cung Yến hoàn toàn khẳng định, giấy tờ này của Trần Triệu Dương là giả. Trần Triệu Dương, thật ra chuyện này nếu không làm được chúng ta cũng không trách cháu. Nhưng mà cháu lại làm như vậy, thật sự là không thể chấp nhận được, Nam. Cung Minh Đức lách đầu thở dài nói. Trần Triệu Dương nhìn biểu cảm của hai người, ngược lại không biết phải giải thích ra sao. Rõ ràng là thật, lại bị bọn họ coi là giả. Nếu là thật thì sao, Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm Nam Cung Yến nói, nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược. Được thôi, Nam Cung Yến nghiêm túc nói, nếu cái này của anh là thật, anh muốn tôi làm gì cũng được, còn nếu là giả, chúng ta lập tức ly hôn. Nam Cung Yến lập tức đưa ra yêu cầu. Cô hận không thể lập tức ly hôn với Trần Triệu Dương. Được thôi, Trần Triệu Dương sảng khoái đồng ý. Trần Triệu Dương, cái này. Bố không cần nói gì cả, chỉ cần làm chứng thôi, Nam Cung Yến nói. Reng. Nam Cung Minh Đức đang muốn khuyên bảo hai người, ngay lúc đó, điện thoại của ông kêu lên. Nam Cung Minh Đức nhìn điện thoại hiển thị, lập tức nói, là của Triệu Ngũ. Nam Cung Yến cười lạnh, Trần Triệu Dương, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. Nam Cung Minh Đức bắt máy cười nói, Triệu Ngũ ra, ông có chuyện gì tìm tôi sao? Đối diện với Triệu Ngũ, Nam Cung Minh Đức cũng phải hạ thấp giọng. À Chủ tịch Nam Cung, tôi muốn hỏi một chút, anh Trần đã trở về hay chưa, Triệu Ngũ ở bên kia hỏi. Anh Trần nào cơ? Nam Cung Minh Đức ngây ra, ông quay sang nhìn Trần Triệu Dương, cả người lập tức như tỉnh ra. À, thằng bé đã trở về rồi, Nam Cung Minh Đức nói. Tôi có việc muốn tìm anh ấy. Phiền ông chuyển điện thoại sang cho anh ấy giúp tôi, Triệu Ngũ nói. Được, được. Nam Cung Minh Đức đem điện thoại đưa cho Trần Triệu Dương. Triệu Ngũ ra tìm cháu. Trần Triệu Dương cầm điện thoại nói, Triệu Ngũ, tìm tôi có chuyện gì thế? Ừ, tôi biết rồi. Qua một hồi, Trần Triệu Dương lại nói, à đúng rồi, chuyện chúng ta cùng nhau hợp tác đó, họ không tin tôi, ông giúp tôi. Nói cho họ một tiếng đi. Nói xong Trần Triệu Dương liền chuyển điện thoại trả lại Nam Cung Minh Đức. Nam Cung Minh Đức vừa cầm điện thoại liền nói, Triệu Ngũ ra, chuyện đó là thật sao? Vâng, được, được, tôi biết rồi, Nam Cung Minh Đức nói xong liền cúp máy. Sau khi Nam Cung Minh Đức cúp máy, Nam Cung Yến đã hỏi, bố, không phải là thật đấy chứ? Nam Cung Minh Đức nghiêm túc gật đầu, là thật, Triệu Ngũ nói rồi, ông ta và Trần Triệu Dương đã ký hợp đồng với nhau. À, Nam Cung Yến biểu lộ thần sắc kinh ngạc. Cô trước sau vẫn không dám tin vào chuyện này. Trần Triệu Dương, anh làm cách nào vậy? Nam Cung Minh Đức run run nhìn Trần Triệu Dương nói, Triệu Ngũ sao có thể nghe lời cháu mà ký vào bản hợp đồng rõ ràng là không công bằng này chứ? Nếu không phải chính Triệu Ngũ gọi điện tới, Nam Cung Minh Đức cũng không tin chuyện này. Nam Cung Yến cũng nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương, cô cũng muốn nhận được một câu trả lời thỏa đáng. Cháu đã nói rồi, cháu đi tìm Triệu Ngũ và cháu vừa gặp đã thân. Sau đó cháu hỏi ông ta có phải do ông A làm không, ông ta liền thừa nhận, ông ta cảm thấy trong lòng có lỗi, cho nên liền đồng ý ký hợp đồng, Trần Triệu Dương vui vẻ cười nói. Trong quá trình đó có chút bạo lực, Trần Triệu Dương tất nhiên sẽ không nói ra. Chỉ có vậy thôi sao, Nam Cung Minh Đức hỏi. Chỉ có vậy, Trần Triệu Dương gật đầu. Trần Triệu Dương, anh coi tôi là trẻ con lên ba ư. Tôi không tin, Nam Cung Yến lắc đầu, Triệu Ngũ không phải là một tên ngốc. Con gái, không cần biết con tin hay không, bố tin. Nam Cung Minh Đức cười phá lên nói. Ông vừa nói xong liền mở cửa xe đi xuống. Bố muốn đi đâu? Nam Cung Yến hỏi, bố tự bắt xe về nhà, Nam Cung Minh Đức nói tại sao vậy, Nam Cung Yến khó hiểu. Nam Cung Minh Đức hướng phía Trần Triệu Dương nói, Trần Triệu Dương, bây giờ cháu thắng rồi, cháu có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Tên nhóc tài xế này, cháu muốn đưa con gái ta đi thuê phòng. À, không đúng, cháu đưa con gái ta đi chữa bệnh đi. Ta không làm phiền hai đứa nữa. Cố lên, ha ha. Nam Cung Minh Đức nói xong, ông liền đóng cửa xe, sau đó như sợ ảnh hưởng tới Trần Triệu Dương, ông lập tức nhanh chóng rời đi. Nam Cung Yến nhìn Nam Cung Minh Đức rời đi,
trong lòng cô không khỏi cảm thấy bất lực. Cô biết rõ trong lòng bố mình đang nghĩ cái gì. Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi, tại sao bố cô lại cứ tán thưởng cái gã đàn ông cà lơ phất phơ trước mặt này chứ. Lại còn bê mình sinh nhóc tì với anh ta, Nam Cung Yến cảm thấy thật sự không tài nào chấp nhận được. Tuy là thỉnh thoảng biểu hiện của ai đó cũng làm cho người khác hết sức kinh ngạc, nhưng Nam Cung Yến vẫn cho rằng người nào đó chỉ là một gã đàn ông đáng ghét, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ thích anh ta. Ha ha! Sau khi nhìn thấy Nam Cung Minh Đức rời đi, Trần Triệu Dương nhìn chăm chăm Nam Cung Yến rồi bật cười. Anh cười gì chứ? Nam Cung Yến cần răng nói, anh đang nghĩ cái quái gì đó. Em đang nghĩ cái gì thì anh cũng đang nghĩ cái đó, Trần Triệu Dương đáp. Đồ lưu manh không biết xấu hổ, Nam Cung Yến sầm mặt mắng. Vợ à, hình như vừa rồi chúng ta cá cược với nhau, em nói em thua thì anh muốn gì cũng được, có đúng không hở? Trần Triệu Dương hớn hở nhìn Nam Cung Yến cười nói. Xí, anh đừng có mơ, Nam Cung Yến thẳng thừng dập tắt ý nghĩ của người nào đó. Vợ ơi, em xem anh là ai cơ chứ, Trần Triệu Dương xoa mũi cười nói. Anh chỉ muốn em hôn anh một cái thôi mày. Hừ, anh đừng có mơ. Nhưng em đã thua thì em phải chịu chứ. Tôi không chịu thua đó thì sao, Nam Cung Yến ngang ngược, tôi là phụ nữ, tôi thích ngang ngược đó thì sao. Nam Cung Yến đã tỏ thái độ vậy rồi, Trần Triệu Dương không còn lời gì để nói. Trần Triệu Dương cũng biết, không nên tranh cãi đúng sai với phụ nữ làm gì. Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương cạn lời thì trong lòng cô có chút hả hê. Cô liền khởi động xe chạy về công ty. Trần Triệu Dương mang về một hợp đồng lớn như vậy, Nam Cung Yến đang nghĩ phải chạy nhanh về sắp xếp đã. Xuống xe. Xe chạy đến bãi đỗ xe của công ty thì dừng lại, Nam Cung Yến lạnh nhạt đuổi Trần Triệu Dương xuống. Vợ à, có phải công việc tiếp theo của anh ở công ty là trợ lý cá nhân của em không? Kiểu 24/7 cận kề ấy, Trần Triệu Dương cười nói với Nam Cung Yến. Không có chuyện đó đâu. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương nói, tôi đã sắp xếp cho anh xong xuôi rồi, anh đến phòng quan hệ xã hội cho tôi. Còn phải đến phòng quan hệ xã hội nữa sao? Đúng vậy, Nam Cung Yến nghiêm túc nói, anh mà làm việc không tốt ở phòng quan hệ xã hội thì lập tức cuốn gói cho tôi, mà nếu như anh không muốn làm thì giờ cút luôn cũng được. Nhưng mà vợ ơi, em sắp xếp cho anh đến phòng quan hệ xã hội không lo mấy cô ở đấy nhìn chúng anh sao? Cái này gọi là đưa dê vào miệng sói đó, Trần Triệu Dương bất lực nói, đến khi đó lỡ như mấy cô ấy ép anh làm những chuyện anh không muốn thì sao? Xì, sao anh không tự ngắm lại bản thân mình trong bãi nước tiểu đi, mấy cô ấy mà thèm để ý anh hả? Tôi nói anh đi thì anh phải đi, tôi sắp xếp xong hết rồi đó. Biết rồi, Trần Triệu Dương cũng không muốn nói tới nói lui nữa. Đối với Trần Triệu Dương mà nói... Nếu để anh kè kè đi theo Nam Cung Yến 24 giờ anh cũng không chịu nổi. Trái lại tìm đại một phòng ngồi chơi cũng không tồi. Đương nhiên, Trần Triệu Dương bình thản chấp nhận sắp đặt này, quan trọng hơn là ở phòng quan hệ xã hội có không ít người đẹp. Mỗi ngày cùng mấy người đẹp làm việc cũng xem như bổ mắt vậy. Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương không còn phản đối gì nữa mà bước xuống xe, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như người nào đó cứ khư khư cố chấp theo sát mình thì quả thật cô phải bó tay với anh ta luôn đấy. Cốc, cốc, Nam Cung Yến còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bị tiếng gõ ở cửa kính kéo về. Nam Cung Yến lấy lại tinh thần nhìn qua thì phát hiện là người nào đó quay lại gõ cửa kính xe. Chuyện gì nữa? Nam Cung Yến hạ cửa kính xe xuống rồi hỏi, quay lại đòi nợ. Nợ gì chứ? Nam Cung Yến hỏi. Cô vừa dứt lời. Trần Triệu Dương đột nhiên kéo người qua đặt một nụ hôn lên cái miệng nhỏ xinh của Nam Cung Yến. Nam Cung Yến ngây người ra rồi trừng mắt thật to. Cô định đẩy ra nhưng người nào đó lại không để cho cô thành công phản kháng. Một lát sau, Trần Triệu Dương mới buông cô ra. A, họ Trần kia anh làm gì vậy hả? Nam Cung Yến hét lớn. Có chơi có chịu. Trần Triệu Dương cười khà khà rồi rời đi. Vợ ơi, đừng có kích động như thế. Người ta thấy bây giờ, hà hà. Nói xong Trần Triệu Dương cũng nhanh chóng chạy mất. Tên đàn ông xấu xa, tên lưu manh chết tiệt, anh chờ đó cho tôi. Nam Cung Yến mảng theo bóng lưng của người nào đó đang đi xa dần. Nam Cung Yến không ngờ rằng người đó còn có chiêu này. Nhưng khi người nào đó khuất bóng rồi, Nam Cung Yến lại sờ lên môi của cô, dù là chán ghét đó nhưng hình như lại có chút vui vẻ. Cứ như là cô đang hưởng thụ cảm giác ngông cuồng này vậy. Chẳng qua Nam Cung Yến rất nhanh lách đầu nói tuyệt đối không có chuyện đó, hừ.
Trần Triệu Dương về đến công ty bèn ghé qua phòng bảo. Vệ ngồi chém gió với đám Hồ Đại Quân trước, đến đầu giờ làm việc buổi chiều anh mới chậm gì gì lết qua phòng quan hệ xã hội. Đến phòng quan hệ xã hội, Trần Triệu Dương hờ hững bước vào. Bụp, bụp, bụp. Nhưng khi Trần Triệu Dương vừa bước vào cửa phòng quan hệ xã hội, anh đột nhiên nghe một loạt tiếng nổ liên hồi. Đợi đến khi định thần lại, Trần Triệu Dương mới phát hiện ra trên đầu, cổ và mặt mày của anh dính đầy xác pháo. Sau đó anh lại thấy đám Hồ Tiểu Nhạc xông ra. Anh Dương, hoan nghênh anh gia nhập phòng quan hệ xã hội của bọn em. Hồ Tiểu Nhạc nhìn Trần Triệu Dương hân hoan nói. Trần Triệu Dương hoan nghênh anh đến. Anh Dương, hoan nghênh gia nhập đại gia đình phòng quan hệ xã hội. Trần Triệu Dương nhìn tất cả người đẹp của phòng quan hệ xã hội một lượt. Tiểu Nhạc, chuyện này là sao vậy? Trần Triệu Dương nhìn nhóm người đẹp trước mắt ngơ ngác hỏi. Anh Dương mọi người đang chào mừng anh đó, Hồ Tiểu Nhạc cười nói. Chào mừng tôi á, tại sao phải chào mừng tôi? Trần Triệu Dương khó hiểu hỏi. Bởi vì anh giúp bọn em đuổi tên già dê La Lương Bình đi, hơn nữa còn giúp bọn em đập ông ta một trận để trả thù nữa. Anh chính là người hùng của phòng quan hệ xã hội bọn em. Thế nên mọi người vô cùng chào mừng anh đến đó, Hồ Tiểu Nhạc nói một cách hợp tình hợp lý. Đúng đó, đúng đó. Nếu không có anh, không biết là bọn em còn bị lão già khốn kiếp La Lương Bình kia ức hiếp đến khi nào. May có anh ra tay, xem như anh đã trả thù được cho bọn em rồi. Với bọn em, anh chính là người hùng của phòng quan hệ xã hội. Những người khác ở phòng quan hệ xã hội cũng rối rít ủng hộ. Chuyện nhỏ thôi mà, giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là việc đàn ông nên làm. Hơn nữa có thể giúp, đỡ những người đẹp thế này thì là vinh hạnh cho em trai đây rồi. Trần Triệu Dương cười rồi nói tiếp, sau này chúng ta là người một nhà rồi, không cần khách sáo như vậy. Mọi người tiếp đón long trọng thế này, em trai thật nhận không nổi đâu. Nhờ những lời này mà mọi người càng có thêm hảo cảm với Trần Triệu Dương. Anh Dương, bọn em biết được anh được điều đến phòng quan hệ xã hội, thế nên đã chuẩn bị một buổi chào đón đơn giản cho anh, Hồ Tiểu Nhạc bước lên vừa cười vừa nói. Tên nhóc này biết chuyện nói lắm, xem ra cũng có tài ngoại giao đấy. Lúc này có một người phụ nữ vừa mặn mà lại có phần dịu dàng đi đến trước mặt Trần Triệu Dương cười nói. Tôi tên là Hứa Mỹ Tình, hoan nghênh cậu gia nhập phòng quan hệ xã hội. Chào chị Mỹ Tình. Trần Triệu Dương lập tức tươi cười chào hỏi. Xin chào, Hứa Mỹ Tình bắt tay với Trần Triệu Dương. Lúc Trần Triệu Dương nằm vào bàn tay mềm mại thì không kiềm được miết một cái. Chị Mỹ Tình, chị không chỉ đẹp người mà tay chị cũng đẹp quá. Trần Triệu Dương buông tay của Hứa Mỹ Tình ra rồi thản nhiên khen ngợi. Vừa rồi khi Trần Triệu Dương miết tay, Hứa Mỹ Tình cũng hơi cau mày, cô ấy nghĩ rằng anh chẳng khác gì mấy tên đàn ông đáng ghét kia. Nhưng lúc Trần Triệu Dương thản nhiên khen cô, Hứa Mỹ Tình nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cô ấy thầm nhủ, là bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Hơn nữa, có phụ nữ nào lại không thích được khen đâu. Hứa Mỹ Tình giả vờ tức giận nói, nhóc con, vừa vào phòng quan hệ xã hội đã nói năng bậy bạ, có phải thảo mai quá rồi không? Lời tôi nói là thật mà. Chị Mỹ Tình có một loại khí chất mà người khác không có, Trần Triệu Dương cười nói, trong mắt tôi chị Mỹ Tình là người đẹp nhất phòng quan hệ xã hội đó. Hứa Mỹ Tình nhìn cười nói, lại là một tên nhóc con ma lanh, miệng mồm ngọt như mật, xem ra về sau mấy người đẹp trong phòng quan hệ xã hội này đều phải đề phòng cậu rồi. Anh Dương, còn em không đẹp sao, Hồ Tiểu Nhạc cười nói, chị Mỹ Tình là đẹp nhất, vậy còn em đứng thứ mấy? Đúng rồi, còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn biết mình đứng hàng thứ mấy đó. Mấy người đẹp của phòng quan hệ xã hội còn lại rối rít hỏi. Tất cả đều xếp thứ nhất, Trần Triệu Dương cười nói, trong lòng tôi tất cả người đẹp ở đây đều đẹp nhất. Ha ha, xem ra chị Mỹ Tình nói đúng rồi, anh đúng là tên dẻo miệng. Sao mà tất cả có thể xếp hạng nhất chứ? Không phải vậy hải. Trần Triệu Dương lại vô cùng nghiêm túc nói, nếu các cô không tin, tôi sẽ thề với bóng đèn. Trong lòng tôi mấy cô đều là người đẹp nhất, hơn nữa còn là mỗi người mỗi vẻ. Trần Triệu Dương nịnh nọt thảo mai đến nỗi mọi người trong phòng đều cười vui vẻ. Giờ phút này Trần Triệu Dương mới cảm thấy được bầu không khí hài hòa ở phòng quan hệ xã hội. Ngày thường làm việc cùng với mấy người đẹp, đôi khi còn có thể cười đùa chọc ghẹo mấy cô ấy, Trần Triệu Dương cảm thấy quả thật không tồi chút nào. Hiển nhiên thành viên trong phòng quan hệ xã hội cũng rất nhanh chấp nhận Trần Triệu Dương. Anh lập tức trở thành người đàn ông được hoan nghênh nhất phòng ban này. Lần này, khi quay về phòng quan hệ xã hội,
Trần Triệu Dương được đối đãi khác hoàn toàn so với lần trước. Khụ khụ, đang làm gì vậy? Hết giờ làm việc rồi à? Tất cả còn không mau làm việc cho tôi. Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, thì ở cửa phòng vang lên một giọng nói khó chịu. Trần Triệu Dương nhìn sang thì thấy một người đứng gần cửa, anh ta mặc một bộ vest phẳng phiu, khoảng chừng 30 tuổi, đeo mắt kính kiểu Hàn Quốc, nhìn giống như một người đàn ông thành đạt. Anh ta vừa xuất hiện thì giọng điệu ra vẻ cấp trên căn dặn, tất cả dọn dẹp mọi thứ rồi làm việc nghiêm túc cho tôi. Chỉ là một nhân viên còn con thôi, có cần phải long trọng như vậy không hả? Làm việc trước đi. Hứa Mỹ Tình thấy anh ta đến thì quay sang nói với mọi người. Đám Hồ Tiểu Nhạc nhanh chóng dọn dẹp xong rồi ngồi lại chỗ của mình. Mỹ Tình, đến phòng làm việc của tôi muốn nghe cô nói lại về bản báo cáo liên quan đến công ty Hồng Thông ngày hôm qua. Người đàn ông thành đạt quay sang nói với Hứa Mỹ Tình, dứt lời thì xoay người bước vào phòng làm việc lúc trước của La Lương Bình. Không lâu sau Hứa Mỹ Tình cũng cầm một tập báo cáo đi vào theo. Công ty bổ nhiệm trưởng phòng mới nhanh như thế sao? Trần Triệu Dương tò mò hỏi Hồ Tiểu Nhạc bên cạnh. Làm gì có, Hồ Tiểu Nhạc mím môi nói. Vậy đó là ai? Trần Triệu Dương tiếp tục hỏi. Hồ Tiểu Nhạc liên quay sang xuyệt một cái với Trần Triệu Dương. Sau đó Hồ Tiểu Nhạc đưa đến trước mặt Trần Triệu Dương một cái mã QR để anh quét mã vào nhóm. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra quét mã xin vào nhóm. Rất nhanh sau đó Trần Triệu Dương đã vào được một nhóm tên là Người đẹp phòng quan hệ xã hội. Trần Triệu Dương nhanh chóng lướt xem thì biết được trừ anh ra thì toàn bộ đều là nữ. Nickname tay lái lụa là ai thế? Sao lại cho nam vào, không phải nói không được cho nam vào sao? Tay lái lụa là Trần Triệu Dương. Lúc này Hồ Tiểu Nhạc mới gửi vào trong nhóm một tin. Thì ra là Trần Triệu Dương à, vậy thì được. Cha cha, hóa ra Trần Triệu Dương là tay lái lụa luôn nha, xem ra bề ngoài đứng đắn còn bên trong thì đen tối nha. Trần Triệu Dương không nói nhiều thẳng tay tung lên một bao lì xì. Nhóm WeChat nhanh chóng bùng nổ. Lúc này nhiều người xuất hiện hơn trong nhóm WeChat, sau một trận giành giật lì xì, mấy cô liền gửi không ít icon xấu hổ. Trần Triệu Dương nhìn mấy icon này anh cảm thấy mấy cô mới là tay lái lụa thì có, anh ở trong nhóm này cũng chỉ là một con cừu non mà thôi. Trình Minh Viễn và chị Mỹ Tình đều giống nhau, hiện đều cùng là quản lý thôi. Bây giờ Trình Minh Viễn đang tìm một cái cớ để chuyển tạm vào phòng làm việc của La Lương Bình. Trước đó cái ghế trưởng phòng luôn trống, nghe nói, công ty đã sắp xếp ổn thỏa cả trưởng phòng và phó trưởng phòng rồi. Vì Trình Minh Viễn muốn ngồi vào cái ghế trưởng phòng nên anh ta chỉ đang ra vẻ mà thôi. Bàn về năng lực, anh ta thua xa chị Mỹ Tình luôn đó. Lúc này Hồ Tiểu Nhạc gõ ra một sớ dài. Đúng đó, nếu không phải Trình Minh Viễn có ô dù thì còn lâu mới tới lượt anh ta. Giờ còn chưa được thăng chức mà đã tự cho mình là trưởng phòng rồi, lại còn lên mặt nữa chứ. Nếu để anh ta làm trưởng phòng thật, tôi nghĩ những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ không yên ổn đâu. Người của phòng quan hệ xã hội tám chuyện trong nhóm. Trần Triệu Dương nghe mấy cô ấy nói xong, anh cũng đã hiểu được phần nào, Trình Minh Viễn này vẫn chưa được thăng chức mà đã tự xem mình là trưởng phòng. Hơn nữa anh ta lại còn đang ra vẻ ta đây, để mọi người đều phải xem anh ta thật sự là trưởng phòng. Chắc cũng là muốn cho cấp trên của công ty thấy, người thích hợp ngồi cái ghế ấy nhất không là anh ta thì còn là ai. Đối với Trần Triệu Dương mà nói, mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh. Trong nhóm người đẹp phòng quan hệ, mọi người cũng chỉ tám về Trình Minh Viễn một lát thì chủ đề liền chuyển qua cái khác. Bọn họ thật sự không thèm xem Trần Triệu Dương là đàn ông nữa, một đám con gái tám đủ chủ đề, nào là vớ ra các loại, sai áo ngực bao nhiêu, rồi có anh nào đó nhìn trộm các kiểu. Thậm chí, có lúc bọn họ còn chọc ghẹo Trần Triệu Dương mấy câu. Đối diện với nhóm con gái này, anh chỉ có thể giả vờ là một thanh niên trong sáng. Mà ngay trong khoảng thời gian đó, mười mấy người đẹp của phòng quan hệ xã hội đều kết bạn WeChat với Trần Triệu Dương. Mọi người trò chuyện không bao lâu, rất nhanh sau đó Hứa Mỹ Tình đã đi ra. Hứa Mỹ Tình vừa ra ngoài, thì nhóm WeChat bỗng nhảy lên một tin nhắn. Để chào mừng tay lái lụa trở thành thành viên đại gia đình của chúng ta, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn để chúc mừng tay lái lụa gia nhập đi. Trần Triệu Dương đọc được thì biết đây là tin nhắn của Hứa Mỹ Tình. Cảm ơn chị Mỹ Tình. Trần Triệu Dương vừa nói, anh lại gửi thêm một bao lì xì lên nhóm. Ủng hộ chị Mỹ Tình. Để cho tay lái lụa cảm nhận được nhiệt tình của chúng a nào. Mọi người trong nhóm đều tán thành vô cùng.
lúc này Trần Triệu Dương lại nhận thêm yêu cầu kết bạn WeChat của Hứa Mỹ Tình. Vừa kết bạn xong, Trần Triệu Dương nhìn thấy ảnh đại diện của Hứa Mỹ Tình là một đôi chân xinh đẹp mang vớ da. Trần Triệu Dương quan sát thật kỹ cũng không nhìn ra được đôi chân xinh đẹp này có phải là của Hứa Mỹ Tình hay không. Nhưng mà nếu đã dùng cái ảnh như vậy làm ảnh đại diện, Trần Triệu Dương cảm thấy bên trong người này cũng không trong sáng lắm đâu. Đây là WeChat cá nhân của tôi, cậu là người đàn ông đầu tiên được kết bạn đó. Hứa Mỹ Tình nhanh chóng gửi tới một tin. Trần Triệu Dương đọc xong tin nhắn này, cảm thấy Hứa Mỹ Tình có chút kiêu căng. Trần Triệu Dương trả lời, xem ra thì đây đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này rồi. Chị Mỹ Tình lại thiên vị kẻ hèn để cho kẻ hèn qua ải, kẻ hèn không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân mà báo đáp thôi. Trần Triệu Dương gửi tin nhìn đi rồi nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Hứa Mỹ Tình trả lời lại. Anh liền nghĩ, có khi nào Hứa Mỹ Tình giận rồi không? Nghĩ đến đây, Trần Triệu Dương thấy hơi hối hận, đáng ra mình không nên làm liều như vậy. Trong lúc anh đang ăn năn hối lỗi thì điện thoại của anh vang lên. Trần Triệu Dương cầm lên thì thấy đó là tin nhắn của Hứa Mỹ Tình trả lời lại. Tên lưu manh, dám gạ gắm phụ nữ khác, chị đây sẽ cho cậu đẹp mặt. Hứa Mỹ Tình còn kèm theo vài icon chiếc búa đang đập vào đầu phía sau tin nhắn. Chị Mỹ Tình, em có một câu hỏi rất táo bạo muốn hỏi chị có được không? Trần Triệu Dương thấy Hứa Mỹ Tình không hề để bụng về chuyện đó, thế là anh lại gửi một tin nhắn khác. Hỏi đi, đôi chân xinh đẹp trên avatar chị là của chị sao? Thật đẹp quá đi mất, Trần Triệu Dương còn kèm theo một loạt icon đầy sắc thái ở phía sau. Một lúc sau, Hứa Mỹ Tình trả lời lại vài câu, không phải. Cậu mau làm việc nghiêm túc đi, đang trong giờ làm việc đừng có mà nghĩ ngợi lung tung. Nhìn thấy phản ứng của Hứa Mỹ Tình vậy, anh cũng không quấy rầy cô ấy nữa. Vào lúc này, trong nhóm chat cũng rất ít người tán gẫu, bọn họ đều đang tập trung làm việc, thỉnh thoảng sẽ có vài người nói vài câu nhưng đều là liên quan đến công việc. Trần Triệu Dương theo Hồ Tiểu Nhạc để học kiến thức về quan hệ xã hội và chờ cho đến khi tan sở. Hứa Mỹ Tình đặt đống tài liệu trong tay xuống rồi đứng dậy nói, tan làm rồi. Chúng ta đi thôi. Nghe thấy Hứa Mỹ Tình nói vậy thì mọi người đều đứng bật hết dậy. Chị Mỹ Tình, chúng ta đi ăn ở đâu vậy? Có phải là tối nay không? Mọi người đều hỏi. Tối nay, tôi mời mọi người ăn tối tại khách sạn Dạ Yến. Hứa Mỹ Tình hào phóng nói. Chị Mỹ Tình, là thật sao? Ăn tối ở Dạ Yến không hề rẻ chút nào. Chị Mỹ Tình, chị thích Trần Triệu Dương rồi sao? Cậu ấy vừa đến thì chị liền mời mọi người ăn tối ở Dạ Yến. Chúng em đều chưa được đãi ngộ như thế này bao giờ. Tôi nghĩ là đúng đấy. Chị Mỹ Tình phải lòng người ta rồi. Đám người của bộ phận quan hệ xã hội cùng nhau trêu đùa. Trần Triệu Dương, tên lão làng nhà cậu, nhớ phải chăm sóc tốt cho chị Mỹ Tình đấy nhé. Chị Mỹ Tình đối với cậu tốt như vậy, cậu không được phụ lòng tốt của người ta đâu đấy. Cho dù có không xuống, nổi giường đi nữa thì cũng không được dừng lại, biết chưa? Các nữ nhân viên ở bộ phận quan hệ xã hội hùa nhau trêu chọc anh, khiến một người sành đời như Trần Triệu Dương cũng khó tránh khỏi việc ngượng ngùng không dám trả lời. Suy cho cùng thì pha bẻ lái này của bọn họ cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi. Hơn nữa, lỡ như vừa đáp lại, bọn họ liền cho đầu xe đâm về hướng ngôi nhà và những đứa. Trẻ thì làm thế nào chứ? Nhưng Hứa Mỹ Tình lại khoái chí cười to, cậu ta vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nhìn thân hình nhỏ như thế, không lọt vào mắt xanh của tôi. Không phải chứ chị Mỹ Tình, chị chưa thử thì làm sao biết được chứ? Ha ha, Trần Triệu Dương, chị Mỹ Tình nói cậu không thể kìa. Cậu còn không thể hiện chút gì sao? Trần Triệu Dương cười nhẹ, tôi nên thể hiện như thế nào? Cởi QUN của cậu ra đi. Hãy chứng minh điều đó cho chị Mỹ Tình xem. Khiến cho chị Mỹ Tình không thể xuống giường được. Các nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội cười trêu. Một đám nhân viên nữ không biết liêm sỉ, mau đi thôi. Tôi đã gọi Đai đi rồi. Lúc này, Hứa Mỹ Tình nói một cách giận dỗi. Trần Triệu Dương theo sau, không khỏi thầm thán phục. Bọn họ, đám nhân viên nữ này cũng quá cởi mở trong chuyện riêng tư rồi. Nhưng Trần Triệu Dương cho rằng đó cũng là một điều tốt. Ít nhất bọn họ cũng coi mình như người cùng hội cùng thuyền. Khi Trần Triệu Dương rời công ty, anh đã gửi một tin nhắn cho Nam Cung Yến để xin ý kiến. Hiện giờ, rắc rối liên quan đến tên Triệu Ngũ này cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi. Trần Triệu Dương cảm thấy sự an toàn của Nam Cung Yến tạm thời không cần phải lo lắng gì nhiều. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt,
có thể tụ tập ăn tối gia tăng tình cảm với mọi người trong bộ phận, Trần Triệu Dương cũng không thể từ chối được. Rất nhanh sau đó, một nhóm hàng chục người ngồi đai đi đã đến khách sạn Dạ Yến. Khách sạn Dạ Yến cũng tương đối nổi tiếng ở Nam Hải, đồng thời cũng được coi là một nhà hàng cao cấp. Và nhiều người ở Nam Hải còn gọi đây là Hào Môn Dạ Yến. Điều này cũng thể hiện lên được đẳng cấp của nó. Sau khi đợi mọi người tập trung đầy đủ ở lối vào của Dạ Yến thì Hứa Mỹ Tình nói, đi thôi. Mọi người đi theo Hứa Mỹ Tình bước vào trong. Mỹ Tình, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Ha ha, chúng ta thật là có duyên. Ngay khi Hứa Mỹ Tình và mọi người bước vào thì đúng lúc Trình Minh Viễn cũng dẫn theo một nhóm người đến và mỉm cười chào hỏi. Hứa Mỹ Tình nhìn thấy Trình Minh Viễn thì khá ngạc nhiên. Mọi người cũng tới đây ăn tối à? Hứa Mỹ Tình hỏi. Đúng vậy, cho nên mới nói đây chính là định mệnh sắp đặt chúng ta phải đi cùng nhau. Trình Minh Viễn cười nói, Mỹ Tình, hay là chúng ta cùng nhau ăn tối đi, cô thấy thế nào? Nghe Trình Minh Viễn nói vậy mọi người phía sau Hứa Mỹ Tình đều tỏ ra không thích. Bọn họ vốn đang rất vui vẻ, mọi người đang cười nói rôm rả, khi không ở đâu lại xuất hiện thêm đám người Trình Minh Viễn không khỏi khiến bọn họ cảm thấy mất tự nhiên. Không cần đâu, Hứa Mỹ Tình có chút do dự nói, để chào đón Trần Triệu Dương nên tối nay mọi người cùng nhau đi ăn bữa cơm mà thôi. Chúng tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến bữa ăn của anh với những người khác. Vậy thì tốt quá rồi, tối nay cũng là bộ phận của chúng ta và các bộ phận khác của công ty cùng nhau ăn tối. Tất cả đều là người một nhà. Tôi đã đặt trước một phòng SVIP, chúng ta cùng nhau ăn tối đi. Trình Minh Viễn cười nói, như vậy thì không được hay cho lắm. Hứa Mỹ Tình vẫn muốn từ chối. Mỹ Tình, cô cứ như thế chính là không nể mặt tôi rồi. Hơn nữa, đều là người cùng bộ phận, tôi cũng phải có mặt tại bữa tiệc chào đón nhân viên mới này mới đúng. Không phải cô đang muốn gạt tôi ra đấy chứ? Trình Minh Viễn nhìn Hứa Mỹ Tình và nói, tất nhiên là không phải, tôi chỉ sợ một lúc sau. Bọn họ hai lên thì ảnh hưởng đến anh mất. Thực ra nói về cuộc sống riêng tư, tôi đây cũng là một người rất sành chơi đấy, Trình Minh Viễn cười nói, quyết định vậy đi. Tối nay, tôi sẽ thanh toán hết, như vậy chắc cô sẽ không từ chối nữa đâu nhỉ, nếu cô còn từ chối thì chứng tỏ cô không xem tôi ra gì rồi. Nghe thấy Trình Minh Viễn nói như vậy thì Hứa Mỹ Tình liếc nhìn mọi người phía sau một cái rồi thở dài nói, được. Rồi, vậy cứ thế mà làm đi. Vậy thì đi thôi. Chúng ta lên đi. Trình Minh Viễn cười nói. Hứa Mỹ Tình và những người khác đi phía trước, trong khi đó Trình Minh Viễn lại cố ý đi ở phía sau với Trần Triệu Dương. Trình Minh Viễn lúc này mới hạ giọng nói với Trần Triệu Dương, này, từ nay về sau ở bộ phận quan hệ xã hội, tốt hơn hết là mày nên nghe lời tao. Bọn họ có bất cứ chuyện gì thì mày cũng phải báo cáo cho tao hết. Trần Triệu Dương nghe được lời này của Trình Minh Viễn thì dừng lại rồi nhìn về phía anh ta rồi mỉm cười nói. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc tao sẽ làm trưởng phòng của bộ phận quan hệ xã hội trong tương lai. Trình Minh Viễn có phần chế nhạo nói, nếu không nghe lời, tao sẽ đá mày ra ngoài bất cứ lúc nào. Còn nữa, sau này đừng có cố cướp mất ánh đèn sân khấu của tao. Những người phụ nữ này chỉ có thể tôn sùng mình tao. Mày không được phép quá thân mật với bọn họ, rõ chưa? Trần Triệu Dương cảm thấy hơi buồn cười khi nghe những lời này của Trình Minh Viễn. Tên này cũng tự luyến quá mức rồi, còn chưa được thăng chức đã tự coi mình là sếp của bộ phận quan hệ xã hội rồi. Ha ha, Trần Triệu Dương ung dung cười, tôi không định nghe lời anh. Tao không nói mày nghe lời mà đây là mệnh lệnh, mày hiểu chưa, dám chống đối tao thì việc đầu tiên sau khi tao thăng chức sẽ là đá mày quay trở lại bộ phận bảo vệ. Khiến mày cả đời này chỉ có thể làm một tên bảo vệ quèn mà thôi, Trình Minh Viễn lộ ra vẻ cáo giả, tự cho rằng lời mình nói ra chính là mệnh lệnh. Hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ vào. Sau khi nói xong, Trình Minh Viễn vượt mặt Trần Triệu Dương, sải bước về trước nói, Mỹ Tình, cô thích ăn món gì, uống loại rượu nào? Lát nữa thích gì cứ gọi nấy nhé. Trần Triệu Dương nhìn bộ dạng này của Trình Minh Viễn thì không khỏi lách đầu, xem ra Trình Minh Viễn muốn lợi dụng địa vị của mình giống như La Lương Bình, sau đó lén lút làm ra những chuyện mờ ám đây mà. Sau khi mọi người bước vào phòng sơ VIP và ổn định chỗ ngồi, Trình Minh Viễn đắc ý nói, mọi người không cần phải khách sáo đâu, cứ ăn uống tùy thích đi. Anh Trình, em nghe nói đồ ở đây rất đắt, chúng em có thể thích gì gọi nấy không? Lúc này, một người do Trình Minh Viễn dẫn đến nói. Sao có thể nói như vậy với trưởng phòng Trình chứ, chút tiền này đối với anh ấy có là gì đâu? Đúng vậy,
trưởng phòng Trình không quan tâm đỡ ến số tiền ít ỏi này đâu. Hai kẻ xu nịnh bên cạnh lại nói. Trần Triệu Dương quan sát, trong số ít người đi cùng với Trình Minh Viễn, có hai hoặc ba người là người của bộ phận quan hệ xã hội và một số khác có thể là lãnh đạo nhỏ ở các bộ phận khác. Nhưng bọn họ đều có chung một đặc điểm là nịnh hót cực kỳ điêu luyện. Trần Triệu Dương nhớ được tên của hai người, gã trông cao gầy đó tên là Vương Đông, còn gã người béo phì kia là Cao Viễn. Hai người bọn họ đều là nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội, cũng là chủ lực chuyên đi nịnh hót. Trình Minh Viễn cười đắc ý, đừng lo, tôi quen biết với quản lý ở đây, sẽ được giảm giá 20%. Hơn nữa, tôi không quan tâm đợi đến chuyện tiền bạc, điều quan trọng nhất vẫn là sự vui vẻ của mọi người. Trưởng phòng Trình thật cởi mở. Đúng là người sếp được thăng chức thành trưởng phòng có khác. Thật là hào phóng. Sao lại gọi là người sắp được thăng chức trưởng phòng chứ? Chắc chắn vị trí trưởng phòng đó thuộc về anh Trình. Rồi, vài kẻ nịnh hót lại nói. Ha ha. Trình Minh Viễn liền cười nói, bây giờ vui mừng vẫn còn quá sớm, mọi người đừng có gọi lung tung như thế. Mỹ Tình, cô cứ ăn bất cứ thứ gì mình thích, Trình Minh Viễn hùng hổ nói, không cần lo cho ví tiền của tôi đâu. Hứa Mỹ Tình mỉm cười, sau đó cô ấy giả vờ nhìn vào menu. Tít 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 tít. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên. Có tin nhắn được gửi liên tục trong nhóm WeChat, Trần Triệu Dương mở ra xem. Tất cả nữ nhân viên có mặt ở đây đều đang bàn tán trên nhóm. Một lũ không ra gì, ăn chung với loại người này thật kinh tởm. Còn chưa trở thành trưởng phòng đã bày đặt ra vẻ lãnh đạo rồi. Trước kia còn từng gọi chị Mỹ Tình là chị, nhưng bây giờ liền gọi thẳng tên chị ấy rồi. Thật kinh tởm. Trần Triệu Dương nhìn thấy bọn họ bàn luận sôi nổi trên nhóm thì nhoẻn miệng cười rồi gửi lên một tin nhắn. Tất cả chúng ta cứ im lặng nhìn anh ta ra vẻ là được. Rồi, đến lúc chọn đồ ăn nước uống cứ nhắm loại đắt tiền mà gọi. Cho là anh ta có ra vẻ đi chăng nữa, cũng phải để anh ta nếm mùi đau khổ một lần. Sau khi tin nhắn của Trần Triệu Dương được gửi đi thì ánh mắt của bọn họ liền bừng sáng lên như thể vừa giác ngộ ra điều gì. Sau đó bọn họ gửi lại. Tần Thành. Ý kiến hay. Duyệt. Mọi người đừng nghịch điện thoại nữa. Mau gọi món đi. Lúc này Trình Minh Viễn lên giọng ra lệnh, đừng nghịch. Nữa, mau đặt xuống cho tôi. Khi Trình Minh Viễn nói điều này, không ít người nhếch môi ra hiệu với nhau. Điều khiến bọn họ khó chịu chính là bộ dạng ra vẻ lãnh đạo của Trình Minh Viễn. Bọn họ quyết định làm theo lời Trần Triệu Dương đã nói trên nhóm, chọn những món ăn đắt tiền trong menu. Có người đã gọi món ăn rồi nên bọn họ gọi đồ uống. Tất cả đều chọn loại rượu rất đắt tiền. Mọi người gọi nhiều rượu như thế có uống hết không vậy? Vương Đông thấy bọn họ gọi nhiều như vậy thì hỏi. Cao Viễn cũng không vui nói, nếu như uống không hết, vậy thì quá lãng phí tiền của trưởng phòng Trình nhà chúng a rồi. Trưởng phòng Trình không phải đã nói là anh ấy không thiếu tiền sao? Hơn nữa, đây mới chỉ là gọi chút rượu mà thôi, chúng tôi còn cảm thấy chưa đủ. Nếu trưởng phòng Trình thấy sót tiền thì thôi vậy, nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội nói. Trưởng phòng Trình là người sắp lên chức trưởng phòng rồi, sao có thể sót chút tiền đó được chứ? Tôi nghe nói Lafite 1982 rất ngon. Hay là chúng ta gọi thử vài chai nếm thử mùi vị xem sao? Trần Triệu Dương lúc này mới cười nói, trưởng phòng Trình, chắc anh không có ý kiến gì đâu nhỉ? Khi Trình Minh Viễn nghe thấy những lời này của Trần Triệu Dương thì nhăn hết cả mặt lại. Anh ta nhìn chăm chăm vào Trần Triệu Dương với vẻ bực bội âng thời trong lòng. Cũng thầm chửi rủa. Một tên bảo vệ quen thì có tư cách gì để uống rượu Lafite 1982 chứ? Lúc này, Hứa Mỹ Tình và những người khác đều hướng mắt nhìn về phía Trần Triệu Dương và cảm thấy anh gan quá rồi. Bọn họ đều nhìn thấy chai rượu đó, nhưng không một ai dám gọi. Trần Triệu Dương thì giỏi rồi, anh lại muốn gọi đến vài chai để nếm thử. Tôi khinh, cậu xứng uống loại rượu này sao? Cho loại người như cậu uống thì thật là lãng phí quá rồi. Vương Đông và Cao Viễn lần lượt chửi thẳng vào mặt Trần Triệu Dương. Bữa tiệc hôm nay, chủ yếu là để chào đón Trần Triệu Dương. Nếu Trần Triệu Dương thích uống thì gọi một chai vậy, tôi sẽ đích thân trả tiền, Hứa Mỹ Tình cười nói, dù sao. Tôi cũng muốn nếm thử, nhân tiện hôm nay thử một chút xem sao. Hứa Mỹ Tình lên tiếng chính là muốn giữ thể diện cho Trần Triệu Dương. Chị Mỹ Tình, nếu chị mời thì tôi không uống đâu. Quá đắt rồi. Tôi không nỡ, Trần Triệu Dương nói. Không đắt, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau trả tiền. Chúng tôi cũng muốn nếm thử. Đúng vậy,
gọi một chai đi. Các nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội lần lượt lên tiếng để giữ thể diện cho Trần Tê Dương. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy anh là người của mình, không thể để người khác bắt nạt được. Khi Trình Minh Viễn nhìn thấy mọi người đều hùa theo bảo vệ Trần Triệu Dương như vậy thì trong lòng anh ta thật sự không vui. Ban đầu anh ta nghĩ, sau khi La Lương Bình rời đi, mình sẽ có cơ hội được thăng chức trưởng phòng, dựa vào ngoại hình, thân thế và địa vị của mình thì nhất định sẽ được các nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội chào đón. Nhưng không ngờ rằng sau bao lâu ở bộ phận quan hệ xã hội, anh ta còn không bằng một tên bảo vệ mới đến. Trình Minh Viễn thực sự khó chịu. Nhưng anh ta vẫn cố gượng cười và nói, tôi sẽ mời, gọi một chai là được rồi, quan trọng nhất vẫn là mọi người đều vui vẻ. Trưởng phòng Trình thật ngầu. Trần Triệu Dương giơ ngón tay cái lên. Trình Minh Viễn khế cười. Nhưng tôi nghe nói Porto 1995 cũng ngon không kém. Trưởng phòng Trình, anh không ngại gọi thêm một chai này chứ? Làm người, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Anh lại sắp được thăng chức trưởng phòng rồi, trách sẽ không keo kiệt. Như vậy đâu nhỉ? Trần Triệu Dương giở trò nịnh nọt hết lần này đến lần khác. Trình Minh Viễn khó mà có thể từ chối được, loại rượu này tuy không đắt bằng Lafite 82 nhưng cũng tốn đến mấy. Chục ngàn. Trần Triệu Dương đang cố ý hút cạn máu của mình đây mà. Gọi đi, cậu nói rất đúng. Trình Minh Viễn nghiến răng nói. Khi các nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội nhìn thấy Trần Triệu Dương như vậy đều phải khâm phục anh, đồng thời cũng cười thầm trong lòng. Lần này Trình Minh Viễn quả là bị chơi cho một cú rồi. Nhưng đây chính là cái giá của việc ra vẻ ta đây. Hơn nữa, bọn họ cũng đồng tình với câu nói của Trần Triệu Dương, không nên vạch trần mà hãy để anh ta thả sức. Ra vẻ rồi chúng ta lặng lẽ một bên xem kịch, một bên gọi những món đắt tiền. Sau khi mọi người gọi xong, Trình Minh Viễn ước tính rằng cũng đã 300 ngàn rồi. Cái này đến công ty báo thanh toán cũng không được. Ngay cả khi đã giảm giá rồi thì mình cũng phải trả rất nhiều tiền. Trưởng phòng Trình, có phải quá nhiều, quá đắt rồi không? Hay là chúng ta gọi ít lại đi? Hứa Mỹ Tình nhìn vào mặt Trình Minh Viễn hỏi. Chị Mỹ Tình, không đắt đâu. Trưởng phòng Trình quen với quản lý ở đây nên sẽ được giảm giá 20% mà, Trần Triệu Dương ra hiệu. Trưởng phòng Trình không có thiếu tiền. Đó chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi. Sau khi trở thành một trưởng phòng, sẽ kiếm lại nhanh thôi. Trưởng phòng Trình thật quá hào phóng rồi. Các nữ nhân viên lại thay phiên nhau khen ngợi. Trình Minh Viễn chẳng khác gì đang tự vả vào mặt mình, anh ta xấu hổ không thể nào từ chối được. Chút thành ý mà thôi. Anh ta cố nặn ra một nụ cười và nói, chỉ cần mọi người vui vẻ là được. Trong lòng Trình Minh Viễn cảm thấy an ủi được một chút, ít ra các nữ nhân viên ở đây đều đã khen ngợi mình, vậy xem như có hiệu quả rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trình Minh Viễn gọi đồ xong thì trở lại, anh ta nhìn thấy các cô trong phòng sơ VIP đang vây xung quanh Trần Triệu Dương trò chuyện, còn có người đang chụp hình tự sướng với Trần Triệu Dương. Dù sao hiện nay trên diễn đàn công ty, Trần Triệu Dương đã được coi là người được săn đón hàng đầu, phụ nữ đều có lòng hư vinh, lôi kéo Trần Triệu Dương chụp hình rồi đăng lên timeline, để có nhiều lượt thích. Trần Triệu Dương đúng là rất được chào đón, mọi người đăng lên vòng bạn bè, đều được rất nhiều lượt thích. Có không ít cô gái từ bộ phận khác bình luận ganh tị với họ. Ngược lại các nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội thì rất hài lòng. Thậm chí có người còn cả gan dám gọi Trần Triệu Dương là bạn trai của mình. Tư Lâm, cô đúng là không biết xấu hổ, Trần Triệu Dương là bạn trai của cô lúc nào chứ? He he, nếu cô ghen tị thì cô cũng có thể đăng lên như vậy đi. Wow, cách cách à, cô cũng táo bạo quá rồi, gọi thẳng là chồng luôn. Trần Triệu Dương chính là người được chọn làm chồng tương lai của tôi. Nếu như không có ai hốt, vậy thì tôi hốt, có gì lạ đâu. Không được, tôi cũng muốn chụp, tôi cũng muốn đăng. Được người đẹp vây kín xung quanh như vậy, Trần Triệu Dương chỉ có thể hăng hái phối hợp với bọn họ mà thôi. Nhưng mà Trần Triệu Dương cảm thấy bọn họ cũng quá cởi mở rồi, chỉ vì muốn tỏ ra thân thiết mà làm mấy hành động gần như dán sát vào mặt mình luôn rồi. Mọi người đang chụp hình sao? Cùng chụp chung đi. Trong lòng Trình Minh Viễn ganh tị đến không chịu được, anh ta muốn chen qua chụp cùng. Giờ không chụp nữa rồi. Ăn cơm thôi, đừng nghịch điện thoại nữa. Trình Minh Viễn vừa tới gần thì mọi người đều tự giác cất điện thoại vào rồi trở về chỗ ngồi của mình. Sau đó bọn họ lại tỏ ra thái độ vô cùng hờ hững. Trình Minh Viễn nhìn thấy bọn họ như vậy thì ngây người ra.
vừa nãy mấy cô này rõ hãy còn tâng bốc anh ta, vậy mà bây giờ không mảy may nể nang gì cả. Ha ha, đúng rồi, ăn cơm đi, Trình Minh Viễn ngượng cười tự gỡ rối cho mình nói. Đúng là một lũ đàn bà không biết điều. Người đàn ông ưu tú như trưởng phòng Trình thì không làm thân, lại đi vây quanh một tên bảo vệ quen. Vương Đông cùng Cao Viễn nhìn gai mắt nói, là do bọn họ không biết nhìn xa trông rộng. Nếu tôi là phụ nữ, tôi chắc chắn sẽ làm thân với trưởng phòng Trình. Đúng vậy, một tên bảo vệ quen thì có tiền đồ gì chứ? Người xung quanh bắt đầu nói. Trình Minh Viễn nghe thấy lời bọn họ nói, tâm trạng anh A cũng tốt lên rất nhiều. Anh ta vỗ vai Cao Viễn nói, mọi người yên tâm, nếu như, tôi làm trưởng phòng, tôi sẽ không quên mọi người đâu. Vừa nói ánh mắt Trình Minh Viễn vừa nhìn về phía bọn người Trần Triệu Dương. Anh ta thầm nghĩ, nếu anh ta được làm trưởng phòng, việc đầu tiên anh ta làm là đuổi cổ Trần Triệu Dương đi. Còn đám phụ nữ không biết điều kia, đến lúc đó phải cho bọn họ nếm thử mùi vị của việc hôm nay lạnh nhạt với mình, sau này có muốn trèo cũng trèo không tới. Rất nhanh sau đó, đồ ăn và rượu được gọi đã đến. Cao Viễn liền chủ động rót rượu cho Trình Minh Viễn. Sau đó, gã ta đứng lên lớn tiếng nói, nào, trước tiên chúng ta kính trưởng phòng Trình một ly, chúc trưởng phòng Trình sớm ngày thăng chức. Nói rất hay, cùng nhau kính trưởng phòng Trình một ly, Vương Đông cũng đứng lên. Trình Minh Viễn đứng dậy nâng ly rượu nói, đầu là người nhà đừng khách sáo như vậy. Hứa Mỹ Tình nhìn thấy, cô ấy liền đứng lên nói, mọi người kính trưởng phòng Trình một ly đi. Lời của Hứa Mỹ Tình nói ra, mọi người mới miễn cưỡng đứng lên. Nhanh chóng kính Trình Minh Viễn một ly. Trình Minh Viễn uống xong, cảm thấy có chút lâng lâng, anh ta vỗ ngực nói, sau khi tôi làm trưởng phòng, sau này đều là người một nhà. Có gì cứ nói thẳng, không cần khách sáo đâu. Đó là điều đương nhiên rồi. Trưởng phòng Trình, tôi kính anh thêm một ly. Bọn Vương Đông lại kính rượu Trình Minh Viễn. Trình Minh Viễn cũng tiếp từng ly rượu. Nhưng điều khiến Trình Minh Viễn không thoải mái đó là đám phụ nữ kia đều không thèm để ý đến anh ta. Trái lại bọn. Họ lại thích nói chuyện với Trần Triệu Dương hơn. Mặc dù, Trình Minh Viễn không thoải mái nhưng lại không làm được gì bọn họ. Đúng lúc này thì có người đẩy cửa phòng ra. Lúc này, có một người đàn ông trên mặt hằn mấy vết sẹo, người vạm vỡ khoác vest bước vào. Quản lý khách sạn Dạ Yến Long Cảnh Sơn. Trình Minh Viễn thật sự quen biết anh ta sao? Người bên cạnh Trần Triệu Dương thốt lên. Bọn họ là người của bộ phận quan hệ xã hội, bình thường tiếp khách rất nhiều. Tất nhiên sẽ biết Long Cảnh Sơn và cũng biết Long Cảnh Sơn là nhân vật hàng đầu. Hơn nữa, không phải ai Long Cảnh Sơn cũng nể mặt đâu, hôm nay, Long Cảnh Sơn xuất hiện khiến bọn họ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Anh ta vừa xuất hiện, liền nhanh chóng đi tới trước mặt cười nói, trưởng phòng Trình, nghe nói anh được thăng chức rồi. Tôi đặc biệt đến kính anh một ly, chúc mừng anh. Thăng chức? Quản lý Long khách sáo rồi. Tạm thời tôi vẫn chưa thăng chức, Trình Minh Viễn vừa cười vừa nói. Nhưng điều đó sẽ nhanh thôi. Long Cảnh Sơn cười, cạn ly nào. Trình Minh Viễn cũng sảng khoái uống hết. Trưởng phòng Trình, cứ ăn uống no say. Có gì không vừa ý thì nói với tôi. Tôi đi tiếp mấy vị khách khác trước nhé. Long Cảnh Sơn uống hết rồi nói. Được thôi, Trình Minh Viễn đáp lời. Anh Trình, anh quen biết Long Cảnh Sơn thật sao? Đúng vậy, tôi nghe nói Long Cảnh Sơn là người hung dữ. Người có thể khiến Long Cảnh Sơn kính rượu không nhiều. Anh Trình đúng là đỉnh ghê. Bọn Vương Đông lập tức cùng nhau nói. Quả thật rất lợi hại. Trưởng phòng Trình, anh thật giỏi. Trưởng phòng Trình, anh quen thân với Long Cảnh Sơn như vậy, sau này nói anh ta giảm giá cho tôi đi. Không ít người của bộ phận quan hệ xã hội lúc này cũng bắt đầu nói. Thời khách này, Trình Minh Viễn cảm thấy tới lúc mình tỏa sáng rồi. Tối hôm nay, anh ta đến đây chính là muốn đợi khoảnh khắc này, anh ta phải nhân lúc bộ phận xã hội đầy đủ người. Nhanh chóng thiết lập địa vị của bản thân mới được. Nhất là khi anh ta nhìn thấy bọn Hứa Mỹ Tình lấy lòng mình, anh ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Chuyện này có là gì đâu. Không thành vấn đề, sau này mọi người cứ nói tên của tôi là được. Trình Minh Viễn đắc ý cười. Trưởng phòng Trình, chúng tôi kính anh một ly nào. Bọn Vương Đông lại mời rượu. Sau khi biết Trình Minh Viễn quen thân với Long Cảnh Sơn, bọn họ càng hăng hái hơn nữa. Cũng có không ít cô gái của bộ phận quan hệ xã hội bắt chuyện với Trình Minh Viễn. Điều này làm trong lòng Trình Minh Viễn rất sảng khoái. Trong lúc vô ý, Trình Minh Viễn đã uống quá chén. Tên bảo vệ quèn kia. Lúc này, Trình Minh Viễn đã tới bên cạnh Trần Triệu Dương,
mang theo chút hơi say nói với Trần Triệu Dương, tên bảo vệ kia, tao nói cho mày biết, nếu sau này mày muốn yên ổn ở bộ phận quan hệ xã hội, thì bây giờ uống hết chai rượu này cho ông đây. Tại sao? Trần Triệu Dương đáp trả. Hự, sau này còn muốn theo ông đây làm việc, thì mày phải uống. Trình Minh Viễn cao giọng nói, ông đây nói cho mày biết, mày chỉ là tên bảo vệ quèn mà thôi, còn ông đây là trưởng phòng, muốn đá mày đi lúc nào thì đá. Ông đây thích hành mày lên bờ xuống ruộng thì hành, cho nên bây giờ, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn nghe lời, uống hết cho tao. Tôi không định sẽ uống, Trần Triệu Dương trả lời. Đừng có cho mày thể diện rồi mà mày còn không nể nha. Nếu không uống, có tin bọn tao xử đẹp mày không? Vương Đông cùng Cao Viễn đập bàn giận dữ chỉ vào mặt Trần Triệu Dương giống lên. Hay là để tôi uống giúp Trần Triệu Dương, Hứa Mỹ Tình đứng lên nói. Cô đứng qua một bên cho tôi, Trình Minh Viễn lên giọng nói. Phụt. Sau đó, anh ta nhổ một ngụm nước bọt vào ly rượu của mình rồi nói với Trần Triệu Dương, bây giờ, tao cho mày cơ, hội cuối cùng để uống hết ly rượu này. Nếu như không, ông đây có hàng trăm cách làm tên bảo vệ quèn nhà mày không? Yên ổn được đấy. Đám người Hứa Mỹ Tình nhìn thấy Trình Minh Viễn đột nhiên đi đến đây thì trao mày lại. Họ thực sự không ngờ rằng anh ta lại ghê tởm đến vậy, còn chưa được thăng chức trưởng phòng mà mới uống có mấy ly rượu đã ra dáng lãnh đạo rồi. Trưởng phòng Trình, anh ngầu lắm. Tên bảo vệ quèn, uống đi. Nếu không uống thì sau này mày đừng mong trụ lại được ở bộ phận quan hệ xã hội này. Vương Đông và Cao Viễn cũng hùa theo. Trình Minh Viễn mặt đỏ bừng bừng, nhìn Trần Triệu Dương rồi nói một cách đắc ý. Tên bảo vệ quèn này, tao đếm đến ba, nếu mày không uống thì đừng trách tao không khách khí. Trình Minh Viễn được hùa theo đến phồng cả mũi, lại thêm tác dụng của cồn rượu nên anh ta càng muốn áp chế Trần Triệu Dương hơn. Ý đồ của anh ta rất đơn giản, anh ta chỉ cần khiến cho Trần Triệu Dương mất mặt là được. Trình Minh Viễn, anh quá đáng lắm rồi đấy, Hứa Mỹ Tình nói. Quá đáng quá đi mất. Không ngờ anh lại là loại người như vậy, Trần Triệu Dương đừng có nghe lời anh ta nói. Các nhân viên nữ bên cạnh hùa nhau nói. Các cô đứng bên cạnh đều bất bình lên tiếng nhưng Trình Minh Viễn cũng chẳng quan tâm. Uống. Trần Minh Viễn nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương, nếu mày không uống thì chính là không nể mặt tao đấy. Tao nói cho mày biết, tao rất thân với Long Cảnh Sơn, nếu mày không nể mặt tao thì tối nay tao sẽ khiến mày không thể bước ra khỏi đây. Trần Triệu Dương nhìn vẻ mặt ấy của Trình Minh Viễn thì cười nhạt. Trình Minh Viễn hùng hổ dọa người thế thì anh lại càng không muốn giữ thế diện cho anh ta. Dầm. Đúng lúc Trần Triệu Dương vừa định ra tay thì cửa phòng SVIP bị người ta đẩy mạnh ra. Tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn cả về phía cánh cửa đó. Họ nhìn thấy một người trung niên đầu chọc lốc, bước chân thì lảo đảo đang đứng trước cửa. Khi họ nhìn sang thì người đó ợ lên một cái, rồi ông ta nhìn chăm chăm vào đám người Hứa Mỹ Tình. Giám đốc Trương. Chúng ta đi nhầm phòng SVIP rồi, quay lại thôi. Lúc này, có một người chạy đến đỡ lấy ông ta rồi nói. Giám đốc Trương hất văng tay người đó ra rồi nở một nụ cười thô tục, tôi không đi nhầm, chỗ này toàn gái xinh thế. Này, tôi muốn các cô ấy phục vụ mình. Giám đốc Trương vừa nói vừa lung lay cơ thể béo ục ịch của mình tiến lại gần. Ông ta đi đến phía cạnh bàn, sau khi nhìn thấy đám người Hứa Mỹ Tình thì lại càng tỏ ra dâm dê hơn. Các người đều là gái phục vụ đúng không, đến uống rượu với ông đây rồi ông đây sẽ thưởng cho. Giám đốc Trương vừa nói vừa mở túi tiền ra rồi rút ra một tập tiền. Bịch, chó má, có tiền là giỏi à, cút ra cho tôi. Trình Minh Viễn tức giận đứng bật dậy đập bàn rồi mắng. Giám đốc Trương thấy Trình Minh Viễn như vậy thì cầm tiền quăng vào mặt anh ta rồi nói, vẫn chưa đủ tiền sao. Tôi còn rất nhiều, chỉ cần các cô em này uống rượu với tôi là được. Trình Minh Viễn bị ném tiền vào mặt như thế thì tức giận bừng bừng. Anh ta lao thẳng ra, cùng đánh ông ta một trận cho tôi. Vừa nói xong Trình Minh Viễn đã vung năm đấm vào mặt giám đốc Trương. Đánh hắn. Dám đến đây khoe khoang, có tiền thì giỏi lắm sao. Đánh đi. Vương Đông và Cao Viễn dưới tác động của cồn rượu đã xông cả vào giúp đỡ. Ai an. Rất nhanh sau thì giám đốc Trương và đám đàn em đã bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Cút. Trình Minh Viễn đánh đủ rồi thì chỉ thẳng vào mặt giám đốc Trương nói, mẹ mày, cút ra thật xa cho tao. Giám đốc Trương bị đánh đến bầm dập mặt mày đứng lên nói, cái đệt, mày được đó, cứ đợi đấy cho tao. Ông đây sợ mày chắc, tao nói cho mày biết, tao quen với Long Cảnh Sơn, ở đây anh ta là to nhất,
Trình Minh Viễn nói một cách khoa trương. Giám đốc Trương liếc anh ta một cái rồi dẫn theo đám đàn em rời khỏi. Trưởng phòng Trình, ngầu lắm. Thật là man. Đám Cao Viễn lại tiếp tục nịnh hót. Tất nhiên rồi. Trình Minh Viễn nói một cách kiêu ngạo. Rồi anh ta quay sang nhìn mọi người ở đây với vẻ đắc ý, có nhìn thấy không? Muốn đối đầu với tôi thì chỉ có kết cục. Như vậy thôi. Cuối cùng anh ta nhìn về phía Trần Triệu Dương như mang theo ý cảnh cáo. Trần Triệu Dương thấy anh ta ra vẻ như thế thì lắc đầu một cách bất lực. Đám Hứa Mỹ Tình cũng thấy vậy, nhưng họ không có cách nào để phản bác lại được. Họ đều biết Trình Minh Viễn ở Nam Hải này là một người có ô dù, trong nhà có người làm chức vụ cao ở công ty. Anh ta ra vẻ như thế thì mọi người cũng đành mặc kệ. Giám đốc Trương bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập quay lại phòng SVIP. Vừa vào đến phòng, ông ta đã mắng, mẹ nó, tên nghiệt chủng đó ra tay ác thật. Giám đốc Trương, là ai đã đánh ông đến mức này thế? Lúc này, một người thanh niên ngồi ở giữa phòng, trái ôm phải ấp hai người đẹp hỏi. Cậu cả, chỗ này của cậu không ổn lắm, chuyện đầu tư tôi còn phải suy nghĩ thêm. Cậu có biết lúc nấy tôi đi nhầm phòng SVIP? Giám đốc Trương kể lại toàn bộ câu chuyện lúc nấy. Đúng rồi, anh ta nói mình rất thân với Long Cảnh Sơn, tìm ai đến anh ta cũng không sợ. Cuối cùng ông ta còn nói thêm một câu. Người trẻ tuổi đó nghe được lời này thì lạnh giọng hỏi Long Cảnh Sơn đang rót rượu bên cạnh, thân với cậu sao? Long Cảnh Sơn nhìn ánh mắt ấy của người trẻ tuổi này thì bị dọa thay đổi sắc mặt, anh ta lách đầu nguầy nguậy, cậu cả, tôi không quen anh ta, chỉ là tôi thấy anh ta tiêu nhiều tiền lại còn hay đến đây cho nên mới giữ thể diện cho anh ta mà kính. Anh ta một ly thôi. Anh ta có lai lịch thế nào, cậu cả lạnh lùng hỏi. Chỉ là trưởng phòng của một công ty thôi, Long Cảnh Sơn nói. Hình như trong nhà có ô dù, nhưng cũng không phải o lớn gì cho lắm. Mẹ nó, mặc kệ anh ta là ai, dám đánh bị thương khách của cậu cả đây thì tôi sẽ không tha cho hẳn. Người trẻ tuổi đó đứng lên rồi nói, giám đốc Trương, ông cứ yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho ông rồi khiến cho. Đám cô gái xinh đẹp đó phục vụ ông uống rượu, nếu ông ưng ai thì ngủ với người đó, có chuyện gì xảy ra thì tôi chịu trách nhiệm. Cậu cả, thật sao, giám đốc Trương cười rộ lên. Tất nhiên rồi, người trẻ tuổi đó nói một cách ngông cồng, ông cũng không xem đây là địa bàn của ai. Đi thôi. Vừa nói dứt lời thì cậu cả đã tự mình dẫn đường đi trước, Long Cảnh Sơn và giám đốc Trương vội chạy theo sau. Long Cảnh Sơn thầm nghĩ trong lòng, tên Trình Minh Viễn này đúng thật là không muốn sống nữa rồi, đắc tội với ai? Không đắc tội mà lại dây vào cậu cả này. Lại còn dám đánh khách của cậu cả nữa chứ, đúng là tự mình tìm đường chết mà. Phòng SVIP bên này, Trình Minh Viễn vẫn đang chém gió ầm ầm. Anh ta có thể chém gió về chuyện đánh người ban nãy cả đời không dừng được mất. Hơn nữa, anh ta nghĩ đám người Hứa Mỹ Tình chắc chắn phải cảm kích anh ta lắm. Chị Mỹ Tình, chúng mình cũng ăn no rồi, hay là đi về trước đi. Trần Triệu Dương cũng không chịu được nữa, anh nói, đúng thế. Tôi ăn no rồi, chúng ta về trước đi. Cũng không còn sớm nữa. Trần Triệu Dương vừa đề nghị như vậy thì mọi người đều đồng ý. Trình Minh Viễn đập bàn nói, ai cho các người đi? Ông đây còn chưa bảo giải tán mà. Nếu cậu muốn cút thì tự mình cút đi thôi. Trình Minh Viễn chỉ thẳng vào Trần Triệu Dương rồi nói, dù gì cậu cũng chỉ là một tên bảo vệ quèn thôi, sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi bộ phận quan hệ xã hội. Ha ha, cút đi, trưởng phòng Trình bảo cậu cút đi đấy. Vương Đông và Cao Viễn nhìn anh một cách khinh thường rồi nói. Vốn dĩ Trần Triệu Dương chỉ là một tên bảo vệ quèn, thế mà lại có thể vào được bộ phận quan hệ xã hội cho nên họ đều khinh thường anh. Hôm nay, anh lại còn được chị em trong phòng yêu thích như vậy nữa cho nên trong lòng họ đều thấy khó chịu với Trần Triệu Dương. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Trần Triệu Dương không giữ thể diện cho Trình Minh Viễn chút nào, đây chính là điều khiến cho Trình Minh Viễn khó chịu nhất. Trưởng phòng Trình, giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng tôi cũng dùng bữa xong rồi nên xin phép đi về trước. Hứa Mỹ Tình đứng dậy nói. Hứa Mỹ Tình cảm thấy mình đang nghĩ cho Trình Minh Viễn vì anh ta vừa đi công tác về, có lẽ chưa biết được sự lợi hại của Trần Triệu Dương. Nếu như có đánh nhau thật thì Trình Minh Viễn cũng đánh không lại. Cô như vậy là đang làm tôi mất mặt đấy. Khuôn mặt Trình Minh Viễn đỏ bừng lên, nói, nếu như ai trong số các người đi cùng cậu ta thì chính là không nể mặt tôi đây. Sau này, các người còn ở bộ phận quan hệ xã hội thì đừng trách tôi sao không khách khí. Các người tự mình suy nghĩ đi. Nghe Trình Minh Viễn nói vậy, mọi người đều vô cùng khó xử,
đồng thời cũng cảm thấy khá khó chịu. Trình Minh Viễn đúng là đang cậy thế hiếp người nhưng bọn họ lại không thể làm gì anh ta được. Trong tất cả những người được chọn làm trưởng phòng thì Trình Minh Viễn chính là người có tiềm năng nhất, vì vậy mọi người không muốn đắc tội với anh ta. Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến anh ta làm gì. Trần Triệu Dương nói với đám người Hứa Mỹ Tình, tôi bảo đảm rằng anh ta chắc chắn sẽ không làm khó được mọi người đâu. Mẹ kiếp, mày chỉ là một tên bảo vệ quen thì có thể đảm bảo cái đếch gì chứ? Trình Minh Viễn chửi rủa, nếu ai dám bước ra khỏi đây thì đừng trách tôi gọi Long Cảnh Sơn tới. Nhắc đến Long Cảnh Sơn thì vẻ mặt đám người Hứa Mỹ Tình đều biến sắc, lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của Long Cảnh Sơn. Ầm. Trình Minh Viễn vừa dứt lời thì đột nhiên cửa phòng SVIP bị ai đó đẩy bật ra. Mọi người đều nhìn về đó thì thấy Long Cảnh Sơn đang bước vào với vẻ mặt ảm đạm. Nhìn thấy Long Cảnh Sơn đi vào thì đám người Hứa Mỹ Tình thầm hoảng hốt, lẽ nào là Trình Minh Viễn gọi Long Cảnh Sơn đến để đối phó với Trần Triệu Dương sao? Trình Minh Viễn nhìn thấy Long Cảnh Sơn xuất hiện thì đắc ý nói, Giám đốc Long, anh đến thật đúng lúc. Ở đây có một tên bảo vệ quen không biết điều, anh giúp tôi dạy dỗ cậu ta đi. Bốp! Trình Minh Viễn vừa dứt lời thì bị Long Cảnh Sơn bước tới cho một đấm vào mặt. Long Cảnh Sơn, tại sao mày đánh ông đây? Trình Minh Viễn giận dữ nói. Mẹ mày, muốn đánh thì phải đánh cái tên nhóc có mắt mà như mù là mày mới đúng. Long Cảnh Sơn vừa nói vừa ra đòn đấm đá Trình Minh Viễn. Hả? Nhất thời, người trong phòng SVIP vẫn chưa hiểu được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giám đốc Trương, còn ai đánh ông nữa? Ông hãy nói với tôi. Lúc này, một thanh niên trẻ dẫn giám đốc Trương bước vào hỏi. Vẫn còn vài thằng nữa. Giám đốc Trương chỉ về phía bọn Vương Đông và Cao Viễn. Đánh cho tôi. Tên thanh niên nhìn đám người bên cạnh mình nói. Hạ ẩn ta vừa ra lệnh thì một đám người lập tức xông lên lôi bọn Vương Đông ra đánh một trận tới tấp. Đám người Trình Minh Viễn bị đánh nhưng Trần Triệu Dương lại không hề có ý định giúp đỡ. Với thái độ lúc nấy của bọn họ thì Trần Triệu Dương cảm thấy mình không ra tay là tốt lắm rồi. Anh cảm thấy bộ dạng bây giờ của bọn Trình Minh Viễn đúng là tự làm tự chịu. Tên thanh niên tiến vào tìm cho mình một chỗ rồi ngồi xuống, sau đó hắn ta ra vẻ ngạo mạn mà nhìn về phía đám người Hứa Mỹ Tình. Lúc nhìn bọn cô thì trên khóe môi hắn ta lộ ra một nụ cười nhạt. Mà lúc này Trình Minh Viễn cũng đã nhìn rõ tên thanh niên này, anh ta liền vội vàng cầu xin tha thứ, anh Long, đừng đánh nữa. Tôi cầu xin anh đừng đánh nữa, xin anh đừng đánh nữa. Cậu cả, cậu là người rộng lượng, cậu bỏ qua cho tôi đi. Là hắn tai. Sắc mặt Hứa Mỹ Tình trầm xuống nói. Ai vậy? Rất lợi hại sao? Đám người Hồ Tiểu Nhạc hỏi. Cậu cả Nam Hải, Hứa Mỹ Tình nghiến răng nói. Cậu cả Nam Hải sao? Hẳn ta chính là cậu cả Nam Hải sao? Mẹ ơi, phải làm sao đây? Vẻ mặt của đám người ở bộ phận quan hệ xã hội không khỏi biến sắc. Bọn cô đã nghe qua danh tiếng của cậu cả Nam Hải rồi, hơn nữa còn biết rằng nhân vật hàng đầu này cũng chính là người tàn bạo nhất. Hình như bố hắn ta là ông lớn của thế giới ngầm, còn hắn ta chính là cậu ấm quyền lực. Ở đất Nam Hải này, hắn ta được gọi là cậu cả Nam Hải. Dù sao thì đắc tội đến hắn ta chắc chắn sẽ phải nhận hậu quả khôn lường. Chị Mỹ Tình, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn ta sẽ làm gì chúng ta đây? Đám người ở bộ phận xã hội vô cùng hoang mang hỏi. Hứa Mỹ Tình hít một hơi thật sâu rồi nói. Xem tình hình rồi tính tiếp. Trái lại, Trần Triệu Dương lại nói với bọn họ, các cô không cần phải lo lắng. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để các cô xảy ra chuyện gì đâu. Trần Triệu Dương, cậu tuyệt đối đừng có càn quấy, Hứa Mỹ Tình cảnh cáo Trần Triệu Dương, đắc tội với hắn ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Đúng vậy, có cậu cũng không giải quyết được đâu. Cậu cả Nam Hải rất đáng sợ đấy. Tôi nghe nói là lúc trước, trong quán bar có người đã mời người phụ nữ của hắn ta uống rượu. Hẳn ta liền cắt phăng. Thằng em của kẻ đó vứt xuống sông. Tôi còn nghe nói rằng hễ hẳn ta nhìn ai không thuận me thì lập tức ném người đó xuống sông làm mồi cho cá ăn. Những người xung quanh Trần Triệu Dương càng nói càng lo lắng. Đủ rồi, lúc này cậu cả nói. Hẳn ta vừa nói xong thì bọn Long Cảnh Sơn liền dừng tay lại. Mẹ nó, không nghe thấy lời ông đây nói hả? Ông đây muốn các cô qua đây tiếp rượu cơ mà, cậu cả Nam Hải đập bàn nói. Các cô đi theo hắn là có ý gì hả? Còn mày nữa, mày dám dẫn người phụ nữ của ông đây đi sao?
mày chán sống rồi phải không? Cậu cả chỉ vào Trần Triệu Dương vô cùng phẫn nộ chửi rủa. Long Cảnh Sơn nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Dương rồi lạnh lùng nói, mày có thể cút đi nhưng toàn bộ các cô kia phải ở lại đây. Biến đi. Trần Triệu Dương nhìn Long Cảnh Sơn nói. Sau đó, Trần Triệu Dương nhìn vào cậu cả nói, tôi muốn đưa người đi thì ai cũng không cản được. Mẹ nó, mày cũng gan lắm, trước mặt ông đây mà mày cũng muốn lên mặt sao? Xử đẹp hẳn đi. Cậu cả Nam Hải bực bội chỉ vào Trần Triệu Dương nói. Long Cảnh Sơn hảng giọng nói, tao đã cho mày cơ hội rồi mà mày lại không biết trân trọng. Vừa dứt lời thì anh ta đã thẳng tay đấm về phía Trần Triệu Dương. Á! Các nhân viên nữ bên cạnh Trần Triệu Dương hốt hoảng kêu lên. Vào giây phút này, Trần Triệu Dương là người mà bọn họ tin tưởng nhất, nếu như đến anh cũng bị đánh bại thì bọn họ thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Bịch! Long Cảnh Sơn đánh về phía Trần Triệu Dương. Anh ta còn chưa tới gần thì Trần Triệu Dương đã tung ra một cú đá. Cú đá này của anh làm Long Cảnh Sơn ngã về một bên. Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu cả khẽ cười, thì ra là biết võ, thảo nào lại gan dạ như thế. Cậu cả còn đang nói thì Trần Triệu Dương đã bước lên trước một bước. Lúc này, anh đút hai tay trong túi, thản nhiên nhìn cậu cả nói, cậu cả chứ gì? Hôm nay nể mặt tôi, để bọn họ đi đi. Hả? Trần Triệu Dương nói như vậy khiến đám người Hứa Mỹ Tình không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ cảm thấy Trần Triệu Dương điên rồi, người ta là cậu cả Nam Hải. Dựa vào đâu mà phải nể mặt anh? Tao nhổ vào, mày tưởng mày là ai? Dựa vào cái gì mà đòi cậu cả nể mặt mày? Mẹ kiếp, mặt mày là cái chó gì chứ? Những người bên cạnh xỉa sói. Đám Trình Minh Viễn cũng cảm thấy Trần Triệu Dương thật nực cười. Anh chỉ là một bảo vệ quèn của một công ty, người ta là cậu cả Nam Hải, dựa vào đâu mà đòi nể mặt anh? Mày nói xem vì sao tao phải nể mặt mày? Cậu cả nói với vẻ mặt khinh miệt. Trần Triệu Dương thong dong nói, bởi vì tao là người mà mày không dây vào nổi. Ha ha, thằng này điên rồi à. Mày là người mà cậu cả không dây vào nổi. Những người bên cạnh cười phá lên, khuôn mặt của nhóm Hứa Mỹ Tình đen kịt lại. Bọn họ cũng cảm thấy Trần Triệu Dương ăn nói quá ngông cồng, thế chẳng phải là công khai chọc giận cậu cả sao? Ha, cậu cả sờ mũi, cười lạnh nói, muốn tao nể mặt mày. Đúng không, được. Nếu mày quỳ xuống học theo tiếng chó sủa thì tao sẽ nể mặt mày một chút. Đúng lắm, quỳ xuống học chó sủa đi, giám đốc Trương cười một cách đắc ý. Nghe vậy, Trần Triệu Dương hờ hững nói, dù mày có nể mặt hay không thì hôm nay mày cũng đừng hòng đụng tới bọn họ. Chúng ta đi. Trần Triệu Dương quay đầu nói với nhóm người Hứa Mỹ Tình. Chặn nó lại, đánh tàn phế hết. Thấy Trần Triệu Dương định đi, cậu cả lạnh giọng nói. Cậu cả vừa dứt lời, đám người đứng bên cạnh xoa tay nãy giờ lập tức hành động. Choang một tiếng, có người đập vỡ nửa chai rượu rồi xông lên. Bọn họ nhanh chóng áp sát Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, cẩn thận. A, à, mấy cô gái đứng đằng sau Trần Triệu Dương sợ hãi tột. Không cần lo, Trần Triệu Dương an ủi bọn họ. Sau đó anh quay đầu lại, tung ra mấy cú đá. Rầm, rầm. Động tác của Trần Triệu Dương rất nhanh. Những người tới gần còn chưa kịp làm gì thì đã bị Trần Triệu Dương đá bay. Bịch! Đợi đến khi Trần Triệu Dương đá bay người cuối cùng, những người trong phòng mới hoàn hồn lại. Nhìn Trần Triệu Dương ở trước mặt mình, trong mắt nhóm Hứa Mỹ Tình đều rất cuồng nhiệt. Lúc này trông Trần Triệu Dương ngầu chết mất, anh đút ai trong túi quần suốt cả quá trình, chỉ dùng chân thôi cũng giải quyết được đám người trước mặt rồi. Đồng thời tên nào tên ấy đều gục ngã chỉ sau một cú đá, không lăng nhằng gì cả. Thấy vậy, cậu cả và giám đốc Trương cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Trần Triệu Dương lại lợi hại đến vậy. Đám Trình Minh Viễn thì đã đứng hình rồi. Anh ta âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì vừa rồi không xung đột gì với Trần Triệu Dương. Chúng ta đi thôi. Trần Triệu Dương thản nhiên nói với mấy cô gái sau lưng. Ừm, Trần Triệu Dương, cậu giỏi quá. Nhóm Hứa Mỹ Tình không nhịn được khen ngợi. Bà Hằng. Chỉ có điều Trần Triệu Dương chưa kịp đưa bọn họ ra khỏi phòng thì bên trong đã vang lên tiếng súng. A, à, nghe thấy tiếng súng, nhóm Hứa Mỹ Tình lại thét lên. Bọn họ quay đầu lại nhìn, thấy cậu cả đang cầm một khẩu súng bốc khói. Tao công nhận là mày rất lợi hại, nhưng mày có thể lợi hại hơn đạn được sao? Cậu cả chỉ vào Trần Triệu Dương, nói với vẻ vênh váo, tao đã nói rồi, hôm nay tao không cho chúng mày đi, vậy thì đừng hòng đứa nào được đi. Cậu cả,
cậu vẫn là uy phong nhất. Giám đốc Trương đắc ý cười nói. Trần Triệu Dương, làm sao bây giờ? Anh ta có súng. Liệu chúng ta có chết ở đây không? Lúc này, mấy cô gái đằng sau Trần Triệu Dương đều hoảng hồn. Thật sự là bọn họ chưa gặp tình huống này bao giờ. Đồng thời bọn họ cũng cho rằng Trần Triệu Dương có giỏi đến mấy thì cũng không thể băng súng được. Đừng sợ, có tôi ở đây mà. Trần Triệu Dương an ủi bọn họ. Sau đó anh nhìn chăm chăm vào cậu cả. Cậu cả đắc ý nói, quỳ xuống rồi bỏ tới đây, tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cả, Trần Triệu Dương siết nắm đấm. Anh không định lãng phí thời gian, dù sao đối phương cũng có súng, tuy rằng anh không sợ, nhưng anh lo đạn không có mắt, sẽ làm nhóm Hứa Mỹ Tình bị thương. Vậy nên anh định ra tay luôn. Reng. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Triệu Dương vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, là Triệu Ngũ gọi tới. Trần Triệu Dương vẫn nhớ giao hẹn với Triệu Ngũ ngày hôm nay, tối nay ông ta sẽ mang những thứ liên quan tới Tất Văn Bách cho anh. Anh liếc nhìn cậu cả một cái rồi bắt máy. Alo, anh Dương, anh đang ở đâu? Tôi tới bên ngoài chỗ ở của anh rồi. Triệu Ngũ ở bên kia cung kính nói. Tôi đang ở Dạ Yến, vướng phải một rắc rối nhỏ, Trần Triệu Dương nói với vẻ khó chịu, đợi giải quyết xong vụ này tôi sẽ về. Anh Dương, anh gặp rắc rối hả? Triệu Ngũ nghe ra được giọng điệu của Trần Triệu Dương. Khá khó chịu, ông ta tích cực nói, anh Dương, tôi ở Nam Hải cũng có chút máu mặt, hay là để tôi tới giải quyết giúp anh? Anh cho tôi 10 phút. Tôi sẽ đến ngay. Triệu Ngũ đang muốn lấy lòng Trần Triệu Dương, dù sao ông ta cũng đã lựa chọn giao đồ về Tất Văn Bách ra, cũng có nghĩa là đứng chung một chiếc thuyền với Trần Triệu Dương. 10 phút chứ gì, tôi chờ ông, Trần Triệu Dương đáp, theo cái nhìn của Trần Triệu Dương, bây giờ anh thừa sức giải quyết chuyện này, nhưng anh sợ là sau này tên cậu cả này vẫn sẽ tìm cơ hội làm khó nhóm Hứa Mỹ Tình. Triệu Ngũ nói là để ông ta tới giải quyết. Vậy nên Trần Triệu Dương cũng quyết định để ông ta xử lý, tránh mối lo về sau. Thấy Trần Triệu Dương tắt máy, cậu cả vừa cười vừa nói, 10 phút đúng không? Được, tao sẽ chờ mày 10 phút, tao cũng muốn xem thử mày tìm được ai tới đây, ở cái đất Nam Hải này, để tao xem kẻ nào có thể đứng ra chống lưng cho mày. Cậu cả nói một cách ngông cuồng. Cậu cả kiêu ngạo như thế cũng là để Giám đốc Trương nhìn thấy thế lực của mình ở Nam Hải, để Giám đốc Trương yên tâm đầu tư. Đương nhiên, đây cũng là một thú vui ác liệt của cậu cả, hẳn ta thích nhìn người khác bế mặt mà chẳng thể làm gì được. Cảm giác đó thật là phê. Đám Long Cảnh Sơn đứng lên rồi cũng đua nhau cười nhạo. Bọn tao cũng muốn xem kẻ nào dám nhúng tay vào chuyện này. Đứa nào dám tới đây thì cũng có nghĩa là đứa đó muốn gây hấn với cậu cả, sau này đừng hòng sống yên ở Nam Hải. Nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, Trần Triệu Dương nói, tao chỉ sợ ông ấy tới là bọn mày sẽ vãi ra quần thôi. Ha ha, kẻ nào mà có thể làm cậu cả sợ được đây? Đám Long Cảnh Sơn cười to hơn nữa. Cậu cả đặt khẩu súng xuống, hắn ta đắc ý cười, tao sẽ đợi để xem thắng nào có thể làm tao vãi ra quần. Nhưng tao nói cho mày biết, nếu nó không dẫn mặt được tao thì tao sẽ xử luôn cả nó. Trần Triệu Dương khẽ cười. Đám Trình Minh Viễn nhìn Trần Triệu Dương, ai cũng cảm thấy anh điên mất rồi. Trong tình huống như thế này, rõ ràng tìm ai tới cũng vô dụng thôi mà. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Người nói là sẽ tới giúp Trần Triệu Dương vẫn chưa thấy đâu. Vốn dĩ nhóm Hồ Tiểu Nhạc cũng rất hy vọng, nhưng bây giờ càng lúc càng lo lắng. Cậu cả thì ngày một đắc ý, hắn ta đung đưa cặp chân vắt chéo của mình, nói, người của mày đâu? Sao chưa tới? Cậu cả, tôi sợ thằng đã nói sẽ tới giúp nó không dám tới ấy chứ. Nghe thấy tên cậu cả rồi thì còn ai dám tới nữa? Không sợ chết thì cứ tới đây. Đám Long Cảnh Sơn đắc ý cười. Trần Triệu Dương, chúng ta làm gì bây giờ? Nhớ đâu không có ai tới cứu chúng ta thì liệu chúng ta có làm sao không? Những người đứng sau Trần Triệu Dương càng lúc càng lo lắng. Đừng lo, Trần Triệu Dương thoải mái nói, tôi đã nói rồi, tối nay có tôi ở đây, không ai có thể động đến các cô được. Nhưng anh ta có súng. Tôi sợ. Tôi cũng sợ. Nhóm Hồ Tiểu Nhạc nói nhỏ. Dù sao bọn họ cũng là phần liếu yếu đào tơ, chưa bao giờ gặp tình huống như thế này cả. Sợ gì, có tôi đây rồi, Trần Triệu Dương nói chắc nịch. Cho dù Triệu Ngũ không đến thì Trần Triệu Dương cũng tự tin là anh có thể xử đẹp bọn chúng. Giám đốc Trương, ông nhìn thấy rồi chứ, cái đất Nam Hải này là do tôi quyết. Lúc này cậu cả đắc ý nói,
ông chọn đi, muốn con ả nào ngủ với ông cũng được, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Cặp mắt gian tà của giám đốc Trương bắt đầu tăm tia. Ông ta chỉ vào Hứa Mỹ Tình, đắc ý cười nói, tôi thích kiểu phụ nữ có hương vị như thế này. Không thành vấn đề, lát nữa tôi sẽ đưa cô ta lên giường. Ông, cậu cả cười đắc chí. Sắc mặt của Hứa Mỹ Tình dần trở nên tái nhợt, rầm. Lúc này, cậu cả vỗ bàn một cái, trái tim của các cô gái đập lên thình thịch. Đến giờ rồi. Cậu cả cầm súng chỉ vào Trần Triệu Dương, cười nói, người mà mày gọi tới đâu? Sao vẫn chưa thấy đến? Cậu cả, làm gì có kẻ nào dám tới? Và lại ai tới cũng vô dụng thôi, giải quyết hắn đi. Đám Long Cảnh Sơn nhao nhao nói. Cậu cả cầm súng nói, tao đã cho mày cơ hội rồi, không biết tranh thủ thì đừng trách tao. Tự mày. Vừa nói, cậu cả vừa chĩa súng về phía Trần Triệu Dương. Hắn ta nhếch môi cười ngả ngớn, bây giờ quỳ xuống và bò tới đây thì tao có thể không nổ súng. Thằng họ Trần kia, mau quỳ xuống rồi bò tới trước mặt cậu cả đi. Trình Minh Viễn hô to, mau lên, mày muốn hại chết bọn ao à? Mau lên. Đám Vương Đông cũng hùng hổ kêu gào. Trần Triệu Dương, phải làm gì đây? Có khi nào anh ta nổ súng thật không? Mấy cô gái sau lưng Trần Triệu Dương sợ đến mức mặt mày tái mét. Tao đếm đến bai. Cậu cả vênh váo nói. Bạt. Hắn ta bắt đầu đếm. Trần Triệu Dương vẫn đứng im. Hêu. Cậu cả lại đếm tiếp. Hắn ta cười nói một cách đắc chí. Tao chẳng sợ nói với mày rằng kẻ nào tới đây cũng vô dụng cả thôi. Ngọc Hoàng Đại Đế có tới thì tao cũng bắt ông ta phải nằm xuống. Nhóm Hứa Mỹ Tình sợ đến mức co rúm vào nhau. Trên mặt đám Long Cảnh Sơn hiện lên nụ cười đắc ý. Cậu cả còn chưa đếm xong thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra, một giọng nói phẫn nộ vọng tới, khốn kiếp, dừng lại ngay cho tao. Giám đốc Trương đang chờ xem kịch vui, nghe thấy giọng nói ngập tràn sự phẫn nộ ấy, ông ta khó chịu mắng, mẹ nó, kẻ nào thích lo chuyện bao đồng, đứng ra đây. Mảng xong, giám đốc Trương phát hiện ra biểu cảm của cậu cả và đám Long Cảnh Sơn đều rất ngạc nhiên. Nhưng giám đốc Trương chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra, ông ta vẫn càn quấy nói, con bà nó, mày là cái thá gì, cút đi. Nếu không lát nữa tao sẽ đánh cả mày, chó chết, cút ngay. Bịch, vừa dứt lời, giám đốc Trương bị ai đó đạp cho một cú. Ông ta bị đá ngã lăn xuống mặt đất, quay đầu lại nhìn thì thấy người vừa đá mình chính là cậu cả. Ông ta khó hiểu hỏi, cậu cả, cậu làm gì vậy hả? Ông ấy là bố tôi. Cậu cả nghiến răng. Trầm giọng nói. Hả? Giám đốc Trương hô lên ngạc nhiên. Sau đó ông ta nhìn người đang đứng trước cửa, run rẩy nói, ông ấy chính là Triệu Ngũ Gia. Người đầu tiên mà giám đốc Trương nghe nói tới khi tới Nam Hải là Triệu Ngũ Gia, vậy nên ông ta mới tìm cậu Triệu để hợp tác, nhưng ông ta không ngờ người mình vừa mang lại chính là Triệu Ngũ Gia. Ông ta nghe nói Triệu Ngũ Gia là một người cực kỳ độc tài, mắng như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không đây? Nhìn thấy Triệu Ngũ Gia đứng trước cửa, trong lòng nhóm Hứa Mỹ Tình càng hoảng hốt hơn. Ít nhiều gì bọn họ cũng từng nghe nói tới uy danh của Triệu Ngũ Gia rồi. Đám Trình Minh Viễn thì hận chết Trần Triệu Dương, thầm nghĩ vừa rồi anh nghe lời như thế thì nên giải quyết ngay mới đúng. Bây giờ Triệu Ngũ Gia tới đây, e là chuyện này sẽ càng phức tạp hơn. Ngũ Gia. Đám Long Cảnh Sơn tới gần Triệu Ngũ rồi gọi một cách cung kính. Bố, sao bố lại tới đây? Cậu Triệu đi tới trước mặt Triệu Ngũ và hỏi, bốp, bốp, thấy cậu cả tới gần, Triệu Ngũ giáng cho hẳn ta hai cái bạt tai. Tát xong, ông ta lập tức mắng chửi, thằng mất dạy. Cậu cả bị tát mà cứ ngây ra chẳng hiểu gì. Bố, sao bố lại đánh con? Bốp, bốp, tao đánh mày đấy cái thằng danh con, dám chĩa súng vào anh Dương, tao hỏi mày, có phải mày muốn chết rồi không? Triệu Ngũ nổi giận quát ầm lên. Trong lòng Triệu Ngũ còn nguyên nỗi ám ảnh về chuyện này, chính bởi vì chĩa súng vào Trần Triệu Dương nên bây giờ ông ta vẫn đang quấn một lớp băng vải dày bịch đây này. Ông ta thầm nghĩ, may mà mình tới kịp, nếu muộn một chút thì có thể ông ta sẽ tuyệt hậu mất. Dù sao Trần Triệu Dương rất ghét người khác cầm súng chỉ vào đầu anh. Anh Dương, bố, ai là anh Dương? Cậu cả Triệu vẫn chưa hiểu mô tê ra sao. Hẳn ta nghĩ, mình có đắc tội với anh Dương nào đâu. Trong lúc cậu cả nói thì Triệu Ngũ đã bước nhanh tới trước mặt Trần Triệu Dương. Ông ta xoa tay, ăn nói khúm núm, anh Dương, tôi xin lỗi vì đã đến muộn, suýt nữa thì để anh gặp chuyện rồi. Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi. A, 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 a,
Thấy Triệu Ngũ khép nép với Trần Triệu Dương như thế, tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên đến mức suýt thì rớt cả tròng mắt. Ai nấy đều không dám tin vào những gì đang diễn ra. Người trước mặt là Triệu Ngũ gia, là nhân vật lừng lẫy ở thành phố Nam Hải. Tuy rằng ông ta không phải bá chủ của Nam Hải, nhưng cũng chẳng kém đó là bao. Người như vậy mà lại gọi một thằng nhóc là anh, tất cả mọi người đều không dám tin. Nhóm Hứa Mỹ Tình trợn tròn mắt. Đám Trình Minh Viễn thì sắp rớt cả cằm rồi. Trong ấn tượng của bọn họ, Trần Triệu Dương chỉ là một tên bảo vệ quèn không quyền không thế. Ấy vậy mà Triệu Ngũ gia lại tôn kính tên bảo vệ quèn này đến mức đó. Người mà Triệu Ngũ gia tôn kính đến thế có nhất thiết phải vào một công ty làm bảo vệ không? Bọn họ bắt đầu hoài nghi là mình vừa sinh ra ảo giác. Bố, thằng đó là ai? Thấy bố mình cung kính với một thằng danh con như vậy, cậu cả Triệu không phục hỏi. Hà cớ gì mà bố phải tôn kính nó như thế? Bốp, bốp. Triệu Ngũ nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của cậu cả Triệu thì liền cho hẳn vài bạt tai. Còn không mau xin lỗi anh Dương đi. Triệu Ngũ lạnh lùng nói. Những người xung quanh nhìn thấy thái độ đó của Triệu Ngũ thì vô cùng kinh ngạc, bọn họ đều không thể tin được. Những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đến cậu cả Triệu nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của bố mình cũng không dám cãi lại. Hẳn ta nhìn Trần Triệu Dương một cách miễn cưỡng nói, a, anh Dương, bốp, bốp, cậu cả Triệu vừa nói xong thì lại bị Triệu Ngũ giáng thêm hai cái bạt tai nữa. Tại sao bố lại đánh con? Cậu cả Triệu ấm ức nói, con chuẩn bị xin lỗi rồi. Anh Dương là tên để mày tùy tiện gọi sao? Mày phải gọi là ông Dương rõ chưa? Triệu Ngũ giận dữ nói, đừng có làm mất mặt tao. Nếu anh Dương mà không bỏ qua cho mày thì tao sẽ đánh gãy chân của mày ra. Ông Dương sao? Khi hẳn ta nghe thấy xưng hô này lại càng bất mãn. Đám người xung quanh thì á khẩu không nói lên lời. Địa vị của Trần Triệu Dương lập tức tăng lên một bậc. Cậu cả Triệu phải gọi anh là ông ư? Mày dám có ý kiến gì à? Triệu Ngũ nhìn chằm chằm vào cậu cả Triệu nói. Hẳn ta đành ngậm bồ hồn làm ngọt nhìn Trần Triệu Dương giọng ỉu xìu nói, ông Dương, xin lỗi. Cháu xin lỗi ông. Cậu cả Triệu cứ thế mà gọi lên. Lúc này, sau khi mọi người hoàn hồn lại mới nhận thức được rằng những gì xảy ra trước mắt đều là sự thật. Trình Minh Viễn và bọn Vương Đông bị dọa sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu vì lúc nãy đã không ngừng xúc phạm đến Trần Triệu Dương. Đặc biệt là Trình Minh Viễn, trước đó anh ta còn đe dọa Trần Triệu Dương, còn ép anh phải uống rượu mà anh ta đã khạc nhổ vào. Nếu Trần Triệu Dương mà truy cứu chuyện này, liệu mình có bị ai đó đánh gãy cả hai chân không? Trình Minh Viễn cho rằng nếu Trần Triệu Dương thật sự muốn xử đẹp mình thì chỉ chuyện dễ như lật bàn tay. Về phần Hứa Mỹ Tình và những người khác, lúc này bọn họ nhìn thấy Trần Triệu Dương như thể nhìn thấy thần tượng vậy, ánh mắt đều tràn đầy sự hâm mộ. Bọn họ vừa rồi còn vô cùng hoảng sợ, nhưng bây giờ nhìn Trần Triệu Dương như vậy lại hết sức tôn thờ. Trước mặt anh mà Triệu Ngũ cũng phải gọi một tiếng anh Dương, còn cậu cả Triệu thì lại gọi là ông. Thân phận này quá đỗi xuất sắc rồi. Tất nhiên, đây là điều mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không dám tưởng tượng đến. Anh Dương, cái thứ khốn nạn này lại dám ngang nhiên chĩa súng đe dọa anh quả là không biết điều, anh yên tâm, lúc về tôi sẽ dạy bảo lại nó cẩn thận. Triệu Ngũ thấy vẻ mặt Trần Triệu Dương không một chút cảm xúc thì toát mồ hôi lạnh nói, anh Dương, anh là quân tử không nên chấp kẻ tiểu nhân như nó, hay là anh hãy bỏ qua cho nó đi. Cậu cả Triệu cũng nhẹ giọng nói, ông Dương, cháu thật sự biết sai rồi. Cậu cả Triệu thấy bố mình sợ hãi như vậy, cũng đành nhẹ giọng nói. Vậy chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa. Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói. Cảm ơn anh Dương. Lúc này, Triệu Ngũ đá cậu cả Triệu một cái, nói không mau cảm ơn ông Dương đi. Cảm ơn ông Dương, cậu cả Triệu nói một lần nữa. Bây giờ không còn chuyện của các người nữa. Lập tức cút hết ra ngoài cho tôi. Triệu Ngũ lại nói, mau chuẩn bị đồ ăn thức uống tốt nhất ở đây ra tiếp đãi anh Dương đi. Rõ chưa? Vâng, con biết rồi, cậu cả Triệu nói. Không cần nữa, chúng tôi đều đã ăn no rồi. Trần Triệu Dương nói với Triệu Ngũ. Thế thì mọi người hát karaoke giải khuây một chút nhé. Triệu Ngũ ra sức lấy lòng Trần Triệu Dương nói, hay là để tôi thu xếp cho anh một phòng karaoke. Khi Triệu Ngũ nói điều này, Trần Triệu Dương quay lại nhìn đám người Hứa Mỹ Tình. Các cô thấy thế nào? Trần Triệu Dương hỏi. Tôi sao cũng được. Hứa Mỹ Tình nói. Tôi nghĩ chúng ta nên hát một chút đi. Tối nay chúng ta đến đây vốn là để hát karaoke mà.
Có được miễn phí không? Có người hỏi. Đương nhiên là miễn phí rồi, Triệu Ngũ liền nói, chỉ cần mọi người đều vui vẻ, tối nay tất cả mọi thứ ở đây đều được miễn phí. Vậy chúng ta còn đợi gì nữa, hát thôi. Tôi cũng đã lâu rồi chưa được hát. Dù sao cũng được miễn phí, sao phải ngại chứ? Sau khi nguy hiểm đã được giải quyết ổn thỏa thì các nữ nhân viên trong bộ phận quan hệ xã hội cũng thở phào nhẹ nhõm. Chị Mỹ Tình, chị nghĩ thế nào? Trần Triệu Dương vẫn hỏi ý kiến của cô ấy. Mọi người đều đã có hứng như thế, vậy cứ chơi tới bến thôi, Hứa Mỹ Tình nói. Nhìn thấy bộ dạng kính nể của Triệu Ngũ khi đứng trước mặt Trần Triệu Dương, mọi người đều biết, đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Chuyện vừa rồi thực sự quá ức chế, quá đáng sợ rồi, tất cả đều muốn tìm cách giải tỏa. Vậy thì sắp xếp cho tôi một phòng đi. Trần Triệu Dương nói với Triệu Ngũ. Anh Dương, đi theo tôi. Triệu Ngũ hướng về phía Trần Triệu Dương làm động tác mời. Sau khi Triệu Ngũ đưa Trần Triệu Dương bước ra thì những người bên ngoài đều không tránh khỏi ngạc nhiên khi thấy ông ta đối với Trần Triệu Dương cung kính như vậy. Rất nhanh sau đó, Triệu Ngũ đã sắp xếp một căn phòng karaoke sang trọng nhất cho Trần Triệu Dương và những người khác. Căn phòng karaoke này thật là nguy nga tráng lệ a. Thực sự quá xa xỉ rồi. Đám người Hồ Tiểu Nhạc bước vào cửa và không ngừng cảm thán. Triệu Ngũ tự hào nói, ngày thường phòng karaoke này sẽ không mở cửa cho người ngoài vào, nhưng nếu là anh Dương đây đã đến thì nhất định phải để cho anh Dương dùng rồi. Lời nịnh hót của Triệu Ngũ thốt ra càng lúc càng không biết ngượng miệng. Đám người Hồ Tiểu Nhạc không ngừng gật đầu, nội thất ở đây quả thực rất cao cấp. Chắc chắn hát sẽ rất mượt, mau chọn bài hát thôi, tôi cũng muốn hát. Mọi người bắt đầu cầm micro rồi chọn bài rồi hát. Trần Triệu Dương thấy bọn họ chọn bài hát cũng không muốn ảnh hưởng đến bọn họ. Anh bước ra khỏi cửa cùng với Triệu Ngũ. Ngoài cửa, Triệu Ngũ đưa một cái USB cho Trần Triệu Dương. Anh Dương, đây là bằng chứng cho thấy Tất Văn Bách bảo tôi sai người bắt cóc Nam Cung Yến. Ừm, cảm ơn, Trần Triệu Dương vỗ vai Triệu Ngũ cười nói. Không cần khách khí, đây vốn là điều tôi nên làm, Triệu Ngũ cười nói. Không có chuyện gì nên ông có thể đi trước, tôi phải vào trong chơi cùng bọn họ. Trần Triệu Dương cất USB đi rồi nói với Triệu Ngũ. Triệu Ngũ nói, lát nữa tôi sẽ cho người đem chút đồ ăn nhẹ và đồ uống đến. Anh Dương, anh còn điều gì căn dặn nữa không? Không có. Vậy tôi không làm phiền anh Dương nữa, Triệu Ngũ nói xong liền rời đi trước. Trần Triệu Dương bước vào phòng. Bố! Triệu Ngũ đi tới cửa thang máy, cậu cả Triệu liền đuổi theo, vẻ mặt hắn ta ủ rũ nói, bố, tại sao bố lại sợ hắn như? Vậy, hẳn không phải chỉ là một người bình thường thôi sao, chỉ cần một phát súng là hẳn toi mạng rồi. Cậu cả Triệu vẫn cảm thấy không phục. Mẹ kiếp, mày thực sự cho rằng khẩu súng của mày là bất khả chiến bại sao? Triệu Ngũ hằng giọng chửi bới. Đúng vậy, súng của con là bất khả chiến bại, lẽ nào hắn còn có thể tránh được đạn sao? Cậu cả Triệu nghiến răng nói. Đúng vậy, hắn không chỉ có thể tránh đạn, mà còn có thể trực tiếp đỡ được đạn mà vẫn không làm sao. Bố, bố đang nói lung tung gì thế? Làm gì có người như bố nói chứ? Cậu cả Triệu nghi hoặc nói. Mày có biết vết thương trên đầu của tao từ đâu mà có không? Triệu Ngũ hắng giọng nói. Từ đâu chứ? Cậu cả Triệu khó hiểu nói. Bố, ai dám công kích bố chứ? Chính là hắn. Bố nói là hắn sao? Triệu Ngũ bèn kể với cậu cả Triệu về những gì đã xảy ra vào hôm đó một lượt. Sau khi hắn ta nghe xong lời kể của Triệu Ngũ thì hít sâu một hơi nói, bố, hắn thật sự có thể đỡ đạn sao? Triệu Ngũ gật đầu nói, hơn nữa, hắn ghét nhất là kẻ nào cầm súng chĩa vào người hắn. Cũng may hôm nay tao xuất hiện kịp thời, nếu đến muộn một chút, e rằng mày đã không xong rồi. Cậu cả Triệu nghe thấy lời này thì hắn ta gật đầu liên tục. Hắn ta biết mình không thể nào dây vào một người dũng mãnh có thể tay không đỡ đạn như vậy được. Trần Triệu Dương từ bên ngoài đi vào thì vừa hay gặp Hứa Mỹ Tình bước ra từ nhà vệ sinh phòng karaoke. Lúc này, sắc mặt của Hứa Mỹ Tình không ổn lắm, Trần Triệu Dương quan tâm hỏi, chị Mỹ Tình, chị không sao chứ? Chị có chỗ nào không được khỏe sao? Có cần tôi đưa chị về nghỉ ngơi không? Tôi không sao, Hứa Mỹ Tình gượng cười nói. Hứa Mỹ Tình nói xong thì bước về phía trước nói, mọi người, hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ, tối nay chúng ta không say không về. Được. Tối nay rượu ngon như vậy, tôi nhất định sẽ uống thật say. Hứa Mỹ Tình nâng ly rượu nói,
Nào, tôi cạn trước một ly. Trần Triệu Dương nhìn Hứa Mỹ Tình, anh cảm thấy cô ấy có gì đó không ổn lắm, nhưng lại không nhìn ra là có vấn đề ở đâu. Lúc này, có người chạy tới lôi kéo Trần Triệu Dương nói, Trần Triệu Dương, mau lại đây hát đi, uống rượu cùng nhau nào, cạn ly. Trần Triệu Dương, tôi muốn song ca với anh một bài. Tôi cũng muốn song ca với anh nữa. Các nhân viên nữ lại vây quanh Trần Triệu Dương rồi nhao. Nhao hết cả lên. Lúc này, bọn họ nhìn Trần Triệu Dương như thể nhìn thấy một bầu trời sao đang tỏa sáng lấp lánh vậy. Trần Triệu Dương cầm micro cười đắc ý, nếu ai muốn song ca với tôi thì có thể xếp hàng. Tôi nói cho mọi người biết, tôi hát rất hay đó. Thật không? Anh thích hát bài nào? Chúng tôi sẽ chọn cho anh để nghe xem anh hát thế nào. Các cô nghe thấy Trần Triệu Dương nói mình hát rất hay thì đều hăng hái hết cả lên. Trần Triệu Dương vô cùng tự tin nói, bài ruột của tôi là Xin chào công phu thiếu lâm. Các nhân viên nữ đều sững sờ. Có bài hát như vậy hả? Chưa từng nghe. Sở thích của anh thật độc đáo. Lúc các nhân viên nữ vẫn còn đang nói thì Trần Triệu Dương đã đi qua và chọn cho mình bài hát này, sau đó hát một cách tự nhiên. Trong nháy mắt, các cô liền biết bài hát Trần Triệu Dương nói đến là bài nào. Chính là bài hát mà Châu Tinh Trì hát cùng đại sư huynh trong phim Công Phu. Bắt đầu thôi, các cô có chút mong đợi. Trần Triệu Dương cầm mic hát thật nghiêm túc, xin chào công phu thiếu lâm rất mạnh. Hở! Giây phút này các nhân viên nữ trong phòng sơ VIP chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà không ai nói nên lời. Thấy Trần Triệu Dương tràn đầy tự tin như vậy nên họ còn có chút kỳ vọng. Nhưng bây giờ nghe Trần Triệu Dương cất tiếng hát thì tất cả đều thấy nghi ngờ, Trần Triệu Dương lấy đâu ra dũng khí để hát vậy, là Lương Tịnh Như truyền cho hả? Trần Triệu Dương vẫn đang hát rất hăng say. Oa vô, oa vô, oa vô. Lúc hát đoạn cuối cùng, Trần Triệu Dương còn dồn hết sức hét lên. Hét xong, Trần Triệu Dương ngẩng đầu nhìn các cô, cười đắc ý, hát hay lắm phải không? À ừ, hát hay, hát rất hay. Các cô rối lòng phụ họa theo. Vậy bây giờ ai muốn song ca với tôi nào? Trần Triệu Dương hỏi. Trần Triệu Dương, anh ăn chút gì đi đã. Trần Triệu Dương, chị Mỹ Tình muốn cậu qua đó uống rượu cùng chị ấy. Mau đi đi. Trước đó, Trần Triệu Dương vốn được nhiều người tranh giành thì bây giờ lại bị đẩy ra ngoài một cách triệt để. Các cô vì mạng sống của mình nên không thể để Trần Triệu Dương tiếp tục hát nữa. Người ta hát lấy tiền nhưng anh hát lấy mạng người đó. Trần Triệu Dương bị gạt ra ngoài thì trở về ngồi cạnh Hứa Mỹ Tình, cạn lời hỏi, chẳng lẽ tôi hát không hay hả? Rất khó nghe. Hứa Mỹ Tình nói thẳng, chị Mỹ Tình, đừng có đả kích người ta như vậy chứ. Cực kỳ khó nghe, Hứa Mỹ Tình nghiêm túc nói. Đành chấp nhận vậy. Trần Triệu Dương nở nụ cười nói, thật ra là tôi cố ý đấy. Tôi đẹp trai như vậy rồi, còn hát hay nữa thì tôi biết phải làm sao nếu tất cả các cô ấy đều yêu tôi đây. Khoác lác, vẻ mặt Hứa Mỹ Tình vốn đang rất ủ rũ, nhưng lập tức bị Trần Triệu Dương chọc cười. Đồ không biết liêm sỉ. Hứa Mỹ Tình cười nói. Tôi nói thật đó, vẻ mặt Trần Triệu Dương rất nghiêm túc nói, nhưng anh nghiêm chỉnh chưa được bao lâu thì cười nói, chị Mỹ Tình, cuối cùng chị cũng cười rồi. Mà lúc chị cười lên, trông rất đẹp, quả là một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành mà. Đồ dẻo miệng, nào, uống rượu cùng chị đây đi. Hứa Mỹ Tình liếc xéo Trần Triệu Dương một cái rồi nói. Rõ. Trần Triệu Dương cầm ly rượu lên uống cùng Hứa Mỹ Tình. Thêm ly nữa, uống hết một ly, Hứa Mỹ Tình lại rót thêm một ly nữa. Chị Mỹ Tình, từ từ thôi nào, lỡ như uống say thì sao, Trần Triệu Dương khuyên ngăn. Hứa Mỹ Tình vỗ vào chân Trần Triệu Dương, cô ấy dựa gần vào anh thêm một chút rồi nói, nếu cậu có thể chuốc say chị đây, thì đêm nay cậu muốn gì chị cũng đều chiều hết. Ánh mắt Hứa Mỹ Tình nhìn Trần Triệu Dương vô cùng quyến rũ, nhất thời khiến nhịp tim của Trần Triệu Dương như đập lệch đi một nhịp. Thật sao? Trần Triệu Dương hỏi. Có điều là tôi sợ cậu không có cái gan đớ. Hứa Mỹ Tình tự tin cười, nào. Ly tiếp theo, cô. Bên ngoài khách sạn, Hứa Mỹ Tình vịn cột điện, nôn đến mức chết đi sống lại. Trần Triệu Dương đang dìu Hứa Mỹ Tình, anh vừa vỗ sau lưng giúp cô ấy vừa quan tâm hỏi, chị Mỹ Tình, chị không sao chứ? Tôi không sao, tôi còn uống tiếp được. Hứa Mỹ Tình vô cùng cao hứng, Trần Triệu Dương, chúng uống nữa đi. Chị Mỹ Tình, uống như vậy đủ rồi, Trần Triệu Dương khuyên cô. Chị Mỹ Tình, muộn rồi, chúng ta về thôi.
lần sau có cơ hội lại uống tiếp. Đúng đó, đêm nay chị đã uống rất nhiều rồi. Các nhân viên nữ đứng bên cạnh cũng không ngừng khuyên. Bọn họ cũng đã uống không ít rượu, nhưng mà không uống nhiều như Hứa Mỹ Tình. Uống, tôi còn muốn uống nữa. Hứa Mỹ Tình chân nam đá chân chiêu lôi kéo lấy Trần Triệu Dương, hét lên, làm sao tôi có thể uống rượu thua cậu được chứ? Không thể nào, chúng ta uống tới cùng nào. Hứa Mỹ Tình vừa dứt lời thì bổ nhào vào lòng Trần Triệu Dương, trong miệng lẩm bẩm không ngừng, chúng ta uống nữa đi, uống nữa đi. Trần Triệu Dương, chị Mỹ Tình say quá rồi, anh đưa chị ấy về nhà nha. Hồ Tiểu Nhạc nói với Trần Triệu Dương. Để em cho anh địa chỉ nhà chị ấy, mật khẩu nhà là khóa vân tay, anh ấn ngón cái của chị ấy là mở được khóa ngay. Trần Triệu Dương, chị ấy giao cho anh đó. Chúng tôi đi trước đây. Bọn họ để lại địa chỉ, sau đó yên tâm giao Hứa Mỹ Tình cho Trần Triệu Dương rồi đón taxi đi về. Trần Triệu Dương nhìn mọi người rời khỏi rồi nhìn Hứa Mỹ Tình đang tựa trong lòng mình. Anh thở dài một hơi, anh còn tưởng Hứa Mỹ Tình uống rất được, không ngờ tửu lượng lại quá kém. Bây giờ, Hứa Mỹ Tình say thành như thế này thì anh chỉ có thể tự mình đưa cô ấy về nhà thôi. Trần Triệu Dương đỡ lấy Hứa Mỹ Tình rồi gọi một chiếc taxi. Sau khi lên xe taxi thì anh đọc địa chỉ nhà của Hứa Mỹ Tình cho tài xế. Trên xe, cả người Hứa Mỹ Tình mềm nhũn dựa vào lòng Trần Triệu Dương. Vì bây giờ là mùa hè nên cả hai đều mặc rất ít quần áo. Hứa Mỹ Tình cứ dán lên người Trần Triệu Dương như vậy, khiến anh cảm nhận rất rõ được cái cảm giác mềm mại đó là gì. Lúc này, trong lòng anh vô cùng dao động. Còn Hứa Mỹ Tình thì cứ lẩm bẩm rằng, Trần Triệu Dương, chúng ta uống tiếp đi. Nếu cậu hạ gục được tôi thì muốn làm gì tôi cũng được. Giây phút nghe thấy được những lời này, Trần Triệu Dương không kìm được mà hăng máu một phen. Chị ấy là đang ra hiệu cho mình sao? Thật sự thì Trần Triệu Dương không có sức kháng cự với người phụ nữ như Hứa Mỹ Tình. Cậu trai, cậu thật may mắn. Ha ha. Lúc này, tài xế xe taxi nở một nụ cười mang theo sự ngưỡng mộ nói. Người anh em, tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ này đúng là cực phẩm. He he, nếu cậu được thử qua thì chắc chắn sẽ dư âm bất tận đấy. Thật sự ngưỡng mộ cậu, tên tài xế taxi có chút lưu manh. Cả đường đi, ông ta không ngừng truyền thụ cho Trần Triệu Dương những tư tưởng không đứng đản. Vốn Trần Triệu Dương còn cố gắng khống chế bản thân không nghĩ theo hướng đó. Nhưng mà Hứa Mỹ Tình cứ dán vào người anh như thế, lại thêm lời nói của tên tài xế, Trần Triệu Dương cảm thấy cả người mình đều nóng ran cả lên. Mấy lần suýt nữa anh đã không nhịn được mà duỗi tay làm ra hành động sai trái nhưng cuối cùng vẫn khống chế được mình. Dù gì Hứa Mỹ Tình cũng cùng bộ phận với anh sợ nếu xảy ra chuyện gì thì sau này không có mặt mũi gặp ai nữa. Lại nói, anh cũng là người có vợ rồi. May là nhà Hứa Mỹ Tình cách đây cũng không xa, 10 phút sau xe đã dừng lại. Tên tài xế phanh gấp khiến Hứa Mỹ Tình đang ngồi trên xe bị lảo đảo cho nên cô ấy lại càng muốn nôn hơn. Chị Mỹ Tình, đừng có nôn, xuống xe rồi nôn sau. Trần Triệu Dương vừa đỡ Hứa Mỹ Tình vừa nói, ke. Nhưng Hứa Mỹ Tình vẫn không nhịn được nữa mà nôn ngay trong xe. Cô ấy nôn hết cả vào quần của Trần Triệu Dương, còn để dây cả vào người mình nữa. Trần Triệu Dương thấy vậy thì nhăn hết cả lông mày lại. Anh vội vàng đỡ Hứa Mỹ Tình xuống xe, rồi sau đó rút ra 3 tờ tiền ném cho tên tài xế. Không cần trả lại tiền thừa nữa, chỗ còn thừa coi như phí rửa xe. Trần Triệu Dương nói với tên tài xế. Cậu đợi chút. Tên tài xế nhận tiền rồi xuống xe gọi với theo. Còn chuyện gì? Trần Triệu Dương dừng lại hỏi ông ta. Bạn gái cậu nôn lên xe tôi, đền có chút tiền này mà đòi đủ sao? Tên tài xế nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương. Còn chưa đủ sao, thế ông muốn bao nhiêu? Trần Triệu Dương hỏi lại với vẻ khó chịu. Tiền xe chưa đến 50 tệ, bây giờ đưa ông ta hơn 100 tệ, đủ để rửa xe rất nhiều lần ấy chứ. Nhưng ông ta vẫn không hài lòng cho nên Trần Triệu Dương cảm thấy khó chịu. Ít nhất là phải bồi thường 1.000 tệ. Tên tài xế căng cơ tay lên rồi nói. Ông ta thấy Trần Triệu Dương ra tay hào phóng, hơn nữa nhìn anh cũng gầy gò dễ bắt nạt, cho nên ông ta mới bắt nạt một chút. Trần Triệu Dương liếc ông ta một cái rồi không buồn để ý đến nữa, anh chỉ đỡ Hứa Mỹ Tình đi về nhà. Cậu đừng đi. Tên tài xế xông lên giữ chặt lấy tay Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương giơ chân ra đá một cái thì ông ta liền bị đá văng ra ngoài. Anh không định quan tâm tới hạng người vô cớ gây sự như vậy làm gì? Chó má, dám động tay động chân với ông đây,
ông đây đánh chết mày. Tên tài xế bị Trần Triệu Dương đạp ngã xuống đất thì vội đứng dậy, ra sau cốp xe rút ra một ống thép. Ông ta cầm ống thép trong tay rồi chỉ thẳng vào Trần Triệu Dương, hôm nay không đền ông đây 2.000 tệ thì đừng hòng đi. Nếu ông còn vô lý gây sự như thế thì đừng trách tôi không khách khí. Trần Triệu Dương nói với tên tài xế, ông đây vô lý gây sự. Tên tài xế cười lạnh, ông đây cứ thích thế đấy, thì làm sao? Cậu có thể làm gì được tôi? Tên tài xế vừa nói bắp tay lại vừa co giật, ông ta bày ra bộ dáng ông đây thích kiếm chuyện đó thì sao? Trần Triệu Dương nhìn thấy biểu cảm ngang ngược như vậy của tên tài xế thì lại quay sang nhìn Hứa Mỹ Tình đang muốn nôn, anh cũng không muốn so đo nhiều với ông ta làm gì mà chỉ chuẩn bị đỡ Hứa Mỹ Tình xuống xe. Mẹ nớ, ông ta thấy Trần Triệu Dương không để ý đến mình thì cầm lấy ống thép đập qua. Trần Triệu Dương đá văng chiếc ống thép trên tay ông ta bay ra ngoài rồi đá ông ta ngã lăn xuống đất. Trần Triệu Dương đá văng tên tài xế rồi đi về đó, lấy 3 tờ tiền trong túi ông ta ra. Anh lấy một tờ 50 tệ ném thẳng vào, mặt ông ta rồi nói không có chút khách khí nào, còn đi theo nữa thì đừng trách tôi không khách sáo. Thái độ ông ta như thế nên anh cũng chẳng muốn cho. Ông ta thêm đồng nào. Vừa nói xong Trần Triệu Dương liền đỡ Hứa Mỹ Tình rời đi. Tên tài xế thấy anh đi xa thì quay lại xe lấy điện thoại gọi, điện thoại vừa được nối máy thì nói luôn, anh, em bị ăn cướp, anh mau cho người đến đây giúp em. Sau khi Trần Triệu Dương đỡ Hứa Mỹ Tình về đến nhà của cô ấy thì thấy đúng như những gì đám Hồ Tiểu Nhạc nói, khóa là khóa vân tay cho nên anh liền cầm lấy ngón tay cái của cô ấn vào là cửa đã được mở ra. Đến nhà rồi. Trần Triệu Dương đỡ Hứa Mỹ Tình ngồi xuống ghế sofa rồi nói với cô. Kè. Ngay lúc Hứa Mỹ Tình ngồi xuống thì lập tức đẩy Trần Triệu Dương ra và chạy vào phòng vệ sinh. Không ẹ hoẻ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngay sau đó Trần Triệu Dương đã nghe thấy tiếng nôn mửa của cô ấy. Hứa Mỹ Tình vẫn đang nôn trong nhà vệ sinh, Trần Triệu Dương chỉ đành lấy vài tờ giấy lau qua loa cái quần của mình. Đợi đến khi anh lau sạch rồi thì không nghe thấy tiếng của Hứa Mỹ Tình nữa. Đợi một lúc sau, Trần Triệu Dương lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Trần Triệu Dương chạy vội vào trong, vừa mở cửa nhà vệ sinh thì đúng lúc Hứa Mỹ Tình từ trong đi ra ngoài. Hai người đâm thẳng vào nhau. Bộp! Điều không ngờ đến là cả hai người đều ngã vật ra sau. Cũng may, Trần Triệu Dương nhanh nhẹn xoay người lại, để mình ngã xuống đất trước rồi sau đó lấy mình làm đệm lót. Cho Hứa Mỹ Tình. Hứa Mỹ Tình ngã vào ngực Trần Triệu Dương, cô ấy lồm cồm bò dậy nhìn anh một cái rồi nở một nụ cười. Trần Triệu Dương. Hứa Mỹ Tình nhìn anh chằm chằm. Hả? Chị đây có xinh đẹp không? Hứa Mỹ Tình hỏi. Đẹp. Đẹp chỗ nào? Cô hỏi đến cùng. Chỗ nào cũng đẹp. Không tính, tôi hỏi là cậu thấy chỗ nào trên người tôi đẹp. Nhất. Hứa Mỹ Tình nhìn chằm chằm Trần Triệu Dương rồi cười một cách ngốc nghếch. Nếu cậu nói được, chị đây sẽ thưởng cậu một cái hôn. Cậu có biết tôi hài lòng nhất với bộ phận nào trên cơ thể không? Trần Triệu Dương nghĩ một lúc rồi nói một cách yếu ớt, chân. Chụt. Trần Triệu Dương vừa nói xong thì Hứa Mỹ Tình đã hôn một cái giòn tan trên má anh. Thông minh. Hứa Mỹ Tình cười. Cô ấy vừa hôn xong thì cứ vừa cười một cách ngốc nghếch vừa nhìn chăm chăm Trần Triệu Dương. Anh nhìn thấy nụ cười này thì không biết làm sao. Đồ điều này cậu muốn làm gì? Hứa Mỹ Tình hỏi. Ừn. Trần Triệu Dương gật đầu. Ha ha, đồ điều này. Hứa Mỹ Tình nói xong thì lại nằm xuống. Trần Triệu Dương thấy cô ấy nằm xuống như vậy thì nghĩ thầm trong lòng, cô ấy có ý gì cơ chứ? Lẽ nào là ngầm đồng ý sao? Cậu còn không đỡ tôi dậy sao? Chúng ta cùng nhau tắm nào, Hứa Mỹ Tình trách móc. Chúng ta, tắm. Trần Triệu Dương đơ người. Lời bóng gió này quá rõ ràng rồi. Trần Triệu Dương chuẩn bị đỡ Hứa Mỹ Tình dậy. Cộc, cộc, cộc. Đúng vào lúc này thì có tiếng gõ cửa vọng vào từ bên ngoài. Hơn nửa đêm rồi, ai còn đến gõ cửa chứ? Trần Triệu Dương hỏi. Không biết, đừng quan tâm. Hứa Mỹ Tình nhẹ giọng, mau đỡ chị đây dậy đi. Hứa Mỹ Tình. Người đàn bà dâm đãng này, mau mở cửa ra. Ông đây biết cô dẫn trai về nhà, con mụ dâm đãng, mau mở cửa ra cho ông. Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói thô lỗ. Hứa Mỹ Tình nghe được tiếng nói này thì mắng, đúng là âm hồn không tan. Chị, ai thế? Trần Triệu Dương tò mò. Không cần quan tâm đỡ ến hắn ta. Hứa Mỹ Tình nhẹ giọng, cậu đỡ tôi dậy đã. Được thôi. Trần Triệu Dương cười.
Bịch. Nhưng đúng lúc này, cửa nhà Hứa Mỹ Tình đã bị người ta đẩy ra. Cửa bị mở ra, Trần Triệu Dương liền nhìn thấy một người cầm theo rìu chữa cháy xông vào cùng vài người khác. Người đàn ông đi trước cầm rìu bước vào, thấy Trần Triệu Dương và Hứa Mỹ Tình đang nằm trên nền đất, hắn liền cầm rìu lên, nhìn hai người tức giận nói, Hứa Mỹ Tình ả đàn bà dâm đáng, giờ bị tao bả tại trận rồi nhé. Hừ, dám giấu tao đi cặp kè với người khác, hôm nay tao phải đập chết mày. Người đi theo sau hẳn liền đóng cửa lại, rồi kéo đồ đạc để chặn cửa. Hứa Mỹ Tình thấy đối phương bộ dạng hung tợn như vậy, liền đứng dậy bảo vệ Trần Triệu Dương, nói, Chu Thịnh Long, anh đừng có mà nói bừa. Hai chúng ta đã không còn mối quan hệ nào rồi, chúng ta đã ly hôn rồi. Hứa Mỹ Tình, chị kết hôn rồi à? Trần Triệu Dương tò mò hỏi. Hứa Mỹ Tình cần môi đáp, chuyện này tôi sẽ kể cho cậu sau. Chu Thịnh Long, chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa, giờ anh lập tức rời khỏi đây cho tôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, tòa án đã phán quyết chúng ta ly hôn rồi, giờ tôi có ở cùng với ai đều không liên quan đến anh. Cút, ly hôn. Chu Thịnh Long hừ một tiếng, đáp, tòa án đã quyết định thì sao nào? Tao không đồng ý với phán quyết của tòa, hơn nữa căn nhà này tao cũng có phần, mày không có tư cách đuổi tao đi. Hứa Mỹ Tình, mày nói là mày không ngoại tình, vậy mà hôm nay tao lại bắt quả tang mày ngoại tình với người khác. Anh Chu, đừng nói nhiều với cô ta nữa, cứ đánh gãy chân thằng bồ này đi. Đúng rồi đó, đánh gãy chân thằng bồ này rồi tính tiếp. Những người xung quanh Chu Thịnh Long bắt đầu hùa theo. Chu Thịnh Long tay cầm rìu, hùng hổ nói đúng lắm. Hứa Mỹ Tình, đồ đàn bà dâm đãng này, mau tránh ra, tao phải đánh gãy chân tên này. Chu Thịnh Long vừa nói, vừa nằm chặt chiếc rìu trong tay. Hứa Mỹ Tình thấy chiếc rìu trong tay hắn ta thì cảm thấy sợ hãi. Cô vẫn một mực đứng phía trước bảo vệ Trần Triệu Dương, nhìn Chu Thịnh Long và nói, Chu Thịnh Long, anh đừng có làm bừa, nếu anh dám làm hại cậu ấy, tôi sẽ liều chết với anh. Anh Chu, con đàn bà này giờ vẫn còn bảo vệ bồ của nó. Đừng dài dòng nữa, mau đánh nó đi. Đám người càng lúc càng tiến sát lại. Chu Thịnh Long nhìn Hứa Mỹ Tình, ánh mắt toát lên vẻ giễu cợt, Hứa Mỹ Tình, hôm nay mày không bảo vệ được nó đâu. Hứa Mỹ Tình, hay là để tôi giải thích đi. Trần Triệu Dương đứng phía sau khế nói nhỏ với cô. Không được, Chu Thịnh Long có rìu, nguy hiểm lắm. Hứa Mỹ Tình lập tức từ chối. Trong lúc hoảng loạn thế này, Hứa Mỹ Tình đã quên mất chuyện Trần Triệu Dương lợi hại như thế nào, cô chỉ sợ tên điên Chu Thịnh Long làm hại Trần Triệu Dương. Dầm! Hứa Mỹ Tình vừa dứt lời, chiếc rìu của Chu Thịnh Long đã chém xuống tay vịn trên ghế, lúc này hắn nhìn chăm chằm vào cô, nở nụ cười giễu cợt, Hứa Mỹ Tình, muốn tao không đánh hắn cũng được. Nhưng tao có một điều kiện. Điều kiện gì? Hứa Mỹ Tình nhìn vào chiếc rìu trong tay hắn, cố gắng kéo dài thời gian. Chu Thịnh Long nở một nụ cười đắc ý, nói, rất đơn giản, quay lại với tao, sau đó chuyển hết tài sản cho tao. Tới lúc đó, dù có bất kỳ chuyện gì cũng phải nghe theo lời tao. Dù cho tao, có cặp kè bên ngoài, mày cũng không được quản. Hứa Mỹ Tình nghe thấy những lời này, nghiến răng tức giận đáp, Chu Thịnh Long, muốn quay lại với tôi, anh bỏ ngay ý nghĩ đó đi. Ha ha, tao biết mày sẽ không đồng ý mà. Chu Thịnh Long lôi ra một bản hợp đồng, nói, vậy mày. Chuyển hết tài sản cho tao, rồi ngủ cũng tao một lần nữa, thì hôm nay tao sẽ không làm tổn thương hắn. Đồ cặn bã, đừng có mơ. Hứa Mỹ Tình mắng mỏ. Những lời này của Chu Thịnh Long khiến cô ghê tởm. Chu Thịnh Long vẫn đắc ý nói, Hứa Mỹ Tình, mày còn tiếp tục từ chối, tới lúc đó mày không chỉ cần ngủ với tao, mà còn phải ngủ với đám anh em của tao. Ha ha, nói thật, tao hối hận vì ly hôn với mày rồi. He he. Nghe Chu Thịnh Long nói vậy, đám người xung quanh đều lộ ra nụ cười dâm đãng. Hứa Mỹ Tình nhìn thấy gương mặt của bọn họ liền cảm thấy ghê tởm. Nếu mà không đồng ý, thì đừng trách tao ra tay. Chu Thịnh Long đột nhiên trầm giọng, cầm lấy chiếc rìu bên cạnh, tay vịn của ghế đã bị hắn chém gãy rồi. Chu Thịnh Long, anh là đồ tiểu nhân bị ổi. Hứa Mỹ Tình nghiến răng mắng mỏ. Chu Thịnh Long nheo mắt cười đắc ý, nói, Hứa Mỹ Tình. Đừng có nghĩ ly hôn là có thể thoát khỏi tao, tao nói cho mày biết, không có chuyện đó đâu. Cả đời này tao sẽ bám theo mày. Anh. Hứa Mỹ Tình nhìn Chu Thịnh Long, tức giận tới mức không nói lên lời. Lúc này, Trần Triệu Dương liền kéo Hứa Mỹ Tình ra phía sau. Hứa Mỹ Tình, để cho tôi giải quyết, Trần Triệu Dương nói với cô.
Trần Triệu Dương cũng đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện như thế nào, Chu Thịnh Long ly hôn với Hứa Mỹ Tình, thấy Hứa Mỹ Tình xinh đẹp như vậy nên vẫn không từ bỏ. Không những HA-M muốn vẫn còn, mà hẳn còn muốn tài sản của cô nữa. Hơn nữa hắn cũng không xem cô là con người, bắt Hứa Mỹ Tình lên giường với những người khác. Đối với loại đàn ông thế này, Trần Triệu Dương chỉ có thể nói, đến cặn bã cũng không bằng. Trần Triệu Dương, anh ta có dìu đó. Hứa Mỹ Tình nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Triệu Dương vỗ vai an ủi cô, có tôi ở đây, không cần lo. Hứa Mỹ Tình thấy nụ cười của Trần Triệu Dương, cô cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Lúc trước trong bữa tiệc tối hôm đó, Trần Triệu Dương cũng nói như vậy với cô. Trần Triệu Dương đứng chản phía trước, Chu Thịnh Long liền đưa chiếc dìu lên lắc lắc trước mắt anh, đắc ý nói, ồ, không làm rùa rụt cổ nữa rồi hả, cuối cùng thì cũng giống một thằng đàn ông rồi. Thắng nhãi, tao nói cho mày biết, hôm nay gặp bọn tao là mày xui xẻo rồi. Tóm lại, hôm nay con đàn bà này mà không chịu ký giấy và quay lại với tao, tao sẽ không tha cho mày. Chu Thịnh Long vừa nói vừa cầm lấy mặt lưng chiếc dìu gõ gõ lên vai Trần Triệu Dương, nói, mày cũng sẽ không thoát được đâu. Nhìn thấy hành động này của hẳn, đám người xung quanh bắt đầu bật cười. Cút, Trần Triệu Dương đanh giọng đáp, cái gì? Chu Thịnh Long lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng hắn chưa nghe rõ lời Trần Triệu Dương vừa nói. Cút càng xa càng tốt. Trần Triệu Dương trầm giọng. Hơ, anh Chu, nó bắt chúng ta cút kìa. Mẹ kiếp, cút cái đầu mày. Đừng phí lời với nó nữa, đập chết nó đi. Thấy bộ dạng này của Trần Triệu Dương, bọn họ không phục chút nào. Bọn họ vốn nghĩ Trần Triệu Dương bị bắt quả tang thế này, Chu Thịnh Long lại còn có dìu, cộng thêm việc đám bọn họ đông như vậy, đáng nhẽ Trần Triệu Dương phải bị dọa tới mức tè ra quần chứ, hơn nữa Hứa Mỹ Tình cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là bọn họ không ngờ được, Trần Triệu Dương không những không sợ, mà người lại còn huênh hoang như thế. Mẹ kiếp, mày nghĩ tao không dám chém mày à? Chu Thịnh Long khó chịu nói. Còn không cút đi thì đừng có trách. Trần Triệu Dương đáp. Chết tiệt. Chu Thịnh Long nghe thấy vậy dường như bị đả kích nặng nề, cầm lấy dìu xông về phía Trần Triệu Dương, chỉ có điều hẳn dùng mặt lưng của chiếc dìu. Hứa Mỹ Tình thấy vậy liền sợ hãi. Thình thịch. Chỉ có điều, chiếc dìu trong tay hắn chưa kịp chạm vào cơ thể của Trần Triệu Dương, anh đã ra tay rồi. Trần Triệu Dương giơ một nắm đấm, đánh trúng mặt Chu Thịnh Long, chiếc dìu của hắn còn chưa kịp chạm tới người anh thì hẳn đã bị đánh văng ra ngoài rồi. Chết tiệt. Đám người Chu Thịnh Long cảm thấy hơi bất ngờ khi hẳn bị đánh văng ra ngoài. Nếu nói về cơ thể, rõ ràng Chu Thịnh Long to con hơn Trần Triệu Dương, Trần Triệu Dương chỉ cần dùng một nắm đấm đã có thể đánh hắn bay ra ngoài, vậy phải mạnh tới mức nào chứ? Đánh nó, đánh chết nó đi. Chu Thịnh Long bò dậy, máu mũi vẫn đang chảy, chỉ tay về phía Trần Triệu Dương và hét lên. Nghe thấy vậy, đám người Chu Thịnh Long liền nhào tới, tên cầm ghế, tên cầm bình hoa đập về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, cẩn thận. Hứa Mỹ Tình thấy vậy liền kêu lên. Tên cầm ghế định tấn công anh, chiếc ghế của hắn còn chưa chạm tới thì đã bị một nắm đấm của Trần Triệu Dương đấm thủng một lỗ rồi. Nắm đấm vừa tung ra liền đánh hẳn ngã nhào. Trần Triệu Dương vừa đánh ngã một lên, từ phía sau lại một tên khác nhào tới. Trần Triệu Dương chẳng thèm quay đầu, đá một phát về phía sau. Hình thịch, tên đó cũng bị Trần Triệu Dương một cước đá bay. Giải quyết hai tên đó xong. Vẫn còn một người nữa, Trần. Triệu Dương nhìn hắn, hắn lập tức ném đồ trong tay xuống đất, hoảng sợ nói, tôi không đánh nữa. Hẳn bị Trần Triệu Dương dọa sợ rồi. Vốn dĩ bọn họ nghĩ có thể dễ dàng giải quyết Trần Triệu Dương. Cuối cùng không ngờ được Trần Triệu Dương lại mạnh tới vậy, một chiêu đã đánh ngã một người. Đánh tiếp đi, sao không đánh nữa rồi? Chu Thịnh Long thấy đám người dừng lại, kích động hét lên. Chúng ta đông như vậy. Sợ gì chứ? Khi Chu Thịnh Long vẫn đang hò hét, Trần Triệu Dương đã tới trước mặt hắn rồi. Bốp! Trần Triệu Dương tới gần lập tức tát Chu Thịnh Long một cái. Chu Thịnh Long bị tát tới mức ngã nhào ra sàn. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao, tao! Chính là đánh tên cặn bã như mày đó. Trần Triệu Dương tiếp tục đưa tay tát mạnh. Bốp, bốp! Tiếng tát vang lên liên tiếp. Trần Triệu Dương có thể nói là mạnh vô cùng, cứ tiếp tục. Tát thêm vài cái thế này, răng của Chu Thịnh Long cũng bị tát rụng mất thôi. Đám người đi theo Chu Thịnh Long nhìn thấy bộ dạng hung tợn này của Trần Triệu Dương, chẳng ai dám chạy lại ngăn cản. Mẹ nó, đừng đánh nữa. Anh ơi đừng đánh nữa. Em sai rồi.
Anh ơi, tiếp tục đánh nữa là đánh chết người đó. Mẹ ơi, giết người rồi. Chu Thịnh Long đau đớn la hét. Hắn ta không thể ngờ, một người tầm thường như Trần Triệu Dương lại có thể mạnh tới vậy. Đặc biệt là ánh mắt của anh lúc này, đây là ánh mắt muốn giết người mà. Trần Triệu Dương mạnh tay như vậy cũng là vì có lý do cả, anh biết để đối phó với những người bị ổi thế này, phải thật tàn nhãn. Trần Triệu Dương đừng đánh nữa là sẽ xảy ra án mạng đó. Cuối cùng Hứa Mỹ Tình nhẹ giọng khuyên ngăn, Hứa Mỹ Tình sợ sẽ gây ra án mạng. Chu Nhất Long mà chết thì cô không tiếc, nhưng nếu vì vậy mà Trần Triệu Dương phải ngồi tù thì không nên chút nào. Nghe Hứa Mỹ Tình khuyên ngăn, Trần Triệu Dương mới chịu dừng tay. Trần Triệu Dương vừa dừng lại, anh liền kéo Chu Thịnh Long bị đánh tới biến dạng mặt mày đứng dậy, lạnh giọng nói, tao hỏi mày, lần sau còn dám quấy rồi chị Mỹ Tình nữa không? Không dám, không dám nữa. Chu Thịnh Long gập đầu liên tục đáp. Đừng có để tao nhìn thấy mày nữa. Cút. Trần Triệu Dương quăng Chu Thịnh Long xuống đất. Khao khát được sống của Chu Thịnh Long mạnh lắm, vừa ngã xuống đất đã lồm cồm bò dậy, đến cả đám đàn em còn không quan tâm, lập tức chạy ra khỏi cửa. Lúc này, Trần Triệu Dương nhìn đám người còn lại. Bọn em cút ngay đây. Bọn chúng bị dọa tới mức nháo nhào chạy đi. Đóng cửa lại. Trần Triệu Dương vừa dứt lời, đám người đó liền hoảng loạn đóng cửa và bỏ chạy. Sau khi đuổi đám người đó đi, Trần Triệu Dương vỗ vai Hứa Mỹ Tình, hỏi, chị Mỹ Tình, không sao rồi. Trần Triệu Dương, hu hu. Hứa Mỹ Tình lúc này nhào vào lòng Trần Triệu Dương, vừa khóc vừa nói, lúc nãy sợ chết đi được. Không sao rồi, Trần Triệu Dương vỗ vai an ủi cô. Còn lúc này, Chu Thịnh Long đã bỏ chạy tới trước cửa thang máy. Bọn họ còn chưa kịp bấm thang thì thang máy đã kêu lên một tiếng rồi dừng lại. Cửa thang máy vừa mở, một đám mười mấy người ào từ thang máy ra. Chu Thịnh Long và đám đàn em thấy vậy liền giật mình. Đám người kia nhìn rất giống côn đồ. Hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm một tiếp sắt. Chẳng nhẽ đám người này là Trần Triệu Dương gọi tới để dạy bọn họ một bài học. Nếu thật sự là vậy thì bọn họ chết chắc rồi. Hắn ta ở đâu? Phía cuối có một người đàn ông mặc áo ba lỗ đen đang hút thuốc bước ra và hỏi. Tên quản lý khu nhà đáng ăn đòn đó, không đánh nó thì nó không chịu khai. Nó nói rồi thì nó sẽ thành một cái xác. Người đàn ông đi đầu vừa hút thuốc, vừa chỉ vào cánh cửa đối diện mắng mỏ, mẹ kiếp, thằng nhãi đó không đưa cho tao, lại còn dám đánh tao. Hôm nay tao sẽ tính sổ với. Nói rồi đám người kia liền tiến về phía trước. Mấy anh ơi! Chu Thịnh Long lúc này ôm mặt kêu lên. Làm sao? Người đàn ông mặc áo ba lỗ có chút không thoải mái, đáp. Có phải các anh muốn kiếm hai đứa chó má kia không? Chu Thịnh Long chỉ vào đối diện nói. Không sêu. Có vấn đề sao? Mày có ý kiến? Bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người Chu Thịnh Long đáp. Không có, không có. Chu Thịnh Long liên tiếp lắc đầu, vội vàng nói, tôi có chìa khóa nhà đó, tôi có thể đưa các anh vào. Vậy nhanh hơn nhiều đó. Người đứng đầu tiên đáp, dẫn đường, mở cửa đi. Được. Chu Thịnh Long gật đầu. Nói rồi đám người Chu Thịnh Long dẫn đầu, đưa đám người theo sau quay ngược lại đó. Lúc này Chu Thịnh Long đã tính toán tước rồi, đám người này cũng tới tính sổ với Trần Triệu Dương, bọn họ liền muốn lợi dụng đám người này để cho Trần Triệu Dương một bài học. Dù có thế nào, lần này nhất định hẳn ta phải rửa hận. Chị Mỹ Tình, không sao rồi, không sao rồi. Tôi đã dạy cho tên cặn bã đó một bài học rồi, sau này hẳn không còn dám tới nữa đâu. Trần Triệu Dương ôm lấy Hứa Mỹ Tình an ủi, nếu hẳn còn dám quay lại, tôi sẽ cho hắn no đòn. Tôi đảm bảo, sau này hắn sẽ không dám quấy rối chị nữa. Trần Triệu Dương thấy Hứa Mỹ Tình khá đáng thương, dính dáng vô loại cặn bã như Chu Thịnh Long. Hứa Mỹ Tình nằm trong lòng Trần Triệu Dương, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Bịch! Vào lúc này, cửa phòng lại một lần nữa bị đập mạnh. Tiếng động này lại tiếp tục dọa Hứa Mỹ Tình một phen. Trần Triệu Dương quay đầu nhìn. Anh nhìn thấy Chu Thịnh Long đang ngông nghênh bước vào trong. Thấy Chu Thịnh Long quay lại, ánh mắt của Trần Triệu Dương liền lộ vài tia giận dữ. Chu Thịnh Long nhìn Trần Triệu Dương, chỉ vào anh và huênh hoang nói, tạp chủng, tao nói cho mày biết, tối nay mày chết chắc rồi. Dám đắc tội với tao, tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn. Chu Thịnh Long nói xong, mười mấy tên đàn em đang đứng phía sau liền cầm vũ khí tiến lại. Hứa Mỹ Tình thấy nhiều người như vậy liền sợ hãi. Cô không ngờ Chu Thịnh Long nhanh như vậy mà có thể tìm được nhiều người tới giúp.
Lúc này Chu Thịnh Long không kiêng nể mà nói, tạp chủng, nếu giờ mày quỳ xuống nhận lỗi, bọn tao có thể xem xét tha cho mày. Nếu không, mày cứ chờ chết đi. Hứa Mỹ Tình, mày không nghe lời tao, giờ tao sẽ khiến mày hối hận. Chu Thịnh Long huênh hoang vô cùng. Nhiều người tới tính sổ với Trần Triệu Dương như vậy, hẳn nghĩ lần này Trần Triệu Dương chết chắc rồi. Dù gì lúc nấy cũng là hẳn đi đầu, coi như đám người này là do hắn đem tới đi. Trần Triệu Dương, Hứa Mỹ Tình lo lắng nói, hay là báo cảnh sát đi. Giờ báo cảnh sát cũng vô dụng, chờ cảnh sát đến nơi có khi bọn họ đều chạy hết rồi. Trần Triệu Dương giữ Hứa Mỹ Tình lại và nói. Hứa Mỹ Tình gật đầu, cô biết Chu Thịnh Long có mối quan hệ thân thiết với cảnh sát ở đây, chắc đã đánh tiếng trước rồi. Cảnh sát sẽ không tới sớm vậy đâu. Bọn họ đông như vậy, giờ tính sao đây? Hứa Mỹ Tình lo lắng vô cùng, hỏi. Trần Triệu Dương vỗ vai cô, đáp, yên tâm. Không quỳ đúng không, chúng mày chờ đó. Chu Thịnh Long thấy Trần Triệu Dương bất động, cảm thấy bực tức vô cùng, nói. Là hắn đúng không? Tên côn đồ đứng bên cạnh Chu Thịnh Long đẩy hẳn qua một bên, hỏi người bên cạnh. Là hẳn đó, làm bẩn xe tao, còn đánh tao, không chịu đền tiền lại còn quyệt tiền xe nữa. Người đó đáp. Trần Triệu Dương lúc này mới nhận ra, hóa ra đây là tài xế taxi đã tống tiền anh đợt trước. Mẹ nó, không ngờ lại có người như vậy, tuyệt đối không được tha cho nó. Chu Thịnh Long lại kích động nói. Chu Thịnh Long vừa dứt lời, tên tài xế liền cùng đám người từ từ tiến lại phía Trần Triệu Dương. Khi tới trước mặt Trần Triệu Dương, hắn liền cầm tiếp sắt lên và nói, thắng nhãi, mày không thoát được rồi. Mẹ nó, tao nói cho mày biết, nếu không muốn chết thì mau quỳ xuống xin lỗi, rồi đền 100.000 tệ cho tao. Đại ca, không thể chỉ đền tiền rồi bỏ qua như vậy được. Phải dạy dỗ nó một trận. Chu Thịnh Long đứng phía ngoài hét lên. Nghe thấy chưa, mau đền tiền đi, không đền thì tới lúc, bọn tao ra tay, mày đừng có hối hận. Đền tiền, không đền tiền thì sẽ đánh chết mày. Đám côn đồ hết người này tới người kia huênh hoang gào. Muốn đòi tiền, không có. Trần Triệu Dương điềm tĩnh đáp, nếu muốn đánh nhau, lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ sợ bọn mày hối hận thôi. Mẹ nó, còn dám huênh hoang như vậy, đập chết nó đi. Chu Thịnh Long nén cơn đau, tiếp tục gào thét. Đám côn đồ thấy phản ứng của Trần Triệu Dương, cảm thấy không thoải mái chút nào. Huênh hoang thật, đánh chết nó. Trần Triệu Dương liếc nhìn đám người trước mặt, đanh giọng đáp, nếu muốn đánh nhau thì mau lên, tao đang vội. Huênh hoang, không huênh hoang thì sẽ chết à. Đám côn đồ nắm lấy tiếp sắt trong tay, chuẩn bị tấn công. Đứa nào to gan như vậy, tránh ra để tao coi thử. Lúc này, phía sau đám côn đồ truyền tới một giọng nói cợt nhả. Vừa dứt lời, đám côn đồ đồng loạt tránh đường. Một người mặc áo ba lỗ, tay cầm điếu thuốc từ trong đám người bước ra. Anh Hồ, chính là thắng tạp chủng này, không những quyệt tiền xe mà còn huênh hoang như vậy. Anh Hồ, anh thấy người như này có nên chém chết nó không? Người đàn ông mặc áo ba lỗ vừa bước ra, đám người liền đồng loạt chỉ tay về phía Trần Triệu Dương. Chu Thịnh Long nhìn người này, hẳn biết người này nhất định là tên cầm đầu của đám côn đồ này. Hắn liền lập tức hùa theo, đại ca, thằng nhãi này làm nhiều chuyện xấu lắm. Anh mau đập chết hẳn đi, coi như là thay trời hành đạo. Đại ca, hay để em giúp anh dạy dỗ hắn, em có thể đưa tiền cho anh. Người đàn ông mặc áo ba lỗ khi mới bước ra, trên mặt đem theo vài phần khinh bỉ. Nhưng khi hẳn bước tới phía trước và nhìn thấy Trần Triệu Dương liền lập tức ngây người. Đặc biệt là khi nghe thấy mấy lời của Chu Thịnh Long, hẳn quy ra tát mạnh Chu Thịnh Long một phát. Mẹ kiếp, mày nói chuyện với ai vậy? Chu Thịnh Long bị tát, có chút ngây người, không hiểu chuyện gì. Kẻ thù của kẻ thù không phải là bạn sao? Theo lý thuyết thì hắn ta và tên cầm đầu này phải là bạn bè chứ, sao lại không nói một câu đã ra tay đánh người rồi? Đại ca, chỉ cần anh chịu đánh hắn, chuyện tiền bạc rất dễ thương lượng, em có thể đưa. Bình bịch, Chu Thịnh Long còn chưa nói xong đã bị đá ngã nhào về một phía. Mày im mồm cho tao. Đến cả anh Dương của tao mà mày cũng dám dạy dỗ. Mày muốn chết phải không? Hồ Tuấn Kiệt đạp Chu Thịnh Long ngã nhào, liền bước tới bên cạnh Trần Triệu Dương nói, anh Dương, chào anh. He he, tôi không biết hóa ra là anh. Hồ Tuấn Kiệt lúc nhìn thấy Trần Triệu Dương đã bị dọa một phen. Ngọn ngành câu chuyện hắn đại khái đã hiểu rồi. Hồ Tuấn Kiệt vốn nghĩ đây là một chuyện đơn giản thôi, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Triệu Dương, lòng hắn như rơi.
xuống vực thẳm vậy. Hắn sợ rằng một khi làm ảnh hưởng tới đêm xuân của Trần Triệu Dương và Hứa Mỹ Tình thì hẳn sẽ chết rất thảm. Hơn nữa Hồ Tuấn Kiệt biết Trần Triệu Dương lợi hại thế nào, đám người hẳn đem tới đây thật sự không đủ mà. Anh Hồ, chuyện này là sao? Anh Hồ, hắn không những quyệt tiền xe mà còn đánh em. Nữa, tên tài xế taxi không phục và nói. Hồ Tuấn Kiệt lao tới tát hẳn một phát rồi măng mỏ, Dương ngồi xe mày là vinh dự của mày đó. Mày còn dám nói anh Dương quyệt tiền, chán sống rồi à? Không dám, không dám. Tên tài xế taxi yếu ớt đáp. Mau xin lỗi anh Dương đi. Hồ Tuấn Kiệt nói. Tên tài xế taxi vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không dám phản đối, bước tới trước mặt Trần Triệu Dương thấp giọng, anh Dương, xin lỗi anh. Cảm ơn anh Dương vì đã ngồi xe mày đi. Hồ Tuấn Kiệt tiếp tục đánh vào đầu hắn và nói. Cảm ơn anh Dương đã ngồi xe của em, tên tài xế taxi cúi đầu nói. Chúng mày, mau gọi anh Dương đi. Hồ Tuấn Kiệt nhìn đám đàn em phía sau, nói. Anh Dương. Đám người phía sau đồng loạt gọi. Hứa Mỹ Tình thấy vậy, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô thấy đám côn đồ lúc tới hung hăng như vậy, sợ Trần Triệu Dương sẽ xảy ra chuyện. Nào ngờ tên cầm đầu của đám người kia vừa tới liền cong lưng cúi đầu trước Trần Triệu Dương. Chuyện này đã xảy ra hai lần trong tối nay rồi. Hứa Mỹ Tình nhìn Trần Triệu Dương, đột ngột cảm thấy người đàn ông này thú vị vô cùng. Anh thật là thần bí. Chu Thịnh Long thấy vậy liền ngây người tại chỗ. Rõ ràng đám người này tới gây rắc rối cho Trần Triệu Dương, sao giờ lại cúi đầu hạ giọng với Trần Triệu Dương vậy? Không sao, có thể cút rồi. Trần Triệu Dương cũng không muốn đám người của Hồ Tuấn Kiệt ở lại lâu, dù gì nếu như bị hàng xóm nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Hứa Mỹ Tình. Bọn tôi đi liền, đi liền. Hồ Tuấn Kiệt thấy Trần Triệu Dương không truy cứu nữa liền như chút được một gánh nặng. Quay lại đây. Hồ Tuấn Kiệt vừa đi được hai bước, Trần Triệu Dương đã gọi lại. Hồ Tuấn Kiệt căng thẳng quay đầu, cười nịnh bợ Trần Triệu Dương, nói, anh Dương, còn chuyện gì nữa sao? Hồ Tuấn Kiệt sợ Trần Triệu Dương đổi ý, đem mấy tên này đi, dạy dỗ chúng một trận nhớ đời. Trần Triệu Dương chỉ vào Chu Thịnh Long nói. Hồ Tuấn Kiệt nhìn và lập tức trả lời, không thành vấn đề. Hồ Tuấn Kiệt vừa dứt lời, liền quay ra nói với đám người của mình, ra tay đi. Ngay lập tức có người xông tới giữ Chu Thịnh Long lại. Anh, em sai rồi. Anh bảo bọn họ đừng đánh em. Chu Thịnh Long gào thét, tao cho mày cơ hội rồi. Trần Triệu Dương lạnh lùng đáp, nhưng mày lại quay lại để gây sự với tao. Xem ra lúc nấy dạy dỗ mày chưa đủ rồi. Anh ơi, cứu, em. Chu Thịnh Long vốn muốn tiếp tục kêu cứu, Hồ Tuấn Kiệt liền trực tiếp bịt miệng hắn lại. Lúc này Chu Thịnh Long thật sự muốn chết cho rồi, vốn tưởng quay lại có thể ra oai một chút, nào ngờ kết cục còn thảm hại hơn. Anh Dương, chuyện nhỏ nhặt này cứ để cho tôi, không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của anh đâu. Hồ Tuấn Kiệt vừa nói vừa kêu người kéo Chu Thịnh Long rời đi. Lúc đi, hắn còn cẩn thận đóng cửa lại. Trần Triệu Dương, Chu Thịnh Long sẽ không sao chứ? Hứa Mỹ Tình nhẹ giọng hỏi. Chị Mỹ Tình, chị vẫn còn quan tâm tới hẳn ta sao? Không phải, Hứa Mỹ Tình vội vàng lên tiếng giải thích, tôi sợ nếu hẳn ta có xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm tới cậu. Tôi chủ yếu là lo lắng cho cậu thôi. Chị đừng suy nghĩ nhiều. Họ biết phải làm như thế nào, chỉ là dạy cho Chu Thịnh Long một bài học nhỏ, sẽ không để hẳn mất mạng đâu. Trần Triệu Dương cười nói, hơn nữa cho Chu Thịnh Long một bài học khiến hẳn nhớ kỹ sau này không dám tới quấy rầy chị nữa cũng tốt. Cảm ơn cậu. Hứa Mỹ Tình đáp. Chị Mỹ Tình, cũng không còn sớm, chị nhanh nghỉ ngơi đi. Lúc này Trần Triệu Dương lên tiếng nói với Hứa Mỹ Tình. Thành thật mà nói, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trần Triệu Dương cũng không có suy nghĩ mờ ám kia. Anh cảm giác thừa lúc sơ hở mà lợi dụng người khác thì bản thân mình cũng không khác gì tên cặn bã Chu Thịnh Long kia. Trần Triệu Dương vừa dứt lời, Hứa Mỹ Tình liền cuống quýt tóm chặt lấy tay anh. Trần Triệu Dương, tôi vẫn sợ. Hứa Mỹ Tình lẩm nhẩm. Chị Mỹ Tình, đừng sợ. Chu Thịnh Long không dám tới nữa đâu. Tôi vẫn sợ, hay là cậu cùng tôi uống rượu đi. Hứa Mỹ Tình chăm chú nhìn Trần Triệu Dương nói. Lại uống. Chúng ta uống một chút thôi, đợi tôi ngủ rồi, cậu hãy rời đi, có được không? Hứa Mỹ Tình giống như một cô gái nhỏ nhìn Trần Triệu Dương một cách đáng thương. Được. Trần Triệu Dương thấy được ánh mắt này của Hứa Mỹ Tình, anh biết bản thân không cách nào có thể từ chối cô ấy.
Tôi đi thay bộ đồ sạch sẽ, cậu đợi nhé. Hứa Mỹ Tình chạy vào phòng, một lúc sau bước ra ngoài với chiếc áo ba lỗ trên người. Trần Triệu Dương nhìn thấy cảnh này cảm thấy có chút thèm thuồng. Không được phép suy nghĩ lung tung, Hứa Mỹ Tình lườm anh nói với giọng đầy của trách. Trong nhà Hứa Mỹ Tình có không ít rượu ngon, thậm chí cô còn lấy ra một ít đồ nhậu từ trong tủ lạnh. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, những gì cô kể với anh đều là chuyện cũ của mình. Tuy nhiên do Hứa Mỹ Tình trước đó đã uống rất nhiều nên lần này chưa uống được hai ly cô đã ngà ngà say. Cô uống say liền chui vào ngực Trần Triệu Dương, vừa cọ quậy vùi người vào anh trên miệng vừa lẩm bẩm gì đó. Trần Triệu Dương quan sát Hứa Mỹ Tình, anh cảm thấy cô rất đáng thương, dính dáng ngay đến loại người đốn mặt như Chu Thịnh Long. Lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, anh cảm giác được cô lại rúc vào người anh gần hơn một chút nữa. Nhìn Hứa Mỹ Tình trong ngực mình, anh có ý nghĩ đứng núi này trông núi nọ. Lúc này đây anh cảm thấy có chút không kiềm chế nổi bản thân. Tinh, tinh, tinh. Ngay lúc Trần Triệu Dương muốn làm chuyện xấu, điện thoại của anh lại liên tục vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn WeChat được gửi đến. Trần Triệu Dương vừa rút ra xem. Toàn bộ đều là tin nhắn do Nam Cung Yến gửi đến. Nội dung ngắn gọn,